Y đạo quan đồ. Chương 161, đừng hỏi vì sao bị thiếu. Lương Thành Long đang đi trên đường thì nhận được điện thoại gọi về, người gọi là chú hắn Lương Chính Thiên. Lương Chính Thiên ngồi trong phòng xem tivi, sắc mặt không được tốt cho lắm, Lương Thành Long bước vào phòng ho khan một tiếng chào thúc thúc rồi ngồi xuống đối diện Lương Chính Thiên. Lương Chính Thiên đặt chiếc điều khiển tivi trên tay xuống bàn, vươn tay lấy một điếu thuốc để hút, chuyện xuyên nhanh. Lương Thành Long thấy vậy rút bao trung hoa ra mời. Lương Chính Thiên không để ý đến hắn, cầm lấy bao hồng tháp sơn trên mặt bàn. Lương Thành Long cuốn quyết lấy bật lửa châm cho hắn, lần này Lương Chính Thiên không có cự tuyệt nữa, hút một hơi dài trầm ngâm không nói gì. Audio điện tử võ tấn bền Lương Thành Long cũng không nói gì, cứ yên lặng ngồi cho tới lúc Lương Chính Thiên hút hết điếu thuốc, đập tàn thuốc vào gạt tàn xong hắn lúc này mới lên tiếng, sự việc bách hóa dệt đông giang là người của ngươi làm phải không? Lương Thành Long trước mặt thúc thúc không dám nói dối, liền gật đầu nói, dạ phải. Vì sao? Thúc là không nuốt trôi được cái khẩu khí này. Lương Chính Thiên nheo mắt lại, Lương Thành Long lần thứ hai đưa ra bao trung hoa mời thúc hắn, lần này Lương Chính Thiên nhận lấy, hút một hơi xong nói, tiểu Long, người đã rút lui khỏi vụ bách hóa dệt đông giang? ta không hỏi tới nguyên nhân, ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của ngươi. Thế nhưng trước nay người đối với miếng đất này luôn có tham vọng, người có thể rút lui khỏi đó nhất định là có nguyên nhân gì. Lương Thành Long gật đầu nói thúc, năm ngoái ở Bắc Kinh, ta có tiếp nhận thi công một building ở Bắc Kinh, công trình này có chút vấn đề, bất quá lúc nghiệm thu ta đã xử lý. Nhưng ta không ngờ là chuyện này Vương Học Hải lại biết được lương chính thiên đã hiểu vì sao lúc tối hậu cháu trai mình lại rút lui không cạnh tranh miếng đất bách hóa dệt đông giang hắn nói thua thì thua nam nhân đại trưởng phu sợ không ngóc đầu đậy nổi lại sao người gây ra cái chuyện kia là có ý tứ gì để làm gì lương thành long tức giận nói không ngờ là cố minh kiện cũng tham gia vào ta không thể hiểu hắn và vương học hải kia thế nào lại cùng một chỗ ngoặc kép lương chính thiên thở dài tiểu long a ở Trung Quốc này làm bất cứ việc gì đều phải hiểu một cái đạo lý đó là nắm đúng được cái cốt lõi, mà cốt lõi ở đây là gì? Trung Hoa là một quốc gia có luật pháp, muốn phát triển được thì phải nắm rõ được luật pháp, lợi dụng những điểm có thể lợi dụng mới nhanh chóng lớn mạnh được. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, người gây chuyện về cái bách hóa dệt đông giang như thế, ta xem chuyện này vì tất có thể kết thúc như thế. Ta thấy ngươi nên chủ động xử lý cho gọn gàng sự tình cái building ở Bắc Kinh đi. Lương Chính Thiên biết Vương Học Hải không phải là kẻ tầm thường, rất có khả năng hắn sẽ điều tra ra được vào trả thù. Sự tình building ở Bắc Kinh kia không lớn, nhưng cũng vướng víu khó xử lý, bởi nó không nằm trong phạm vi quyền hạn. Nếu như Vương Học Hải làm căng chuyện này, sợ rằng Lương Thành Long sẽ gặp nhiều khó khăn. Lương Thành Long nhớ lại tối nay lúc đối thoại với Trương Dương, quan điểm của thúc hắn và Trương Dương rõ ràng là giống nhau. Đám người Vương Học Hải vị tất đã chịu dừng lại, hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận xung động thật là ma quỷ, vì không nhịn được chút tức tối mới bày ra chuyện này, nghĩ không ra bây giờ lại thành ra tự mang phiền phức tới cho mình. Hắn thấp giọng nói, đêm nay Trương Dương cũng vừa mới nhắc nhở ta, hắn cũng nói Vương Học Hải nhất định sẽ gây chuyện về vấn đề building ở Bắc Kinh, tất cả đều là do ta có phần xung động mà ra cả. Lương Chính Thiên vỗ vỗ vai hắn đạm nhiên cười nói, một khi đã ra bài, bài tẩy sớm muộn cũng phải đánh ra, đã như vậy thì phải triệt để giải quyết, đừng để cho đối phương có cơ hội chờ mình thúc, ý người là, người lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn cần ta phải nhắc nhở ngươi nữa sao? Trên đời này, cái gì cũng thế, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Ta quên chưa nói cho ngươi một điều, Trương Dương là con nuôi của La Tuệ Chữ bà ta là phu nhân của văn phó thủ tướng. Nghe vậy Lương Thành Long không khỏi cảm thấy khiếp sợ, thúc thúc hẳn sẽ không lừa hắn làm gì, thảo nào mà một cán bộ cấp khoa như tiểu từ kia lại luôn tỏ ra ngạo mạn như thế, nguyên lai sau lưng hắn là gia đình phó thủ tướng. Tuy rằng mình có thúc thúc là phó chủ tịch tỉnh Bình Hải, nhưng đứng trước mặt văn phó thủ tướng vẫn chưa là gì cả, vẫn phải thành thành thật thật. Bản thân mình thực sự là có mắt như mù, hắn không khỏi nhớ lại một đoạn ân oán giữa mìm và trương dương, nguyên nhân lúc đó là bởi sự tình, cố giai đồng. Sau lại lòng vòng xúi dục ngụy Trí Thành trả thù Trương Dương, giả như hắn biết chuyện này, sợ rằng ân oán lại kết càng sâu. Lương Chính Thiên thấp giọng nói, đem mọi phiền phức giải quyết cho sạch sẽ, đừng để cho kẻ khác nắm được nhược điểm. Mặc dù là một cái đinh nhỏ thôi, cũng có thể khiến người tàn phế đó. Tối hôm nay cũng đang phiền muộn như Lương Thành Long còn có Cố Minh Kiệt, thậm chí so với Lương Thành Long hắn còn phiền muộn hơn. Mới một lúc mà chai rượu đã thấy đáy Vương Học Hải thấy hắn còn muốn uống nữa liền nói, mượn rượu giải sầu càng sầu thêm thôi, Minh Kiệt, đừng uống nữa. Trong đôi mắt của Minh Kiệt đầy tơ máu hắn giận dữ nói: ta thật không rõ vì sao bất kỳ việc gì ta làm đều là không đàng hoàng. vì sao phụ thân ta tin nghe người ngoài mà không tin tưởng ta? vương học hải cười nói: minh kiện a, à, bọn họ đều là như thế cả. cha mẹ ta cũng vậy. bọn họ cống hiến cả cuộc đời cho đảng cho đất nước này rồi, cách nhìn nhận mọi việc khác với thế hệ chúng ta. nhưng là vì thời đại đã thay đổi, chúng ta có cách sống riêng của chúng, chỉ là bọn họ không hiểu được chúng ta mà thôi. Cố Minh Kiện nâng chén rượu lên uống cạn, trong mắt cha ta, trong mắt tỷ ta, ta mãi là một đứa trẻ chỉ biết ăn chơi lêu lồng. Thực sự mà nói Vương Học Hải đúng là khinh thường loại như người Cố Minh Kiện, chẳng có cái bản lãnh gì mà lúc nào cũng tự cao tự đại cho mình là tài giỏi. Nếu như không phải là vì cha hắn là bí thư tỉnh ủy Bình Hải, thì Vương Học Hải còn lâu mới hợp tác với hắn. Vương Học Hải cười nói, người dự định làm thế nào? Cố Minh Kiện nói, có biện pháp nào nữa? lão muốn ta phải rút lui ta còn có biện pháp nào nữa a à? vương học hải gật đầu nếu thái độ của cố bí thư rõ ràng như thế thì ngươi cũng nên nghe theo chuyện này để bàn với an đức hằng xem như thế nào cho chu toàn ngươi cũng là một phần trong chúng ta giả như tất cả chúng ta đều phải rút lui thì thực sự là đáng tiếc a à? ngoặc kép cố minh kiện thực sự cũng không muốn rút lui chút nào hắn rất muốn làm lên một phen đại sự bất quá tưởng tượng lại cơn giận lôi đình của phụ thân hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi Vương Học Hải cười nói, người trước hết nên nghỉ ngơi một chút, chuyện này đợi An Đức Hằng trở lại, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lại. Lúc này từ ngoài cửa có một cô nàng đi vào, Vương Học Hải cười cười nói, ta còn có chút việc, để cô nương xinh đẹp này nói chu viện với người vậy. Nàng ta nũng nịu nói, cố công tử, có cần ta uống cùng vài chén không? Cố Minh Kiện gật đầu nâng chén rượu lên, nữ lang kia lắc lư thân mình đi đến bên cạnh hắn, trên người nàng ta toát ra một mùi vị nước hoa rất kích thích. Hắn bỗng lao tới nắm lấy vai đẩy nàng ta ngã ra ghế sofa Trương Dương lúc này đang đưa cố dài đồng về từ bữa gặp mặt tại cư tử ốc Tối nay hắn đã thi triển tài nghệ khiến cho hai cao thủ Nhật Bản ở đó phải phục sát đất Đồng thời cũng khiến cho cố đại tiểu thư đối với hắn càng thêm si mê Cố dài đồng ôm chặt hắn đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng nhiệt nếu như không phải phụ thân tìm nàng có việc Nhất định nàng sẽ không ly khai hắn bây giờ Trương Dương nhẹ nhàng hôn lên mũi nàng cười nói Mau đi đi đừng để cha ngươi lo lắng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn phòng cố duẫn chi vẫn đang sáng. Cố dài đồng lưu luyến không rời ôn nhu nói, ta không nỡ rời ngươi. Trương Dương cười nói, ngươi yên tâm, về ngủ sớm đi, ngày mai ta bồi thường ngươi. Cố dài đồng nhìn theo chiếc xe của hắn rời đi khuất bóng mới quay người đi vào trong nhà. Dưỡng dưỡng lúc này đã ngủ, đèn trong thư phòng cố duẫn chi vẫn sáng nhưng người thì không có trong phòng mà đang đứng ở ngoài ban công nghe thấy tiếng bước chân nữ nhi cố duẫn chi cũng không có quay đầu lại ánh mắt vẫn nhìn xa xăm phía bầu trời đêm cố giai đồng điều chỉnh lại nội tâm một chút rồi đi tới bên cạnh chào phụ thân cố duẫn chi thấp giọng nói ngươi và minh kiện lúc còn bé đều rất thích ngồi ngắm trời đêm ngắm các vì sao nghe ta kể chuyện nghiêu lang trước nữ cố giai đồng ôm lấy cánh tay lão cha ta vẫn nhớ rõ ngày đó cha thường kể rất nhiều chuyện chúng ta hồi đó vô cùng thích thú Ngón tay Cố Duẫn Chi chỉ lên bầu trời, ta lúc đó còn dạy cho các ngươi biết bắt đầu thất tinh. Trên khuôn mặt Cố Duẫn Chi lộ ra một nụ cười ấm áp. Cố Giai Đồng nhìn biểu tình của phụ thân mà cảm thấy ấm áp, nàng minh bạch vì sao phụ thân lại đột nhiên nhớ tới những chuyện này, để để gây chuyện đối với phụ thân gây xúc động rất lớn. Cố Duẫn Chi nói, Minh Kiện vẫn chưa về à? Các ngươi không may mất mẹ từ sớm, ta lại cứ chuyên chú công tác, quên mất giáo dục lẫn định hướng cho các ngươi. Cố Minh Kiện như vậy kỳ thực lỗi của ta rất lớn." Cố Gia Đồng lắc lắc đầu nói, "Không, chuyện này là do con làm không tốt, là do con quản đệ đệ không tốt." Cố Duẫn Chi nói, "Gia Đồng a, à, ta thủy chung vẫn cho rằng bất luận có năng lực như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ, còn muốn làm một người tốt, trừ phi là thành tiên nhân." Cố Gia Đồng nhỏ giọng cha, "Người yên tâm, ta sau này nhất định sẽ quản chặt Minh Kiện, không để cho nó tiếp tục mắc sai lầm." Cố Duẫn Chi gật đầu, hướng trọng tâm câu chu viện từ nhi tử sang chuyện khác, thanh âm lão trầm trầm, Ngụy Chí Thành xảy ra chuyện. Cố Gia Đồng khó hiểu, sao ạ? À? Bệnh lại tái phát sao? Khóe môi Cố Duẫn Chi cười khổ, hắn tham ô của công không ít, qua điều tra vào khoảng 50 vạn. Chiều nay ta mới hay tin này. Trong lòng Cố Gia Đồng trầm xuống, nàng đương nhiên biết vì sao hắn lại làm như vậy. Mặc dù chưa bao giờ Ngụy Chí Thành nói ra, nhưng nàng đoán rằng hắn biết bản thân hắn cũng chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa cho nên muốn lưu lại một chút ít cho mẹ con hà lạc người ta khi đối mặt với sinh tử thường xuyên làm ra một số sự tình phi lý mà ngụy trí thành cũng chính là đang như thế cha có chuyện con vẫn chưa từng nói cố giai đồng do dự dừng lại một chút rồi rốt cuộc cũng nói con và ngụy trí thành đã ly hôn rồi cố duẫn chi nhìn nữ nhi không hiểu sao khi nghe nàng nói tin này ra lão lại cảm thấy thoải mái hơn có lẽ bởi trong lòng lão vẫn luôn áy náy vì cuộc hôn nhân chính trị này mà trước nào nữ nhi vẫn chưa từng được hưởng hạnh phúc. cố giai đồng ngập ngừng, cha, chuyện này liệu. cố duẫn chi nói căn cứ không hình phạt thì ngoài tịch biên tài sản sung công, khả năng là sẽ là tù trung thân. nếu có tình tiết nghiêm trọng thì rất có thể tử hình. cố giai đồng thật không ngờ chu viện này lại nghiêm trọng như thế, sắc mặt nhất thời tái đi. số phận ngụy trí thành cũng thật là, Trường dương vất vả biết bao nhiêu mới cứu được hắn thế mà nháy mắt hắn đã phải vào mục giam, thậm chí có thể phải đối mặt với án tử hình. Cố Giai Đồng tới trại giam Bắc Sơn thăm Ngụy Trí Thành, chỉ có vài ngày không gặp Ngụy Trí Thành trông đã tiểu tụy đi rất nhiều, đầu tóc rối bời, trong đó không ít những tóc bạc, khuôn mặt anh tuấn cũng có những nếp nhăn. Một người vừa thoát khỏi cái chết, sau đó lại rớt xuống vực sâu như từ sự sống tiếp cận tới cái chết, có thể coi như trong thời gian ngắn này hắn được trải qua hết buồn vui của đời người. Thật sự là phúc họa khó lường, cố dài đồng nhìn hắn qua vách thủy tinh, mặc dù hắn cố làm ra vẻ thoải mái nhưng nhãn thần vẫn biểu lộ rõ ràng sự u buồn và tuyệt vọng. Cố dài đồng cầm lấy điện thoại, gõ gõ vào tấm thủy tinh, Ngụy Trí Thành mới nhấc điện thoại bên này lên. Người có khỏe không? Cố dài đồng hỏi. Ngụy Trí Thành gật đầu, vành mắt hơi có chút đỏ, ta vốn nghĩ mình sẽ chết, nên ta muốn cấp cho hai mẹ con nàng một chút để sau này có thể sống tốt. Cố dài đồng không nói gì, nàng có thể hiểu được nguyên do đó từ trước, thế nhưng dù sao số tiền đó cũng không phải là thuộc về hắn, hắn dùng thủ đoạn đoạt lấy như vậy cũng gây hại cho bao nhiêu người khác. Ngụy Trí Thành nói, ta không có gì ái náy trong lòng cả, nguyên lai được sống cũng đã là một ân huệ quá lớn đối với ta rồi. Ta đã thuê luật sư, nhưng khả năng là vẫn vài chục năm. Cố Giai Đồng nói, cứ yên tâm cố gắng cải tạo thế nào cũng được giảm khung hình phạt, hơn nữa vẫn chưa tới lúc tuyên án, đâu cần bi quan như thế. Ngụy Trí Thành nói, Giai Đồng, ta sợ rằng không có ta chiếu cố hai mẹ con Hà Lạc sẽ có chuyện, ngươi. Cố dài đồng thở dài cắt đứt lời hắn, ngươi không cần phải nó, tự nhiên ta sẽ chiếu cố hai mẹ con nàng ta. Sau khi nàng ta sinh hài tử, ta sẽ an bài một vị trí cho nàng ta đi làm. Cảm ơn ngươi, Ngụy Trí Thành xúc động nói. Cố dài đồng an ủi hắn, ngươi vẫn còn trẻ, gia tù vẫn còn cơ hội, ta tới chính là muốn nói cho ngươi, không nên vì chuyện này mà bi quan thất vọng. Trương Dương lúc này trở lại trường đảng tỉnh học, hắn nguyên bản chuẩn bị sau khi kết thúc khóa học thì quay trở lại Giang Thành, thế nhưng bỗng nhận được điện thoại của mẹ nuôi là tuệ chữ, bà muốn hắn tới Bắc Kinh một chuyến, thiên trì tiên sinh đột nhiên đổ bệnh, là tuệ chữ muốn hắn tới xem bệnh cho lão. Đối với yêu cầu của bà, tự nhiên là Trương Dương sẽ không từ chối, huống chi hắn đối với thiên trì tiên sinh cũng rất là kính ngưỡng. Cùng cố giai đồng nói mấy câu qua điện thoại, hắn lập tức mua vé máy bay đi Bắc Kinh. Trương Dương lúc đăng ký mua vé cũng gặp một người quen ở đó, đó là chủ tịch tập đoàn phong dụ Lương Thành Long. Lương Thành Long không đi tới Bắc Kinh một mình mà mang theo bạn gái hắn Bạch Yến. Lúc gặp nhau, cả hai chỉ rất khách khí nói chuyện, lúc xuống sân bay, Trương Dương vốn định bắt taxi đi, nhưng Lương Thành Long vốn có tài xế riêng ở Bắc Kinh liền chủ động mời Trương Trường Phòng đi đâu. Ta đưa người đi luôn. Tháng 6 ở Bắc Kinh thời tiết vô cùng oi bức, Trương Dương cũng không có cực tuyệt mà tự nhiên mở cửa xe ngồi vào trong. Lương Thành Long cười nói, cũng thật là trùng hợp A, à, chúng ta lại có thể gặp nhau và đi cùng máy bay tới Bắc Kinh này. Trương Dương nhìn Lương Thành Long và Bạch Yến tới Bắc Kinh du lịch A. À. Lương Thành Long gật đầu, một phần, chủ yếu vẫn là vì có công việc. Bạch Yến một bên cười nói, ta nhiều năm rồi chưa tới Bắc Kinh, nhất định lần này phải tham quan cho kỹ, ăn uống các món ăn đặc sắc mới được trương dương cười nói nhắc tới món ăn ta biết một nơi nó là nông gia tiểu viện ở chỗ của văn phòng đại diện huyện xuân dương món ăn vô cùng đặc sắc không nơi đâu có được lương thành long biết trương dương từng đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện xuân dương hắn cười nói nếu trương trưởng phòng buổi tối rảnh rỗi thì chúng ta cùng tới đó có câu tha hương mộ cố chi chúng ta coi như là cũng có duyên a à. trương dương cười cười hắn và lương thành long thì tính là cái gì bạn với bè hắn cũng chẳng có dự định ăn tối với Lương Thành Long, mỉm cười từ chối, tối nay ta có việc bận mất rồi, thật ngại quá. À, hiện tại cứ đưa ta về văn phòng huyện Xuân Dương đi. Lương Thành Long cũng không có miễn cường hắn, bảo tài xế lái xe chạy tới văn phòng huyện Xuân Dương. Trương Dương đã khoảng 4 tháng không tới đây, bước chân vào đại môn, thấy hoa cỏ tươi tốt rất nhiều, so với lúc trước thì mọi thứ cũng chỉnh tề hơn. Mấy phòng trong ở đây đều có lắp điều hòa, giờ này chắc các nhân viên đều chui vào trong phòng tránh nóng. Trương Dương đi tới văn phòng chủ nhiệm gõ cửa, bên trong truyền ra thanh âm của Vu Tiểu Đông, mời vào. Trương Dương đẩy cửa đi vào. Vu Tiểu Đông vẫn chăm chú xem tờ báo nói, có chuyện gì thế? Trương Dương ho khan một tiếng. Vu Tiểu Đông lúc này mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Dương nàng ta đứng bật dậy, không khỏi kinh nghỉ hét lên một tiếng, Trương chủ nhiệm. Cơn gió nào thổi ngươi tới đây thế này? trương dương tươi cười nói ta nói vu tỷ a à, có gì mà phải cả kinh thế chứ vẻ mặt vu tiểu đông vui vẻ hớn hở ta vui vẻ đó mà nàng đứng dậy lấy trong tủ lạnh ra một chai nước mát đưa cho trương dương trương dương tiếp lấy chai nước tu một hơi rồi nói vu tỷ ta có việc ở lại bắc kinh vài ngày người sắp xếp cho ta ở lại đây luôn nhé vu tiểu đông tươi cười tốt thôi vẫn căn phòng cũ của ta nhé quen cái phòng ấy rồi Vu Tiểu Đông lắc đầu, cái này thì không được, căn phòng đó có người đang ở rồi. Trước Dương ngạc nhiên, Xuân Dương có người lên đây sao? Vu Tiểu Đông gật đầu, Tần Bí Thư, hôm trước nàng tới Bắc Kinh tham dự hội nghị gì đó, phòng trừng cũng phải một tuần. Trương Dương thực sự là kinh hỉ, nghĩ không ra lần này Tần Thanh lại tới Bắc Kinh, hai hôm trước nói chuyện với nàng qua điện thoại cũng không thấy nàng nói gì tới chuyện này. Vu Tiểu Đông nói, người ở phòng cạnh phòng Lưu Đại trụ vậy được rồi tối nay ăn gì để ta còn bảo họ sớm chuẩn bị. Trương Dương nói tối nay ta còn có việc có thể muộn mới về. như vậy đi người chuẩn bị phòng cho ta hành lý cứ cất vào trong đó trước nhưng đừng nói cho Tần Bí thư nhé. Vu Tiểu Đông hơi lấy làm lạ bất quá lập tức minh bạch ở Xuân Dương ai mà chẳng biết giữa Tần Thanh và Trương Dương có chút quan hệ. Trương Dương không muốn để cho nàng ta biết hẳn là muốn cấp cho nàng ta một sự kinh nghỉ đây. Trương Dương vào phòng tắm rửa thay quần áo sau đó mới liên hệ lại cho La Tuệ Chữ. La Tuệ Chữ nghe nói hắn đã tới Bắc Kinh thì mừng lắm, bảo hắn lập tức tới chỗ thiên chỉ tiên sinh cùng luôn. Văn phòng Xuân Dương đã mua một chiếc Santana, thế nhưng giờ Tần Thanh đang ở đây, xe tự nhiên là để cho nàng sử dụng. Vu Tiểu Đông Định An bài xe cộ cho hắn, nhưng hắn cự tuyệt, dù sao hiện tại hắn cũng không phải là cán bộ của huyện Xuân Dương. Trương Dương đi taxi tới chỗ thiên trì tiên sinh. Ngoài cửa thấy đỗ một chiếc xe đỏ có rèm che, hắn lập tức nhận ra la tuệ chữ đã tới rồi. Trương Dương đẩy cổng đi vào, thấy Văn Linh mặc một bộ váy dài màu đen đang đứng trong sân, đôi mắt chăm chú nhìn lên tường không biết là đang suy nghĩ điều gì. Trương Dương đối với vị tỷ tỷ này thập phần khó hòa đồng, hắn cảm giác trên người nàng cứ có một vẻ quỷ dị khó nói lên lời. Trương Dương bước chân nhẹ nhẹ, thế nhưng Văn Linh vẫn nghe thấy quay lại, màu da nàng vẫn tái nhợt như thế, thân hình cũng vẫn mỏng manh tới mức cảm giác một cơn gió mạnh cũng thổi bay được nàng trương dương tươi cười chào linh tỷ văn linh gật đầu chỉ vào mấy tường đá nói người có thấy những đường khắc này rất kỳ lạ hay không phảng phất ẩn chứa một cách dụng lực liên miên bất việt trương dương hiếu kỳ nhìn theo nhưng không thấy có gì đặc biệt cả nhưng phiến đá này là cho thiên chỉ tiên sinh cất giấu hắn nhẹ giọng hỏi linh tỷ cũng am hiểu thư pháp học qua một ít cũng từng được thiên chỉ tiên sinh chỉ điểm qua Trương Dương gật đầu nói, gần đây có gặp Đỗ Ca không? Đã lâu lâu ta không có liên hệ với hắn. Phan Linh nghe thấy hắn nhắc tới Đỗ Thiên Giã thì hơi nhíu mày, trong đôi mắt toát lên một vẻ lạnh nhạt hỏi, ngươi và hắn rất thân sao? Một câu nói khiến cho Trương Dương định nói thêm mấy câu nữa cũng nghẹn trở lại, xem ra tình cảm hai người tiến triển gần như bằng không. Trương Đại Quan Nhân cũng chẳng nhàn rỗi mà quản chuyện này, vội tìm cách rút lui, linh tỷ, ngươi cứ ở đây, ta đi xem tình huống thiên trì tiên sinh. Văn Linh nói Tiên sinh hẳn là không có việc gì đâu. Trương Dương có chút khó hiểu nhìn Văn Linh, vị tỷ tỷ này thực sự là càng ngày càng kỳ quái. Lúc này là tuệ chữ từ bên trong đi ra, bà mừng rỡ đón Trương Dương, Trương Dương tới sớm vậy a. À? Trương Dương thân thiết chào một tiếng mẹ nuôi xong rồi nói, con đang học tại trường Đảng Đông Giang, về cơ bản là chương trình học kết thúc rồi, đang chuẩn bị quay về Giang Thành thì nhận được điện thoại của mẹ nên tới đây luôn là tuệ chữ cười nói, lão sư mấy hôm nay ăn uống kém, tinh thần cũng không tốt, thân thể cứ khó chịu, đi bệnh viện kiểm tra cũng không phát hiện ra cái gì, ta không có biện pháp nào nên đành nhờ ngươi. Trương Dương gật đầu rồi đi cùng bà tới phòng của Thiên Trì Tiên Sinh. Thiên Chỉ Tiên Sinh đang nằm trên ghế, thần thái đích xác không tốt cho lắm, bất qua thần trí vẫn thanh tịnh, thấy Trương Dương, lão mỉm cười gật đầu, tới rồi đó a. À. Chào Tiên Sinh, Trương Dương đối với vị lão sư này rất là tôn kính hắn bắt đầu kiểm tra mạch cho thiên trì tiên sinh, khiến cho Trương Dương thấy kỳ quái là mạch tượng thiên trì tiên sinh giống như là chúng độc vậy, kiểm tra kỹ một lượt thân thể không thấy có vết thương gì. Trương Dương hỏi, tiên sinh mấy ngày nay có ăn uống cái gì dị thường không? Ta ăn uống luôn có quy luật cả, đều cho ngô mụ phụ trách, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Trương Dương đứng dậy, là tuệ chữ nhẹ giọng hỏi, Trương Dương, giờ thế nào? Tới nhà bếp kiểm tra một chút hắn đi tới nhà bếp nói chuyện với ngô mụ, ngô mụ đã ở đây làm cho thiên chỉ tiên sinh hơn 10 năm, đương nhiên là có thể tin được. Trương Dương hỏi bà tình hình ăn uống mấy ngày qua của tiên sinh thế nào? Từ như lời ngô mụ nói ra thì không thấy có bất luận điểm nào không hợp lý. Trương Dương xem xét nhà bếp một chút, nhíu mày suy nghĩ, không phải là do ăn uống, cũng không phải bị độc trùng cắn, như vậy thì chỉ còn một khả năng đó là người phải khí độc la tuệ chữ hiếu kỳ hỏi người hoài nghi là tiên sinh bị trúng độc trương dương hỏi trước khi cảm thấy khó chịu tiên sinh đã làm gì la là tuệ chữ chưa trả lời thì ngô mụ bên cạnh đã nói tiên sinh luyện quyền trương dương vội hỏi luyện ở đâu ngô mụ chỉ khoảng sân phía nam gần đây đều là ở kia trương dương chậm rãi đi tới hắn kiểm tra tỉ mỉ chung quanh chỗ đó la tuệ chữ chẳng hiểu trương dương làm cái gì liền đi sang chỗ nữ nhi mình thấy nàng cũng đang chăm chú nhìn trương dương bà vươn cánh tay định nắm lấy tay nàng thì nàng ta lại né ra đừng đụng vào con thái độ lạnh lùng của văn linh không khỏi khiến cho trong lòng la tuệ chữ đau xót vô cùng từ lúc tỉnh lại nàng ta dường như thay đổi thành một con người khác cho dù đối mặt với cha mẹ cũng không có một chút tình cảm nào mặc dù bình thường la tuệ chữ biểu hiện ra vẫn không có việc gì nhưng trong lòng vô cùng đau xót trương dương rốt cuộc cũng phát hiện ra một bụi hoa màu tím nhạt nhỏ trông rất lạ hắn nhíu mày nhìn kỹ cánh hoa, tuy rằng còn ngồi cách một khoảng nhưng cũng cảm thấy một mùi gì đó. Trương Dương nín thở, rút một cây ngân châm ra đâm lên cánh hoa một cái, một màn kỳ dị xuất hiện, chỗ cái hoa bị ngân châm đâm vào từ màu tím nhạt chuyển sang màu hồng, sau đó là màu hồng phấn, từ từ nhạt dần rồi thành màu trắng. La Tuệ Chữ và Văn Linh thấy vậy đều kinh ngạc, đang định muốn tiến tới. Trương Dương ra hiệu không được để ngăn hai người tiến tới hắn đứng dậy bước ra nói, thiên chỉ tiên sinh là chúng độc thật, loại thực vật này là thận vụ hoa, mùi hoa có độc tính, độc tính vào lúc sáng sớm là tản ra mạnh nhất mà lúc đó chính là lúc là tiên sinh luyện quyền, cho nên hít nhiều mới bị chúng độc. La tuệ chữ kinh ngạc hỏi, vậy giải độc này thế nào? Trương Dương cười nói, chính dễ cây của loại hoa này lại là thuốc giải độc. Hắn đi tới nhổ cây hoa đó lên, thân cây và hoa bé tí nhưng bộ rễ có vẻ lớn hơn nhiều, trương dương đưa cho ngô mụ dặn dò cách làm cẩn thận để cho thiên chỉ tiên sinh dùng văn linh hỏi sao tự nhiên nó lại xuất hiện ở đây trương dương lắc đầu nói đây là một loại hoa dại rất ít xuất hiện có lẽ cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi bất quá theo như ta biết độc thảo lạ và độc trùng thường làm bạn nhất định chu vi xung quanh đây sẽ có độc trùng văn linh uể oải vươn vai một cái ta mệt rồi mẹ lúc nào thì về vậy La Tuệ chữ nói, người bảo Tiểu Trần đưa về trước đi, ta muốn ở lại. Văn Linh gật đầu xoay người đi luôn, thậm chí chẳng thèm chào Trương Dương lấy một câu. La Tuệ chữ nhìn bóng lưng nàng rời đi mà không khỏi thở dài, Trương Dương biết tâm sự trong lòng nàng, nhẹ giọng an ủi, mẹ nuôi, thời gian rồi sẽ đưa mọi thứ về nguyên gốc của nó thôi. La Tuệ chữ cười xót xa, ta đã chờ đợi 10 năm, chờ tới khi nó tỉnh lại thì nó lại thành một người xa lạc không biết còn phải chờ bao lâu nữa nữ nhi của ta mới trở lại đây. Trương Dương trầm ngâm, gần đây Linh Tỷ hay tới đây sao? La Tuệ Chữ gật đầu, ừ, nó thường tới học thư pháp từ tiên sinh. chương 162, công dụng của những bức ảnh. Trương Dương cười cười nói, không có gì, mẹ nuôi, mau tới xem thiên chỉ tiên sinh đã đỡ hơn chưa đi. Sau khi uống nước cốt của rễ cây hoa ảo vụ hương xong, sắc mặt thiên chỉ tiên sinh khởi sắc hơn rất nhiều, thả lòng người dựa lưng vào sau ghế nhắm mắt, hơi thở điều hòa, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. La tuệ chữ cẩn thận vào giường lấy cái chăn mỏng nhẹ đắp cho thiên trì tiên sinh. Lúc sau mới gión rén đi ra ngoài, lại nhớ tới lúc nãy Trương Dương còn đào bới tìm tòi thứ gì đó ở chỗ cây ảo vụ hương. Khoảng hơn 20, sau Trương Dương mới đứng đậy phủi phủi tay thở vào nhẹ nhõm, xong rồi, chắc hẳn sẽ không việc gì nữa. Ngoặc kép, La tuệ chữ cũng ẩn ẩn nhận thấy Trương Dương còn giấu mình điều gì, nhưng nếu như hắn đã không muốn nói thì mình cũng không cần gặng hỏi làm gì. Bà chỉ cười cười hỏi thăm, tiểu trương, còn làm gì nữa đó? Quá trưa rồi, nhanh đi ăn cơm đi. Trương Dương lắc lắc đầu, con chưa đói. Mẹ nuôi, có lẽ thiên trì tiên sinh còn phải nghỉ ngơi khoảng hai ngày nữa mới đỡ, thời gian này mẹ đừng cho ai tới làm phiền người. Là tuệ chữ gật đầu tỏ ý đã hiểu, đúng lúc này thì di động Trương Dương lại kêu, Trương Dương mở máy ra nghe, hóa ra là Đỗ Thiên Giã gọi tới trương dương cũng cảm thấy khó hiểu gần như chẳng ai biết mình đến bắc kinh thế nào hắn lại biết tin nhanh vậy được giọng đỗ thiên giã hơi trầm một chút buổi tối cùng nhau ăn cơm đi ta đặt một bàn tẩy trần cho ngươi trương dương cũng vui vẻ nhận lời dù sao cũng tiện thể cần gặp hắn bàn chút chuyện đỗ thiên giã hỏi trương dương hiện đang ở đâu xong liền ngắt máy đúng nửa tiếng sau lái xe đến đúng trước cửa cùng lúc tài xế của la tuệ chữ cũng đánh xe tới đỗ thiên giã thân mật chào hỏi la tuệ chữ xong chờ bà ta rời đi mới quay sang nói với trương dương đi thôi để ta đưa ngươi đi trương dương mở cửa chui vào xe nhịn không được nhỏ giọng hỏi sao ngươi biết ta lên bắc kinh đỗ thiên giã vừa khởi động ô tô vừa trả lời lại lúc nãy ta gọi điện cho văn linh nên mới biết trương dương tủm tỉm cười nói đúng là hai vợ chồng thông đồng với nhau chẳng thể giấu được chuyện gì nghe vậy mà đỗ thiên giã lại nở nụ cười chua xót khó hiểu Đỗ Thiên Giá cũng chẳng đưa Trương Dương đi đâu xa mà đến một quán ăn dân dã ở ngay gần Hương Sơn, tuy vậy nhưng món ăn ở đây cũng có nét độc đáo riêng. Đỗ Thiên Giá còn kêu cả gã bạn thân hình Triệu Huy bên Cục An ninh Quốc ra tới uống rượu cho vui. Hình Triệu Huy tới trước nên đặt phòng với kêu đồ ăn ngồi đợi hai người Trương Dương tới. Không lúc nào là hình Triệu Huy quên nụ cười dạng rỡ ấm áp như ánh bình minh của mình Trương Dương. Mau, mau qua bên này. Đột nhiên Trương Dương lại nở nụ cười đầy ám muội ý vị thâm trường nói, ta cũng đang có chuyện cần gặp ngươi, đang định gọi điện tìm ngươi thì ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Hình triệu huy ngơ ngác hỏi lại, tìm ta làm gì? Thì tìm ngươi thanh toán hóa đơn chứ còn làm gì nữa? Chật chật, người xem, dạo này đầu óc lú lẫn quá, vậy mà lại để quên hết ở phòng làm việc rồi. Hình triệu huy cũng chỉ cho là trương dương trêu đùa cho vui nên cười chứ không nói gì. Đỗ thiên giã mở chai vang đỏ, rót đầy ba chiếc ly thủy tinh cho ba người lớn tiếng nói, lâu lắm mới được gặp nhau. Nào, hôm nay phải uống cho đã, không say không về. Cục, Trương Dương, Hình Triệu Huy, Đỗ Thiên Giã cùng nâng ly của mình lên cụm rồi ngửa cổ một hơi tu sạch. Uống cạn chén đầu xong nụ cười trên mặt hình triệu huy lại càng rạng rỡ hơn, lần này lên Bắc Kinh làm gì vậy? Thăm người thân, mà ta hỏi, người chuyển qua bên hộ khẩu hộ tịch từ bao giờ thế? Hình Triều Huy khoát tay cười nói, trên bàn rượu là không có nói chu viện công việc, với lại cả ta với người công việc cũng đều chẳng có chuyện gì tốt mà đem ra khoe với nhau cả. Hôm nay chỉ ôn lại chuyện cũ thôi. Đương nhiên Trương Dương cũng chẳng tin mấy lời từ miệng lão hồ ly này, nếu như hắn đã không muốn nói thì cũng chẳng cần gượng ép làm gì. Trương Dương thản nhiên gắp miếng thịt lợn rừng quay lên cho thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến, được hai miếng liền lắc lắc đầu chê, lợn rừng gì mà dai nhách, không mềm ngon như lợn nhà. Hình Triệu Huy ha hả cười nói, thì cũng giống như mấy món ở nhà hàng nông gia tiểu viện của ngươi ở văn phòng đại diện trên Bắc Kinh ấy, như thế mới là đặc sản, là quý hiếm. Trương Dương thở dài ngao ngán, lúc nào tới Giang Thành, ta dẫn ngươi đi ăn món ngon thật sự. Hình Triệu Huy tỏ ra ảo não chật lưỡi tiếc rẻ, dạo này bận lắm, chạy tới chạy lui Hồng Kông lẫn ma cao liên tục, chắc không đi được đâu, để lúc khác đi. Cả nửa ngày mà Đỗ Thiên Giã vẫn cứ lặng im ngồi rót rượu uống một mình. Trương Dương cũng nhận ra hắn có tâm sự liền cười cười quay sang bắt chuyện, hôm nay đỗ ca có chuyện gì mà phải dùng rượu giải sầu như vậy. Như vậy đâu có được, toàn anh em thân thiết cả, có tâm sự gì thì chia sẻ để anh em giúp đỡ. Hình Triều Huy liếc mắt nhìn đỗ thiên giã, giọng điệu đầy ý vị thâm trường nói, còn chuyện gì ngoài chuyện tình cảm ra nữa. Thiên giã à, ta đã khuyên ngươi không ít lần rồi, là đàn ông thì phải cứng rắn kiên cường lên. Ngươi xem, chỉ gặp chút chuyện khúc mắc trong tình cảm mà ngươi biến thành cái bộ đạng gì rồi trương dương nghe không vừa tai liền khoát tay quay sang nói lý với hình triệu huy hình đội trưởng à ngươi cũng đừng chọc vào nỗi đau người khác như vậy mà nếu như chuyện này rơi trên đầu ngươi thì ngươi cũng như thế mà thôi người ngoài cuộc không hiểu được đâu nhắc tới chuyện tình cảm hình triệu huy nhịn không được chửi đổng một tiếng mẹ nó chứ trong bộ dạng ta thế này mà đến giờ chưa biết tình yêu là cái quái gì lúc nào ta cũng muốn đến nằm mơ ta cũng muốn, thế nhưng tuy gặp không ít mỹ nữ, vậy mà chẳng hiểu sao nàng nào không gọi ta là đại ca thì cũng kêu một tiếng đại thúc. Mẹ nó chứ, mãi mà chưa nghe được hai từ anh yêu. Đỗ Thiên Giã cùng Trương Dương ôm bụng cười ầm lên. Hình Triều Huy liếc xéo nhìn Trương Dương một cái, miệng lưỡi ghen ghét lạnh lùng nói, phải rồi, ta không được như ngươi. Mỹ nữ bên người ngươi chẳng khác gì đèn khéo quân, cứ hết người này tới người khác, thay đổi nhanh chóng mặt. Trương Dương ra chiều đắc ý cụm ly với hình triệu huy vinh mặt tự cao, đó là chân tài thực lực, riêng ngươi còn phải hâm mộ dài dài. Tiểu tử ngươi lớn bé cũng không tha, rồi sẽ có ngày gặp quả báo cho mà xem. Ngoặc kép, hai người cứ thế ngươi một câu ta một câu khích bác châm chọc nhau, thực ra cũng không có ác ý gì, chủ yếu là để không khí bàn rượu thêm vui mà thôi. Còn Đỗ Thiên Giã thì vẫn lẳng lặng rót đầy một ly nữa, không nói không rằng ngửa cổ nốc cạn. Thấy Đỗ Thiên Giã vẫn còn tâm sự, hình Triều huy nhịn không được quay sang mắng, đỗ thiên giã người hôm nay kêu hai chúng ta tới là uống rượu giải sầu với người phải không? Đỗ thiên giã nở nụ cười gượng gạo, thấp giọng nói, không phải, chỉ là tính ta ăn nói vụng về, không bằng ngồi nghe các ngươi nói chuyện tán gẫu cũng được. Các ngươi nói chuyện còn ta thì ngồi nghe uống rượu. Hình chiều huy thở dài thấp giọng khuyên nhủ, thiên giã à, người đợi văn linh suốt 10 năm qua, đến giờ ông trời cũng báo đáp cho ngươi rồi. Chỉ là nếu như người ta đã không còn cảm giác gì với ngươi nữa, thì ngươi cũng nên trả lại tự do cho nàng ta thì hơn. Là bạn thân lâu năm, đương nhiên hình triệu huy cũng biết khá rõ chuyện tình của Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã cũng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa, hắn thở ra một hơi thật dài buồn bã nói, thực ra ta cũng nhận ra từ lúc nàng tỉnh lại đến nay vẫn xem ta như người xa lạ. Ta cũng không hy vọng xa vời, nhưng ta cũng không rõ, vì sao tình cảm con người nói quên là có thể quên được ngay những việc khác thì nàng đều nhớ rất rõ, chỉ riêng những kỷ niệm, những tình cảm trước kia với ta thì nàng đều quên hết. Nghe vậy Trương Dương mới nhận ra, lần này lên Bắc Kinh, gặp lại Linh tỷ ta mới thấy làm lạ, vì sao một người tỉnh lại sau một thời gian dài bị hôn mê, lại thay đổi lớn đến như vậy. Hình Triệu Huy lắc đầu giải thích là nàng ta thay đổi cũng thế, hay là người thay đổi cũng thế. Nếu như hai người các ngươi đã không còn cảm giác gì với nhau nữa, thì còn cố níu kéo làm gì cho thêm khổ thiên giã à, người là đàn ông, lại là cán bộ nhà nước, chắc người cũng phải biết, cuộc sống này không chỉ có tình cảm không, còn nhiều chuyện còn nhiều thứ đáng để ngươi theo đuổi. Đương nhiên đỗ thiên giã cũng hiểu đạo lý này, thực lòng mà nói nhiều lúc hắn cũng quyết tâm buông bỏ tất cả, thế nhưng bất kể thế nào hắn cũng không thể quên được hình bóng của văn linh. Nó như sợi dây vô hình trói chặt cả tâm hồn lẫn thể xác hắn, khiến hắn thấy khó chịu, bước bối muốn cởi không được, muốn dẫy ra cũng không xong đột nhiên Trương Dương lại nảy ra ý tưởng, đỗ ca, hay là người cầu hôn linh tỷ đi. Hai người các ngươi tuổi cũng khá lớn, đến lúc phải kết hôn lấy vợ lấy chồng rồi còn gì nữa. Đỗ Thiên giã cười khổ lắc đầu, người cho rằng nàng sẽ đồng ý gả cho ta sao? Trương Dương lại hỏi ngược lại, nếu ngươi không thử thì sao biết Linh Tỷ sẽ không đồng ý? Hình Triều Huy ngồi bên cạnh cũng hiểu ý của Trương Dương. Đây chẳng khác gì một phép thử, nếu như Văn Linh đồng ý nhận lời cầu hôn của Đỗ Thiên Giã thì chứng tỏ nàng ấy vẫn còn tình cảm với hắn. Còn nếu như Văn Linh cự tuyệt thì xem ra hắn có cố gắng đến mấy cũng vô ích, hy vọng bị chặt đứt hoàn toàn. Tuy vậy những lời này của Trương Dương lại kích phát nhiệt huyết của Đỗ Thiên Giã một lần nữa, hắn thấy tự tin hơn rất nhiều, từ đó tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Nỗi buồn được giải khuây Đỗ Thiên Giã liền vui vẻ uống rượu cùng với hai người bọn Trương Dương với hình triệu huy. Buổi tiệc rượu kết thúc, hình triệu huy nhận trách nhiệm đưa Trương Dương về. Hôm nay giúp được lão bạn lâu năm giải tỏa được nỗi niềm nên hắn cũng uống khá nhiều, mặt hắn đỏ lượng lên, nhưng hai mắt lại không có vẻ lờ đờ say rượu chút nào, xem chừng hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Sở dĩ hình triệu huy sung phong nhận việc đưa Trương Dương về là có mục đích riêng. Quả nhiên xe chạy được một lúc, hắn không quay mặt sang mà chỉ thấp giọng nói, gã dã lang Tần Việt mà lần trước bị ngươi xử lý là lính đánh thuê người Thái Lan. Anh trai hắn là Tần Phác, là cao thủ nhất lưu quyền thái cũng là một gã sát thủ máu lạnh nhất nguy hiểm đáng sợ nhất. Ta nhận được tin có người đã báo với hắn em trai hắn là chết trong tay ngươi. Trương Dương giật mình kinh sợ nhìn sang hình triệu huy việc mình giết tần việt chỉ có một số ít người trong cục an ninh quốc gia biết tại sao lại truyền tới tai tần phát được. Hình triệu huy cũng nhận ra vẻ khẩn trương của trương dương thở dài nói tiếp cục an ninh quốc gia hẳn có vấn đề ta vẫn luôn cẩn thận dò tìm người này để trừ hậu họa sau này. Từ Trần Kim Kiện đã bỏ trốn ra, chắc chắn vẫn còn kẻ khác, bằng không tin tức không bị lộ ra như vậy. Lần đầu tiên Trương Dương có cảm giác bất an như bây giờ. Hắn không sợ tần phát, cũng như không hề e sợ bất kỳ người nào, nhưng hắn không thể không lo nghĩ đến người nhà, đến bạn bè bằng hữu của mình được. Hơn nữa còn những hồng nhan chi kỷ mà hắn hết mực yêu thương, hắn không muốn bất kỳ ai trong số họ vì mình mà gặp bất chắc. Nếu như con sói điên tần phát biết được chính mình giết em trai hắn, thì chắc chắn hắn sẽ điên cuồng trả thù lại những người thân bên cạnh mình. Nghĩ đến đây Trương Dương cũng không kiềm chế được mình nữa, chẳng cần câu lệ, lớn tiếng quát hình triệu huy, cái này gọi là nguyên tắc giữ bí mật của các ngươi phải không? Chỉ có chút chuyện đó mà cũng không giữ bí mật được, Cục An ninh Quốc gia các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Hình triệu huy cũng tỏ ra ái náy thấp giọng trả lời lại, quả thật chuyện này là sai lầm của chúng ta, bất quá người yên tâm, bọn ta đã nắm chắc hướng hoạt động của tần phác. Trước khi hắn kịp ra tay gây bất lợi cho phía mình liền đi trước một bước bắt giữ hắn diệt trừ hậu họa sau này. Trương Dương nhếch mép nở nụ cười khinh thường, chỉ việc giữ bí mật thông tin còn làm không được, đương nhiên Trương Dương cũng chẳng thể tin hiệu suất làm việc của cái cục chó má này nữa. Hình triều Huy thấp giọng phân tích thêm, ta đã dự tính cẩn thận đâu vào đấy, lợi dụng gã tần phát rồi lần ra triệt hạ mầm mống tai họa ngầm trong cục. Hy vọng lần này ngươi có thể hợp tác phối hợp với chúng ta." Trương Dương nheo hai mắt lại lạnh lùng nói, "Ta không cần biết cái tai họa ngầm gì gì đó của các ngươi là ai. Ta chỉ cần biết hiện giờ Tần Phác đang ở đâu và tiếp theo hắn sẽ làm gì, ta muốn xử lý hắn trước khi hắn kịp gây ra bất cứ điều gì làm tổn hại đến người thân bên cạnh ta." Hình Triều Huy vội vàng khuyên giải, "Trương Dương, thực ra sự việc cũng không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu." "Ha, ha." đương nhiên là ngươi cho rằng không nghiêm trọng rồi ngươi là kẻ đứng sau màn chỉ việc chỉ tay ra lệnh không phải trường mặt ra thì kẻ nào biết mặt ngươi tìm ngươi tìm người thân bằng hữu ngươi mà trả thù còn ta ta bán mạng làm việc cho các ngươi thì các ngươi lại làm lộ thông tin để giờ cả đám sát thủ truy sát trả thù ta còn mẹ nó chứ ta là cán bộ nhà nước tiếng là nhân viên của cục an ninh quốc gia các ngươi nhưng đều là do các ngươi ép ta vào từ nay về sau ta cũng chẳng cần dính líu gì đến cái cục chết tiệt của các ngươi nữa Trương Dương càng nói càng tỏ ra tức giận hơn, nếu như không phải ô tô đang chạy thì chắc chắn đã hung hăng đạp cửa xe mà đi ra rồi. Hình Triệu Huy liếc mắt nhìn Trương Dương cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không muốn đối phó với An Đức Hằng nữa? Chẳng lẽ ngươi không muốn điều tra rõ tướng mạo của hắn? Đúng vậy, ngươi là cán bộ nhà nước, nhưng ngươi thử nhìn lại mình xem. Ngươi đã làm biết bao chuyện xấu, âm mưu hãm hại, phóng hỏa giết người, có chuyện gì mà ngươi chưa làm? nếu như không phải cục an ninh quốc gia bọn ta âm thầm dọn dẹp dùm ngươi, vậy ngươi cho rằng mình đã làm bao chuyện như vậy rồi mà vẫn còn ung dung tự tại sống đến giờ sao? Mẹ kiếp, người uy hiếp ta sao? Nhìn nụ cười đều giả của hình triệu huy, Trương Dương hận không thể một quyền đấm nát cái mặt hắn ra được. Hình triệu huy lại đổi giọng, thấp giọng nói, thực ra xuất hiện vấn đề không có gì đáng ngại. Điều quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng làm rõ sự việc ra sao rồi mau chóng tìm đối sách ứng phó kịp thời. Yên tâm đi, cũng chẳng có ai biết thân phận thực sự của ngươi đâu, còn về tần phát bên bọn ta sẽ cố gắng lo liệu chu toàn. Một lúc sau hình triệu huy đỗ xe trước cửa văn phòng đại diện huyện Xuân Dương. Hắn mở hộp xe ra ném cho Trương Dương một túi tài liệu, bên trong là tư liệu về tân phát, ngươi về đọc kỹ tìm hiểu đi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trương Dương chừng mắt nhìn lại hắn nhưng không nói gì, cầm túi tài liệu hung hăng mở cửa xe bước xuống rồi dùng sức đóng mạnh cửa xe cái rầm. Hình bóng lưng Trương Dương đi xa dần, đột nhiên hình triệu huy lại nở nụ cười sâu xa khó hiểu. Trương Dương cũng chẳng bị việc này làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng mình. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, quyết định đi tắm cho đầu óc tinh táo lại. Nếu như việc đã rồi thì có ngồi oán trách cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, thà rằng chủ động xử lý êm xuôi trước là tốt nhất. Lúc thầm quyết định xong cũng là lúc Trương Dương tắm xong, vừa đi về phòng mình liền nhớ ra phòng ngủ Tần Thanh nằm ngay bên cạnh phòng mình dục hỏa lại bốc lên, nhiều thứ chạy ngược lên não khiến hắn không tài nào không nghĩ đến việc thâu hương trộm ngọc. Tuy rằng hắn vẫn hận cái cục an ninh quốc gia chết tiệt làm ăn không hiệu quả kia, thế nhưng cũng không phủ nhận cục cũng cho hắn không ít đồ tốt, tỉ như chiếc khóa từ đa năng này. Đúng như tên gọi của nó, chiếc khóa từ đa năng này có thể mở được hầu hết 90% các loại cửa khóa điện tử hiện đại hiện nay. Đương nhiên cái ổ khóa điện tử cổ lỗ sĩ ở văn phòng đại diện này thì càng không đáng nhắc tới. Trương Dương nhẹ nhàng mở được ổ khóa từ bên ngoài, nhưng lại phát hiện ra bên trong Tần Thanh cẩn thận chốt khóa xích nữa. Chẳng qua chút khó khăn nhỏ này chẳng làm khó được Trương đại quan nhân. Hắn cho ngón trỏ tay phải vào khe cửa, gảy nhẹ một cái là chốt khóa liền bật ra. Tần Thanh cũng vừa mới lên giường nằm, tuy rằng vẫn đang mơ mơ màng màng nhưng vẫn chưa ngủ sâu hẳn. Tiếng chốt cửa kêu rất khẽ nhưng lại khiến nàng choàng tỉnh giấc. "Ai? Tần Thanh, mới chỉ kịp kêu lên một chữ." một bóng đen nhanh như chóp từ ngoài cửa phóng vọt vào, hắn dùng tay bịt chặt miệng nàng, không cho nàng kêu lên. Tần thanh giật mình kinh sợ, nàng vừa định vùng dẫy ra thì lại cảm nhận hơi thở của gã này có phần quen thuộc. Đương nhiên nàng không biết hắn tới Bắc Kinh bởi vậy trong mờ mờ nhận ra nhưng cũng không dám chắc chắn. Lúc nàng còn đang mải mê suy nghĩ xem có phải là hắn hay không, thì ma chảo nóng rực của gã kia nhân cơ hội đó luồn sâu vào trong quần chip của nàng giật phăng ra ngay sau đó là thứ gì đó vừa cứng rắn vừa nóng ấm xâm chiến cơ thể nàng mãi tới lúc này giọng nói quen thuộc của gã đáng chết kia mới vang nhẹ bên tai không muốn chết thì nằm im tần thanh không tự chủ được thân thể hơi run nhẹ một chút đương nhiên tần thanh sao có thể nằm im để mặc hắn khi dễ được nàng nhổm đầu dậy hung hăng cắn vào bả vai hắn một cái nhưng lại có chút không đành lòng nên không dùng lực chỉ cắn nhẹ vừa sợ vừa vui cái cảm giác nạp vừa mới lạ lại vừa kích thích tuy không nhìn rõ mặt hắn nhưng nàng vẫn gắt giọng mắng vô sỉ hạ lưu lưu manh vừa rồi làm ta sợ chết khiếp đi được a à, tiếp sau đó là ngọn lửa ái tình cháy mãi cả đêm không đứt ánh trăng sáng lọt qua từng chấn song cửa sổ soi dọi mọi thứ vừa lung linh vừa mờ ảo tần thanh nằm tựa vào ngực hắn tiếng tim đập nhịp nhàng tiếng hít thở đều đều cả người hắn toát ra vẻ kiên định lạ thường nàng ôm chặt cánh tay hắn giọng như u oán hờn dỗi, sao lên Bắc Kinh mà không nói cho ta biết. Trương Dương vuốt ve mái tóc dài của Tần Thari nhẹ giọng nói, mới lên thôi, ta cũng mới được biết ngươi cũng đang họp ở trên này. Nghe vậy Tần Thanh, mới nhớ ra vô tiểu đông không báo cho nàng biết là hắn lên, nàng có chút phẫn nộ ngẩng đầu lên nhìn hắn, sao ngươi chỉ nói cho vô tiểu đông biết mà lại không nói gì cho ta biết. Trương Dương cười tâu tuét, đương nhiên là muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ nên mới không báo trước chứ. Tần Thanh Chu cái miệng xinh xắn oán trách, niềm vui bất ngờ cái gì chứ, thiếu chút nữa hù chết ta rồi. Ta cứ tưởng lưu manh nửa đêm đột nhập có ý đồ xấu. Trương Dương cúi đầu, vừa nói vừa thổi nhẹ vào tai Tần Thanh, sao? Không thích hà, Tần Thanh rụt cổ nếp sát vào ngực hắn, hai tay ôm chặt cánh tay hắn hơn ôn nhu nói, người làm gì ta cũng đều thích hết. Câu nói của Tần Thanh lại khiến ý chí chiến đấu của Trương Đại Quan Nhân sôi sục lên. Ngón tay hắn hơi cử động một chút, tiểu mỹ nhân bí thư lại bắt đầu rên lên những tiếng mê người. Trưa hôm sau, Trương Dương gọi điện hẹn gặp Lưu Minh, cũng khá lâu rồi Trương Dương không có liên hệ gì với gã thám tử tư này. Còn Lưu Minh thì cứ ngỡ Trương Dương đã quên mình mất tiêu, lúc nhận được điện của Trương Dương liền ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hẹn. Dù sao Trương Dương vừa là ông chủ vừa là sát thần của hắn, lần trước thiếu chút nữa hắn bị Trương Dương ném bay ra khỏi cửa sổ trên tầng 4. Địa điểm gặp mặt là quán cơm nhỏ ngay gần nhà Lưu Minh. Lưu Minh tay cầm theo một phong bì dày, bên trong là toàn bộ ảnh hắn chụp lén được gần đây. Tuy rằng lâu rồi Trương Dương không có liên hệ lại, nhưng Thủy Trung hắn vẫn không đám quên nhiệm vụ Trương Dương giao cho. Ảnh hắn chụp lén hầu hết là về Lâm Ngọc Văn, cũng có một số ít có cảnh Vương Học Hải cùng Lâm Ngọc Văn, trông có vẻ thân mật nhưng nếu nhìn thoáng qua thì chỉ là những cử chỉ xã giao không đáng nói. Cả tập ảnh dày lại không được mấy tấm có tính chân thực một chút. Lật tới tấm ảnh tiếp theo, đột nhiên mắt Trương Dương sáng lên. Tấm ảnh này chụp cảnh Lâm Ngọc Phân cùng một gã đàn ông khác ở cạnh nhau. Tuy hôm đó là buổi tối, nhưng Trương Dương vẫn nhìn rõ mặt kẻ gian díu với Lâm Ngọc Phân trên giường chính là gã trong bức ảnh này. Những tấm ảnh tiếp theo chụp cảnh hai người bọn họ đang nói chuyện thân mật với nhau người này là ai trương dương chỉ tay vào gã đứng cạnh lâm ngọc văn hỏi lưu minh vươn cổ nhìn kỹ lại phó chủ nhiệm một ban thuộc bộ xây dựng thái húc đông chuyên phụ trách nhiệm thu các công trình lớn trương dương nhíu nhíu mày hỏi tiếp hắn có quan hệ gì với lâm ngọc văn không có quan hệ gì lúc chụp những tấm này bên cạnh họ còn nhiều người khác trương dương gật gật đầu như đã hiểu nhưng thật ra trong lòng lại hiểu rõ ràng hơn ai hết quan hệ bình thường kiểu gì mà cùng ngủ chung cùng chơi trò rung giường. Chuyện Vương Học Hải bị cắm sừng, Trương Dương chỉ cười thầm trong bụng không tội gì phải nói ra. Nếu như Thái Húc Đông chuyên phụ trách nhiệm thu các công trình lớn, như vậy phải chăng những tư liệu mà Vương Học Hải dùng để uy hiệp Lương Thành Long đều do hắn cung cấp? Nghĩ đến đây Trương Dương không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Nếu như quả thật Thái Húc Đông có liên quan thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà muốn chứng thực hắn có liên quan tới vụ này thật hay không, thì chỉ việc tìm Lương Thành Long là mọi việc sẽ sáng tỏ thôi. Nhiều lúc trên đời sự việc nó lại khéo đến như vậy, Trương Dương đang suy nghĩ xem nên đánh điện nói cho Lương Thành Long như thế nào thì hắn ta đã trực tiếp gọi điện tới. Lương Thành Long hẹn Trương Dương tối nay đi ăn cơm, sau khi bị chú dậy dỗ một hồi, Lương Thành Long lại tỏ ra lễ phép biết nghe lời hơn, tỏ ý muốn kết giao với Trương Dương, xóa bỏ mọi thù hận trước đây. Mà Trương Dương cũng muốn sớm gặp mặt thằng nhãi này bàn chút chuyện. Tuy rằng Trương Dương cũng chẳng mấy hảo cảm với gã tiểu nhân này lắm, nhưng dù sao sau ra thì mâu thuẫn hai bên không quyết liệt như với Vương Học Hải, nếu cần thì vẫn có thể hợp tác làm ăn. Đương nhiên Trương Dương cũng biết ngoài mặt thằng nhãi này ra vẻ hợp tác nhưng trong lòng vẫn còn nhớ kỹ mối hận khi trước, chỉ có điều với tình cảnh khó khăn hiện giờ, hắn phải cắn răng nhẫn nhịn kết giao với Trương Dương mới mong đấu lại con cáo giả Vương Học Hải kia. Trước khi tới gặp Lương Thành Long, Trương Dương đã nhờ bên Cục An ninh Quốc gia điều tra toàn diện về Thái Húc Đông. Quả nhiên năng lực làm việc của Cục An ninh Quốc gia rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc liền điều tra rõ hồ sơ toàn diện của Thái Húc Đông. Thái Húc Đông có một căn nhà ở nội thành Bắc Kinh, có quan hệ khá thân thiết với Vương Học Hải. Hắn làm công việc nghiệm thu công trình cũng chưa lâu lắm, mà dự án tòa cao ốc mới ở Bắc Kinh cũng không phải do hắn phụ trách, theo lý thuyết thì hắn cùng Lương Thành Long sẽ không nảy sinh xung đột gì nhưng trương dương vẫn cảm thấy nhất định vương học hải cùng thái húc đông có vấn đề lần này quyết phải tra ra chân tướng sự việc sở dĩ lương thành long hẹn trương dương dùng cơm là vì hắn muốn thông qua trương dương được diện kiến văn phó tổng thống phu nhân la tuệ chữ chẳng là lần này biết hắn tới bắc kinh nên chú hắn mới nhờ hắn đem lễ vật tặng cho văn phó tổng thống nhưng lúc tới văn phòng chính phủ mới được biết văn phó tổng thống mới đi quan sát thực tế vùng tây bắc bộ bởi vậy hắn mới phải tới tìm văn phó tổng thống phu nhân nhưng dù có chút họ hàng quen biết, hắn cũng không thể tùy tiện đến tận nhà tìm La Phu Nhân được, vì thế hắn mới nghĩ tới Trương Dương. Trương Dương cũng trả lời rõ ràng lại, vậy thì cứ để ta chuyển đồ giúp người đi, La Phu Nhân không thích gặp người lạ. Lương Thành Long cười cười lấy ra một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, đẩy qua cho Trương Dương. Trương Dương cũng chẳng chút khách khí liền mở ra xem, bên trong là hai cái chặn giấy bằng hoàng ngọc điêu khắc cực kỳ tinh xảo, có thể nói đạt đến độ đỉnh cao của hoàn mỹ. Trương Dương cũng biết giá trị của món đồ này lớn đến mức nào. Hoàng Ngọc được coi là đế vương của các loại ngọc thạch, cực phẩm vô giá, có tiền cũng không thể mua được. Hai cái chặn giấy toát ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, cầm trên tay thì trơn nhẵn mát lạnh, hơn nữa chúng lại được chạm khắc từ hai khối Hoàng Ngọc liền khối khá lớn, lại càng thuộc dạng chân quý khó tìm. Trương Dương cũng phải thầm khen Lương Thành Long chịu dâng tặng món lễ vật lớn như vậy. Chỉ có điều Trương Dương cũng không muốn tiếp tay cho hắn tặng của đút lót, đậy nắp hộp lại rồi đẩy lại cho lương thành long đồ đắt tiền như vậy dù là chuyển hộ thực ta cũng không dám lương thành long cười nói là bảo vật gia truyền thôi trương trưởng phòng không cần suy nghĩ nhiều như vậy trương dương nâng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ liếc mắt nhìn lại lương thành long rồi thấp giọng hỏi trung quốc ta có câu lễ hạ vô nhân tất hữu sở cầu vậy không biết lần này lương giám đốc tới bắc kinh có chuyện gì quan trọng hay không sau nhiều lần đụng chạm lương thành long cũng nhận ra trương dương là người thông minh nhưng hắn cũng không thể nói ra mục đích thật sự của mình được hắn chỉ nhẹ giọng trả lời lại chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà là chuyện liên quan tới tòa cao ốc đó sao trương dương chỉ hờ hững hỏi một câu nhưng lại đúng vào mấu chốt câu chuyện lương thành long nghe mà giật mình kinh hãi hắn cũng không biết làm sao trương dương có thể biết được chuyện này xem ra năng lực của trương dương còn cao hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của hắn lương thành long gượng cười nâng chén rượu lên cùng với trương dương nói xem ra trương trưởng phòng biết khá rõ chuyện của tôi nhỉ trương dương ra chiều đắc ý cười nói trong thiên hạ không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả lúc trước đột nhiên ngươi lại bỏ qua không cạnh tranh tiếp miếng đất của cửa hàng bách hóa dệt đông giang ta liền đoán rằng ngươi có chuyện quan trọng cần làm bằng không người như ngươi sao lại buông bỏ một miếng ngồi ngon như vậy rồi mãi sau này ta mới được biết phương học hải lợi dụng chuyện này uy hiếp gây khó dễ ngươi nếu như Trương Dương đã nói rõ ràng ra như vậy thì Lương Thành Long chẳng việc gì phải giấu giấu giếm giếm nữa làm gì. Hắn trầm trọng gật đầu nói, tòa cao ốc đó là do tập đoàn phong dụ đứng ra nhận trách nhiệm thi công xây dựng, tuy rằng chất lượng công trình có chút vấn đề, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Người cũng biết đó, có công trình nào mà không có khiếm khuyết, có công trình nào mà đạt chất lượng toàn diện được đâu. Trương Dương nhếch mép cười nhạt, nếu Lương Giám Đốc đã nói vậy thì chắc chắn nó sẽ là như vậy lương thành long cười khổ đính chính lại không phải là ta cố ý nói như vậy mà thực chất nó là một yếu tố khách quan của thời đại bây giờ không phải ta hạ thấp người nâng cao bản thân người cứ thử đi kiểm tra mà xem bất kỳ tòa nhà nào ở bắc kinh hoặc bất cứ đâu trên đất nước này đều có vấn đề về chất lượng công trình bởi thế mà bọn ta phải liên hệ qua lại với bên giám sát thi công cùng bên nghiệm thu công trình chỉ cần không sai phạm quá lớn công trình không có tai họa ngầm gì thì dù chất lượng công trình không được như mong muốn các bên cũng có thể du di châm trước cho qua được. Lương Thành Long dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng ta vẫn không tài nào hiểu nổi sao Vương Học Hải lại tra ra được chuyện lần này. Thực ra hắn cũng thừa biết đạo lý cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trương Dương là người ngoài ngành mà còn biết được thì huống hồ là lão cáo giả Vương Học Hải kia. Trương Dương gật gật đầu thản nhiên nói, bởi vì hắn lợi dụng chuyện này uy hiếp, bắt người phải rút lui nhường cho hắn miếng đất kia có phải không? Vẻ mặt Lương Thành Long toát ra sự giận dữ cực độ, tuy nói người làm ăn là phải biết dùng mọi thủ đoạn nhằm mưu cầu lợi ích lớn nhất, thế nhưng ta chưa từng thấy kẻ nào hèn hạ đê tiện, hạ lưu như gã vương học hải kia. Trương Dương liếc xéo nhìn Lương Thành Long một cái, trong lòng mắng thầm. Người thì cũng khác gì hắn, chẳng phải lúc trước xúi dục ngụy Trí Thành đi bắt ta gian dâm với vợ hắn sao? cái loại hành vi này cũng chẳng cao thượng hơn Vương Học Hải là mấy. Tuy vậy trước khác, nay khác, hiện giờ đang cần hợp tác liên kết, Trương Dương cũng không tính toán so đo với hắn nữa. Móc ra đống ảnh chụp ném lên bàn lạnh nhạt nói, người có nhận ra người này không? Lương Thành Long cầm mấy tấm ảnh lên xem cho kỹ, lúc nhận ra người kia là Thái Húc Đông, nhưng vẫn không hiểu ý Trương Dương muốn nói gì. Hắn nhíu nhíu mày nghi hoặc hỏi, là Thái Húc Đông, ta với hắn đâu có quan hệ gì? hơn nữa hắn cũng đâu có tham gia lúc thi công dự án xây dựng tòa cao ốc kia. Trương Dương lại quăng thêm một câu nữa, hắn có quan hệ khá thân thiết với Vương Học Hải. Vừa nghe câu của Trương Dương xong, Lương Thành Long liền giật mình như ngộ ra được điều gì. Hắn thấp giọng hỏi lại, ý người muốn nói, chất lượng công trình tòa cao ốc có vấn đề là do hắn tiết lộ cho Vương Học Hải biết. Trương Dương gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói, hiện giờ hắn là người phụ trách quản lý nghiệm thu công trình tòa cao ốc đó, mọi tư liệu thi công xây dựng đều nằm trong tay hắn cả. Trương Dương lại nói tiếp, nếu như người muốn giải quyết triệt để chuyện này, thì trước tiên phải tìm cách đối phó hắn ta trước. Lúc này Lương Thành Long mới thực sự nể phục năng lực cũng như tầm nhìn của Trương Dương. Hắn thành thật cúi đầu thỉnh giáo, vậy theo Trương Trưởng Phòng, hiện giờ ta phải làm những gì? Trương Dương mỉm cười nói, nói thực, ta cũng không thích gã tiểu nhân vương học hải kia, nếu như ta giúp người giải quyết vấn đề của tòa cao ốc, Ta muốn ngươi phải tiếp tục cạnh tranh tranh giành miếng đất kia với hắn ta. Ta muốn hắn không được sống yên ổn dù chỉ một ngày ở Đông Giang." Nghe thấy vậy, hai mắt Lương Thành Long rực sáng ngời, cho dù Trương Dương không đề nghị, nếu như giải quyết ổn thỏa vấn đề của tòa cao ốc trên Bắc Kinh thì đương nhiên hắn sao chịu nhịn Vương Học Hải nữa, mà sẽ quay lại cắn trả hắn một cái thật đau." Lương Thành Long gật đầu đồng ý, nếu như Trương trưởng phòng có thể giúp ta được việc này thì ta cam đoan, miếng đất kia sẽ bị treo vĩnh viễn không một kẻ nào có thể chiếm được. Người trong cuộc bao giờ cũng hồ đồ, hay có những suy nghĩ sai lầm tai hại. Như Thái Húc Đông mà nói, từ lần hắn bị Trương Dương bắt quả tang rồi chụp ảnh lúc hắn vụng trộm với Lâm Ngọc Văn, hắn vẫn luôn cho rằng là Vương Học Hải làm. Nếu vậy thì chắc chắn cả Lâm Ngọc Văn cũng tham gia bầy mưu hãm hại chính mình. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là do hắn phỏng đoán, hắn vẫn cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên tâm một khoảng thời gian dài sau đó. Đến khi bình tâm suy xét lại hắn liền nhận ra một điều, cứ cho là Vương Học Hải nắm được chứng cứ đi, thì chắc chắn hắn sẽ không công khai ngay bây giờ, dù sao mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Chỉ cần mình cam chịu làm theo lời hắn sai bảo thì chuyện này sẽ vĩnh viễn không bị tiết lộ ra ngoài. Nhung rồi một hôm Thái Húc Đông lại nhận được một cú điện thoại không tên của một người xa lạ. Trương Dương lạnh lùng hỏi, là Thái Phó chủ nhiệm phải không? Ta có chuyện này chắc ngươi sẽ thấy hứng thú. Ngươi là ai, Thái Húc Đông không kiêng nể hỏi lại. Trong tay ta có vài tấm ảnh chụp ngươi cùng Lâm Tiểu Thư, nếu ngươi muốn xem thì qua quán cà phê phía đối diện gặp mặt. Nói xong Trương Dương liền ngắt máy. Thái Húc Đông nghe mà đứng chết lặng cả người, sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch ra, môi cũng run run, tay thì cứng nở lại không sao hạ điện thoại xuống được. Mãi một lúc lâu sau hắn mới khống chế được tâm tình mình, rồi lặng lẽ đi tới quán cà phê phía đối diện. Trương Dương cũng chẳng muốn giấu giếm thân phận mình đơn giản bởi vì Trương Dương cho rằng đó là điều không cần thiết. Chỉ là một gã phó ban nho nhỏ, không có công danh, không có hậu thuẫn to lớn, người như vậy không đáng để Trương đại quan nhân để vào mắt. Nếu không phải vì hắn còn giá trị lợi dụng để đối phó với Vương Học Hải thì Trương Dương cũng chẳng thèm để ý tới làm gì. Thái Húc Đông chậm rãi đi đến bàn mà Trương Dương hẹn trước. Trong mắt hắn tràn ngập sự tức giận cùng oán hận nhìn chằm chằm gã tiểu tử xa lạ kia trong lòng thì thầm mắng chửi 18 đời tổ tông thằng nhãi con kia. Ta không biết ngươi, dù ta có yêu đương vụng trộm thì sao? Ngươi dựa vào cái gì mà chụp trộm bọn ta? Trương Dương chỉ liếc mắt nhìn Thái Húc Đông một lượt rồi hờ hững vất cái sạch một đống ảnh chụp lên mặt bàn ngay trước mặt Thái Húc Đông. Tất cả đều là ảnh chụp những cảnh nóng bỏng của hắn với Lâm Ngọc Văn. Thái Húc Đông vừa giận vừa thẹn, mặt hắn trở thành đỏ lẫn xanh, hắn chừng mắt nhìn Trương Dương gần từng chữ một, ngươi làm vậy là có ý gì? ta chẳng có ý gì cả. Những tấm ảnh này đều là do Vương Học Hải bắt ta chụp, thế nhưng hiện giờ ta với hắn trở mặt nhau, bởi thế ta nghĩ mang những thứ này đến cho thái phó chủ nhiệm thì có ích lợi hơn. Trương Dương cũng không quên mang tiếng ác đổ hết lên đầu Vương Học Hải. Thái Húc Đông liếc mắt nhìn những tấm ảnh trên bàn một lượt nữa rồi lạnh lùng nói, người muốn bao nhiêu. Đây là phản ứng rất đối bình thường. Thái Húc Đông vẫn cho rằng thằng nhãi kia cho mình xem những thứ này căn bản là muốn vòi tiền mình, nên hắn trực tiếp mở lời nói như vậy. Trương Dương tùm tìm cười lắc đầu, thái phó chủ nhiệm. Chẳng là ta nghe nói công trình xây đựng tòa cao ốc ở Bắc Kinh gặp chút vấn đề nho nhỏ, mà chuyện này lại nằm trong phạm vi quyền hạn của ngươi. Thái Húc Đông mở to hai mắt nhìn Trương Dương, lúc này hắn cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Trước kia Vương Học Hải thông qua mình nắm giữ những tài liệu liên quan đến chất lượng của công trình xây dựng tòa cao ốc, vậy mà thằng nhãi trước mặt này cũng tỏ ra có hứng thú với công trình tòa cao ốc đó. Xem ra hắn tìm mình không đơn giản chỉ vì tiền, Thái Húc Đông thấp giọng hỏi lại, vậy rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta? Trương Dương chỉ chỉ đống ánh chụp trên bàn cười nói, đơn giản thôi, ta muốn công trình xây dựng tòa cao ốc không gặp bất cứ vấn đề liên quan đến chất lượng nào. Bằng không những tấm ảnh này sẽ được đăng báo ngay sáng hôm sau. Người đang đe dọa ta sao? Trương Dương lạnh lùng buông lại một câu rồi bỏ đi, Thực chất ta cũng không muốn uy hiếp người khác. Đúng rồi, còn chuyện này ta quên chưa nhắc nhở ngươi. Chuyện hôm nay ngươi không được nói cho Vương Học Hải biết, bằng không thì ngươi cũng biết hậu quả sau này rồi đó. Trương Dương bỏ đi rồi mà Thái Húc Đông vẫn trợn mắt há mồm ngồi chân ngốc một chỗ. Lúc trước thì bới móc tìm cách hãm hại, bây giờ lại phải che giấu cố gắng bảo vệ. Thằng nhãi kia dùng những tấm ảnh này để uy hiếp mình bảo vệ lợi ích cho Lương Thành Long. Chẳng lẽ là hắn phái người tìm mình đe dọa? theo lời Trương Dương, lại mất một ngày suy ngẫm rốt cuộc Đỗ Thiên Giã cũng lấy hết dũng khí cầu hôn Văn Linh. Tuy rằng từ lúc tỉnh lại đến nay Văn Linh vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn vẫn không thể nào dứt bỏ mối tình này được. Văn Linh nhìn bó hoa tươi trong tay Đỗ Thiên Giã, vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng hờ hững như thường, người muốn làm gì. Đỗ Thiên Giã chậm chậm quỳ một gối xuống hai mắt nhìn thật sâu vào mặt Văn Linh, tiểu Linh, em có nhớ lúc ở đền thờ mặt trời anh đã nói những gì không? không nhớ rõ anh nói đời này kiếp này muốn lấy em làm vợ muốn em gả cho anh đỗ thiên giã xúc động đến nỗi giọng cũng là cả đi hắn vừa nói vừa vội vàng nâng chiếc hộp màu đỏ tinh xảo lên bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng bóng văn linh liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương kia vậy mà trong đôi mắt nàng lại không biểu lộ chút tình cảm nào người muốn gượng ép ta sao đỗ thiên giã sửng sốt hắn cũng không biết vì sao văn linh lại nói những lời như vậy Ta không muốn gả cho ngươi, cũng không muốn gả cho bất kỳ kẻ nào khác. Tại sao phụ nữ nhất định phải lập gia đình? Ta muốn được tự do, được sống một mình, vì sao phải để người khác chen vào cuộc sống của mình? Tiểu Linh, Văn Linh lại lạnh lùng nói tiếp, có phải ngươi cho rằng ngươi đợi ta 10 năm trời nên ta đã nợ ngươi rất nhiều. Ngươi muốn ta trả nợ ngươi nên phải gả cho ngươi, chỉ có như vậy mới có thể bù lại những năm tháng ngươi đợi ta. Đỗ Thiên Giã cố sức lắc lắc đầu nói, không phải như vậy. Nếu không phải như vậy thì vì sao ngươi cứ bắt ép ta phải lấy ngươi? Sòng điệu văn linh vẫn cứ lạnh lùng vô cảm như ban đầu, không vì tình cảm giạt rào của Đỗ Thiên Giã mà lay động chút nào. Đột nhiên Đỗ Thiên Giã đứng phát dậy, hắn ném mạnh cả chiếc hộp nhẫn kim cương đi, rồi vất thẳng bó hoa xuống đất. Suốt cuộc hắn cũng không đè nén nổi nỗi uất nghẹn dồn nén bao lâu nay, hắn nghiến răng nghiến lợi gào ầm lên, tiểu linh, anh chưa bao giờ bắt ép em, cũng không bao giờ muốn bắt ép em điều gì cả. Em nói như vậy là không công bằng với anh. Nếu anh không vì quý trọng những năm tháng yêu nhau của chúng ta thì anh cũng không đợi em suốt 10 năm dòng rã như vậy, cũng không quỳ xuống cầu hôn em như hôm nay. Chúng ta yêu nhau lúc nào, căn bản ta không nhớ một chút nào hết. Đỗ thiên giã, ta biết người đã chờ ta rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ ta nói người phải chờ ta. Người biết không, mỗi lần người xuất hiện, mỗi lần nhìn thấy ngươi là ta lại cảm thấy như ngươi muốn đòi nợ ta, ta không thích điều đó. Thực chất ta không có cảm giác gì với ngươi cả, thậm chí ta còn không nhớ rõ trước kia chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa. Đỗ Thiên Giã cảm thấy như mình vừa rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Trong mắt hắn giờ đây ngập tràn sự bi thương phẫn uất. Hắn từng bước lui về phía sau, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi, anh hiểu rồi. Văn Linh nhẹ giọng nói, hiểu được là tốt, cho nên ta hy vọng sau này ngươi đừng nên quấy rầy ta nữa. Ta có cuộc sống riêng của mình, ta đã mất đi 10 năm, ta không muốn uổng phí quãng đời còn lại của mình nữa. Trương Dương cùng Tần Thanh đứng khuất sau những thân cây đang chăm chú nhìn Đỗ Thiên Giã cùng Văn Linh đằng xa. Hôm nay là tuệ chữ mời hai người bọn họ cùng gia đình bà đi giã ngoại chơi, nhân lúc này Trương Dương liền đánh điện giật dây để Đỗ Thiên Giã tới cầu hôn Văn Linh. Chỉ là theo những gì quan sát được thì tình huống không được lạc quan cho lắm. Tần Thanh cũng không rõ cụ thể vừa xảy ra chuyện gì, chỉ còn biết nhỏ giọng hỏi Trương Dương, vì sao lại trở nên như vậy. Trương Dương thở dài ngao ngán nói, xem ra là bi kịch của Đỗ Ca rồi, đáng nhẽ ta không nên bảo hắn cầu hôn linh tỷ mới phải. Trương 163, Động cơ, mục đích kín đáo. Tuy rằng không quen thân với Văn Linh cho lắm, nhưng qua vài lần tiếp xúc, Tần Thanh cũng cảm giác tính tình nàng ta rất quái lạ, luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với người xung quanh, rất khó gần. Lúc Trương Dương cứu Văn Linh, Tần Thanh cũng có mặt ở đó, biết được Đỗ Thiên Giã đã mòn mỏi chờ đợi người yêu 10 năm dòng giã, vậy mà cuối cùng lại không thể đến được với nhau, thực đáng tiếc thay. Mắt thấy chiếc xe Jeep của Đỗ Thiên Giã đang điên cuồng chạy đi, Trương Dương không khỏi lắc đầu thở dài. Tần Thanh đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi, người không đuổi theo xem hắn ra sao à? Hiện giờ hắn cần ở một mình để bình tâm lại, bất kỳ người nào cũng không nên quấy rầy hắn đúng lúc này thì văn hạo nam cũng đi tới chỗ hai người trương dương tần thanh hắn cũng nhận ra chiếc xe jeep của đỗ thiên giã vừa chạy đi hắn cũng thấy hơi ngạc nhiên hỏi lại trương dương đỗ ca hôm nay làm sao vậy nhỉ chưa ăn cơm mà đã vội vàng bỏ đi là sao trương dương thở dài chán nản nói hai người bọn họ có chút mâu thuẫn xem ra lần này lớn chuyện rồi đây văn hạo nam cũng bất đắc dĩ cười nói ta cũng không hiểu nổi hai người bọn họ nữa vất vả lắm mới lại được ở bên nhau thế mà đột nhiên tình cảm lại xảy ra vấn đề, chẳng hiểu trong lòng hai người bọn họ nghĩ gì nữa. Trương Dương nhỏ giọng nói, ta thấy vấn đề chủ yếu là ở chị gái ngươi. Lúc nãy Đỗ ca ngỏ lời cầu hôn linh tỷ, nhưng xem ra là bị cự tuyệt rồi. Văn Hạo Nam lại liếc nhìn chiếc xe Jeep đã thành một chấm đen phía xa, hắn lắc lắc đầu cảm thán nói, thực tình trong chuyện này ta cũng chẳng giúp gì được cho bọn họ. Thôi mau qua đi, mẹ ta kêu các ngươi qua ăn cơm nói xong hắn lại chậm rãi đi gọi chị gái mình về ăn cơm. thấy Đỗ Thiên giã không đi về cùng là Tuệ Chữ cũng đoán ra chắn hẳn có chuyện gì nhưng vẫn mỉm cười nói: hôm nay cũng chỉ có mấy người trong nhà thôi, có gì cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng ngại. Trương Dương cười nói: đáng tiếc Văn thúc thúc không đi cùng, bằng không cả gia đình chúng ta sum họp đoàn tụ rồi. Trương Dương vẫn không xem mình như người ngoài văn gia, dù sao con nuôi cũng là con, mà chủ yếu là Tuệ Chữ lại quý hắn không khác gì con đẻ bởi vậy trương dương cũng coi đây như là gia đình thứ hai của mình văn hạo nam giải thích thêm vừa qua vùng tây bắc bộ bị thiên tai hạn hán cha ta đích thân dẫn đoàn đại biểu trung ương xuống tận địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả hôm qua cha ta cũng gọi điện về báo chắc còn phải ở lại thêm vài ngày nữa mới về được la tuệ chữ cũng tỏ ra hơi oán trách không chỉ riêng cha ngươi ngay cả ngươi cũng thế nhiều lúc mất mặt cả hai tháng trời mà không thèm về thăm nhà lấy một lần nếu không phải ta gọi ngươi về chắc ngươi cũng chẳng thèm về cái nhà này nữa phải không văn hạo nam cười khổ phân trần công việc của con bắt buộc như thế mà mẹ từ xưa hai chữ trung hiếu không thể vẹn toàn vậy mà con vừa chung với nước lại hiếu với mẹ còn gì rồi rồi sau này con sẽ chú ý hơn chăm về nhà thăm mẹ hơn được chưa nào la tuệ chữ thở dài buồn bã nói đâu chỉ riêng mỗi việc ngươi đi biển biệt không chịu về nhà trong ba tội bất hiểu tội lớn nhất là không có người nối dõi tông đường. Năm nay người đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn chưa chịu lập gia đình, chẳng nhẽ người định ở vậy cả đời hay sao? Những lời này của bà thực ra không chỉ nói riêng với con trai mà còn ân cần nhắc nhở với cả con gái mình, Văn Linh nữa. Đương nhiên Văn Linh cũng nhận ra ẩn ý của mẹ nhưng nàng vẫn chẳng có chút biểu hiện gì khác thường, vẫn lạnh lùng trầm mặc như trước. Nàng nâng ly lên nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rượu này tên gọi là gì vậy? Phan Hạo Nam nói, Louis 13, của bạn em tặng, là đồ quý đó. La Tuệ chữ chừng mắt nhìn con trai mình mắng nhẹ, các người đừng diễn trò kẻ sướng người hỏa hồng đánh chống lảng với ta. Hiện giờ ta là mẹ, muốn hỏi chuyện riêng của các ngươi. Đều đã ngoài 30 cả rồi, chẳng lẽ không đứa nào chịu lập gia đình sao? Nói xong bà quay sang nhìn Trương Dương nói, các ngươi nhìn Tiểu Trương mà xem. Văn Hạo Nam tủm tỉm cười nói, đương nhiên con không thể sánh được với Tiểu Trương rồi tuổi trẻ mà tài cao, lại có tính phong lưu đa tình, miệng lưỡi thì trơn chu, các nàng không theo nườm nượp mới là lạ. Người nói vô tình người nghe lại hữu ý, tần thanh nghe thấy mà mặt nóng ran lên, mấy câu vừa rồi của văn hạo nam cũng chẳng phải là bịa ra, chẳng phải Trương Dương là người như vậy sao. Còn Trương Dương lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường, chậm chậm nhấc một ngụm Louis 13 xong mới thản nhiên nói lại, ta nói nam ca ngươi, mẹ nuôi đang nói chuyện của ngươi sao ngươi lại đẩy sang cho ta. Mà tiện đây ta cũng xin thông báo cho ngươi biết, đến khi bằng tuổi ngươi thì ta cũng đã năm thê bảy thiếp, gái trai chục đứa, đương nhiên là không bị tội bất hiếu như ngươi rồi. Văn Hạo Nam mở to hai mắt nhìn lại Trương Dương, giọng điệu như muốn nhắc nhở, là anh em trong nhà ta mới nhắc nhở ngươi, ngươi thân là cán bộ công nhân viên trước nhà nước vậy mà dám nói ra mấy lời đó sao? Ngươi tính đi ngược lại chính sách kế hoạch hóa gia đình của nhà nước à? trương dương tủm tỉm cười nói nếu như ta toàn sinh ra long phượng song thai thì sao miệng thì nói vậy chứ thằng nhãi này đã có chủ ý trong lòng từ lâu nếu như lão tử sinh tới tận mười mấy người con gái liên tiếp thì ai làm khó dễ được ta muốn sinh tiếp con trai nhưng mà đây là chuyện sau này hắn đang còn tham vọng làm quan to hơn nữa nên mấy cái chuyện ảnh hưởng tới tiền đồ chính trị như vậy hắn cũng không dám dính vào sớm la tuệ chữ vẫn không chịu bỏ ý định của mình vẫn tiếp tục giảng đạo hiếu làm người ai cũng phải có gia đình riêng của mình ta và cha các ngươi cũng không thể sống với các ngươi cả đời được những lời này của bà là muốn nói cho con gái mình nghe văn linh hơi nhíu nhíu mày rồi chậm rãi đứng lên nói con ăn no rồi mọi người cứ tiếp tục đi nhìn bóng lưng con gái mình la tuệ chữ không khỏi thở dài cảm thán bà cũng chẳng còn biết khuyên giải đứa con gái nạp của mình thế nào nữa lúc nào nó cũng tỏ ra thờ ơ không quan tâm tới bất kỳ điều gì cả Văn Hạo Nam cũng nhận ra vẻ u buồn của mẹ mình, hắn vỗ vỗ nhẹ mở u bàn tay mẹ thấp giọng khuyên nhủ, mẹ à, chị thường nghe lời cha nói, hay là cứ để khi nào cha về rồi từ từ khuyên bảo chị sau. Là tuệ chữ lắc đầu ảm đạm nói, ta chỉ không yên tâm cho thiên giá, nó là đứa tốt, văn gia chúng ta đã nợ nó rất nhiều. Trương Dương muốn giảm bớt bầu không khí u ám liền tìm chủ đề khác nói chen vào, à đúng rồi, hôm qua có người định nhờ con chuyển quà biếu cho văn thúc thúc đó. Nhưng mà con từ chối rồi. Nghe Trương Dương nói vậy là tuệ trà không khỏi quay sang nhìn Trương Dương. Trương Dương lại nói tiếp là bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính mà nghe nói bên đó cũng có quan hệ xa với gia đình mình. Lần này là cháu hắn Lương Thành Long tới Bắc Kinh, hắn muốn tặng văn thúc hai cái trận giấy bằng hoàng ngọc khá tinh xảo nhưng mà con thấy nó chân quý quá nên không đám nhận lời. Là tuệ chữ gật gật đầu, con làm rất đúng mà Lương Thiên Chính hắn đang nghĩ cái gì không biết biết ông nhà ta không thích người khác tặng quà cáp rồi mà vẫn còn làm như thế văn hạo nam nửa cố ý nửa vô tình nói vị trí bí thư tỉnh ủy còn không đầy một năm nữa là về hưu phải chăng hắn đang muốn nhắm tới vị trí này la tuệ chữ chừng mắt mắng con trai mình đừng nói hưu nói vượn cũng bởi vì chuyện đỗ thiên giã bỏ về mà không khí buổi dã ngoại hôm nay kém vui vẻ hẳn tuy rằng la tuệ chữ đã cố gắng thể hiện ra mặt như không có việc gì nhưng vẫn không thể nào đè nén nổi nỗi thất vọng trong lòng, càng lúc bà càng không thể nào hiểu nổi đứa con gái ruột của mình nữa. Sau khi ăn cơm xong, ngồi nghỉ nói chuyện một lúc lâu sau Trương Dương cùng Tần Thanh liền xin phép cáo từ. Lúc về Tần Thanh, không khỏi cảm thán tự nhủ, vẫn biết mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng thật không ngờ gia đình văn phó tổng thống cũng có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Trương Dương đạm nhiên cười nói, nhà nào cũng vậy cả thôi, với lại những người địa vị càng cao thì lại càng khó có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình mình được, việc nhà việc nước nhiều không kể xiết. Tần Thanh gật gật đầu như đã hiểu, rồi nàng lại nhỏ giọng hỏi Trương Dương tình hình học tập ở trường Đảng Đông Giang thế nào rồi. Trương Dương cũng chỉ kể sơ qua đại khái một chút, rồi lại chuyển đề tài đến vụ việc của Triệu Tân Hồng, viện trưởng bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em hu viện Xuân Dương. Thế vụ việc của Triệu Tân Hồng tiến triển thế nào rồi? Đã tra ra được điều gì chưa? Tần Thanh thấp giọng nói, trước kia ta đã nói cho ngươi còn gì, chuyện này có quá nhiều người liên quan dính líu tới, ngay cả anh trai bà ta tả thị trưởng cũng bị liên lụy. Cũng khó dự đoán được lắm, nhưng e hắn cũng không thoát khỏi tội đanh liên đới. Trương Dương nhíu nhíu mày nói, ta cũng không tài nào hiểu nổi, bọn họ phải khổ cựu nỗ lực bao nhiêu năm mới có được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng tại sao chỉ vì có mấy vạn tệ thôi mà lại tham quá hóa liều làm bậy, mạo hiểm cả tiền đồ của mình. Có đáng không, mỗi người đều có tiêu chuẩn định mức riêng của mình, người cho là không đáng, nhưng nhiều người lại cho rằng điều đó đáng để họ làm vậy. Bằng không sao sự việc lại đến nông nỗi như bây giờ. Viên triệu, lần này ngươi nhất định phải cứu anh trai ngươi. Tương tâm tuệ nước mắt lưng tròng van xin. Vẻ mặt tả viên triệu vẫn không biểu lộ chút cảm tình hay thông cảm nào, hắn chỉ thấp giọng khuyên ngủ, chị dâu à, chu vệ này không dễ làm chút nào. Hiện giờ toàn bộ Giang Thành đều chú ý đến chuyện này, mà anh trai nhận hoa hồng việc bán thuốc lại là chuyện có thật. Tuy rằng em muốn giúp thật đó nhưng cũng là lực bất tòng tâm, ngoài anh trai ra còn hơn 10 cán bộ các cấp khác cũng bị trách nhiệm liên đới. Ngươi là thị trưởng thành phố cơ mà, chỉ cần ngươi dùng lực ảnh hưởng của mình, dù chỉ một chút thôi cũng đủ để anh trai ngươi thoát khỏi vụ này rồi. Chẳng qua chỉ có 3 vạn tệ mà thôi, ngươi thấy đó, anh trai ngươi vất vả cả đời mới có thành tựu như ngày hôm nay, chẳng nhẽ ngươi lại nhẫn tâm nhìn anh trai mình mất hết tất cả, ngồi tù oan ức hay sao?" Tương Tâm Tuệ càng nói càng kích động hơn. Tả Viên Triệu thở dài nói, "Chị dâu à, vụ việc tham ô ở nhà máy sản xuất dược liên quan tới rất nhiều người. Phùng Ái Liên là nghi can chính thì không nói làm gì, ngay đến cả Lê thị trưởng còn bị ngã ngựa, còn hắn cũng bị người ta hại chết. Hiện giờ cấp trên đang thúc ép phải mau chóng làm rõ chân tướng sự việc, không được làm ảnh hưởng tới danh tiếng của đảng và nhà nước." tương tâm tuệ gào ầm lên ngươi không cần phải nói những điều đó với ta ta không cần biết ta chỉ cần biết ngươi có giúp chị cứu anh trai ngươi hay không ngươi trả lời đi đương nhiên em muốn giúp anh trai rồi nhưng việc gì cũng phải làm theo đúng pháp luật chứ tả viên triệu cũng bất đắc dĩ tìm lời chống chế trong mắt tương tâm tuệ tràn ngập oán hận bà trầm trọng gật gật đầu gần giọng nói ta hiểu rồi là ngươi sợ anh trai làm ảnh hưởng tới con đường làm quan của ngươi người lo lắng sợ anh ngươi sẽ kéo ngươi xuống nước chứ gì khi con người ta tuyệt vọng họ thường trở nên cực đoan hơn tả viên triệu thấp giọng phân trần những việc liên quan đến chính trị không đơn giản như chị tưởng tượng đâu đương nhiên ta không biết rồi các ngươi đều là cao thủ chơi trò chính trị ta cũng biết chức quan càng lớn thì lại càng trở nên lãnh huyết vô tình mất hết nhân tính không nhận họ hàng người thân không từ mọi thủ đoạn đê tiện gì trước giờ ta không tin nhưng giờ thì ta hiểu rồi đã hiểu rồi, nói xong nàng giật phăng cái túi sách của mình trên bàn hầm hầm bỏ đi. Tả viên triệu cũng chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, sự việc đâu đơn giản như thế, cho dù hắn có là thị trưởng thành phố đi chăng nữa, cũng không có khả năng giúp anh trai thoát khỏi khốn cảnh hiện nay, bằng không sao hắn phải thúc thủ vô sách trơ mắt nhìn anh trai gặp nạn như vậy. Tuy rằng anh trai mới bị cha ra tham ô nhận hối lộ ba vạn tệ, theo luật pháp Trung Quốc thì với tội danh trên cũng bị ngồi tù từ một tháng bảy năm, nếu tình tiết nghiêm trọng hơn thì có thể án nặng hơn lên đến hơn 10 năm. Tuy rằng chuyện vừa bại lộ anh trai đã thành khẩn nhận tội cùng giao nộp 3 vạn tệ, nhưng dù sao tội danh đã cấu thành, dù có trả lại tiền cũng chỉ được giảm mức án mà thôi. Không phải tả viên triệu không chịu nhận người thân, không chịu giúp anh trai. Hơn nữa hắn cũng chỉ có một người anh, anh trai lại đối tốt với hắn rất nhiều, nhưng lần này là hồng vĩ cơ đích thân thôi thủ khiến sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu như tả viên triệu dám tham gia vào giúp đỡ anh trai thì sợ rằng chỉ càng mắc mưu hồng vĩ cơ mà thôi hắn ta càng có cớ đẩy tả viên triệu xuống vực sâu vạn trường nhưng tương tâm tuệ lại cứ một mực cho rằng tả viên triệu chi biết bo bo giữ mình sợ bị liên lụy nên không chịu giúp đỡ chồng mình thoát khỏi hiểm cảnh bà vẫn chỉ nghĩ rằng chuyện của chồng mình không lớn chút nào không phải chỉ có ba vạn tệ thôi sao tiền thì cũng đã giao ra rồi nếu như tả viên triệu chịu, chịu lấy thân phận thị trưởng của hắn ra tìm người nhờ và giúp đỡ là dễ dàng giúp chồng mình tai qua nạn khỏi ấy vậy mà hắn vẫn không chịu giúp không chịu cứu chính người anh trai của hắn tương tâm tuệ mang nỗi thất vọng buồn tủi rời khỏi tòa thị chính thành phố lúc vừa ra khỏi cổng liền gặp người anh rể bên cục công an điền khánh long điền khánh long cũng đang định tới tìm tả viên triệu nhưng không ngờ lại gặp cô em vợ này ở đây hắn cho xe dừng lại rồi mở cửa xe bước xuống vẫy vẫy tay gọi tâm tuệ lại đây thấy điền khánh long trong lòng tương tâm tuệ lại càng thấp ủy khuất hơn hai mắt lại đỏ sóng lên từ lúc chồng bị viện kiểm soát bắt đi đến nay bà vẫn luôn chìm trong sự sợ hãi cùng bất lực tuy rằng chị vẫn luôn đến thăm hỏi khuyên nhủ nhưng không lúc nào bà không lo lắng cho chồng mình quen biết đã lâu điền khánh long cũng biết tính khí cô em vợ này của mình phải nói rằng tương tâm tuệ là người rất cao ngạo mà chồng nàng tả ủng quân bị bắt thực sự là sự đả kích quá mạnh cho nàng ta nếu như tả ủng quân bị ngồi tù thật thì chỉ sợ nàng không thể chấp nhận được sự thật đó mà nàng ta đến đây thì mục đích cũng chỉ có một chắc chắn là muốn tả viên triệu giúp đỡ chồng mình nhưng nhìn biểu hiện của nàng ta thế kia điền khánh long cũng đoán ra chắc kết quả không được lạc quan cho lắm tương tâm tuệ khó khăn lắm mới đi tới được trước mặt điền khánh long nước mắt lưng tròng bà thấp giọng gọi một tiếng anh rể Điền Khánh Long thở dài một hơi, đến nhà ta ở vài hôm đi, hai chị em các ngươi trò chuyện cho khuây khỏa một chút. Tương tâm tuệ cắn cắn môi thấp giọng hỏi, anh, ủng quân còn hy vọng gì không? Điền Khánh Long nhẹ giọng an ủi, thực ra vụ việc của ủng quân cũng không nghiêm trọng lắm, cho dù có cấu thành tội danh đi nữa thì cũng không đáng ngại. Em yên tâm đi, anh sẽ tận lực nghĩ biện pháp giúp hắn. Tương tâm tuệ lại dương dương nước mắt nói, bên ngoài có người nói rằng, cô bí thư đã lên tiếng, chuyện lần này phải xử trí thật nghiêm. Em lo ủng quân sẽ phải, vẫn biết khả năng chồng mình bị ngồi tù rất cao, nhưng bà không thể nào nói ra được, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Điền Khánh Long ân cần xoa dịu nhỏ giọng nói, là em lo nghĩ nhiều thôi. Như vậy đi, em cứ đi xe của anh về nhà anh trước, chị em cũng đang ở nhà đó, cứ ăn cơm rồi hàn huyên tâm sự đi, khi nào về anh sẽ nói tình hình cụ thể cho em biết. Tương tâm tuệ gật đầu rồi chậm chậm mở cửa xe chui vào hôm nay điền khánh long tới tìm tả viên triệu cũng vì công vụ quan trọng mà chuyện này cũng có liên quan ít nhiều tới tả ủng quân thị trưởng giang thành tiền nhiệm lê quốc chính tuyệt thực ba hôm nay sức khỏe hắn hiện suy giảm nghiêm trọng cho dù có khuyên nhủ hay đe dọa thế nào cũng không có kết quả gì nếu cứ tiếp tục như vậy thêm vài ngày nữa thì chắc chắn hắn không giữ nổi tính mạng tả viên triệu nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày hắn muốn chấm dứt tính mạng mình bằng cách này sao điền khánh long thở dài giải thích thêm từ sau khi con trai hắn, Lê Hảo Huy bị người khác sát hại, tâm trí hắn đã không được bình thường nữa rồi, có lẽ giờ hắn chỉ muốn chết cho xong. Tả viên triệu tỏ ra mệt mỏi ngồi tựa ra sau thành ghế sofa nói một câu bâng quơ, thật ra hắn làm vậy cũng không hẳn là chuyện không tốt. Tuy rằng tả viên triệu không nói rõ ràng ra, thế nhưng Điền Khánh Long cũng thừa biết ý hắn muốn nói gì. Bởi vì chuyện của vợ Lê Quốc chính tham ô hối lộ mà bị truy ra một loạt các cán bộ cao cấp có liên quan, Điều đáng nói là vụ án vẫn chưa kết thúc, còn rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Hoặc nói cách khác nếu như còn điều tra thêm thì lại càng nhiều kẻ khác bị liên lụy tới. Nhưng nếu Lê Quốc Chính chết, vậy thì chuyện này có thể đặt dấu chấm tròn viên mãn, cũng tránh để người khác lợi dụng làm những điều mở ám khác. Điền Khánh Long nói, mà trái ngược với chồng mình, Phùng Ái Liên biết tin con trai mình chết thì gần như trở lên điên loạn, biết không còn gì để mất, bà ta liền khai hết ra tất cả, kéo theo xuống nước những kẻ có liên quan mà ủng quân cũng là những người không may bị ả à ta tố cáo ra. Tả Viên triệu nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng lớn, ả à ta đúng là điên thật rồi. biết mình mình sắp chết còn quay cắn trả lại, kéo theo một đống người chết cùng. người như vậy chết còn chưa hết tội. Điền Khánh Long lại thấp giọng nói, nếu như Lê Quốc Chính lại gặp chuyện không may nữa thì lại càng kích thích khiến ả à ta điên cuồng hơn. càng lúc ta càng thấy sự việc lần này đã đi quá giới hạn của nó. nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sẽ còn liên lụy tới biết bao người nữa. Điều này không có điểm nào tốt với cục diện chính trị Giang Thành hiện nay. Tả viên triệu đan hai tay lại gối ra sau gáy, ngước mắt nhìn Trần Nhàn nhạt nói, anh rể, chẳng lẽ anh không nhận ra Hồng Bí Thư muốn làm gì sao? Điền Khánh Long nhíu nhíu mày, tuy nói rằng chu viện thanh lọc bộ máy chính quyền các cấp là điều cần thiết và nên làm, thế nhưng không thể quá mạnh tay được. Hiện giờ bộ máy chính trị Giang Thành gần như không thể chịu nổi sức ép nào nữa, càng tiếp tục thì càng gây mất đoàn kết nội bộ mà thôi. Tả viên triệu cũng tỏ ra vô cùng căm giận mắng lớn, hắn ta rõ ràng là muốn nhầm vào em, muốn chèn ép em bằng chết mới chịu thôi. Viên triệu à, anh thấy em nên tìm Hồng Bí Thư nói chuyện đi thì hơn. Nếu cứ tiếp diễn như vậy vừa không có lợi cho Giang Thành triển khai công tác sắp tới, lại vừa ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của Giang Thành trong tương lai. Ngay lập tức tả viên triệu đáp lại, dù muốn nói chuyện đàm phám thì cũng phải tìm người thích học mà em thấy cả hai chúng ta đều không có tiếng nói chung với vị hồng bí thư này. Việc Lê Quốc Chính tuyệt thực có ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ các lãnh đạo cao tầng của Giang Thành. Bí thư thị ủy Giang Thành Hồng Vĩ Cơ cũng đang thảo luận với Phó Thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ về việc này. Mà Lý Trường Vũ cũng thấy không đồng tình lắm với việc lão bạn học cùng trường đảng Hồng Vĩ Cơ đột nhiên lại ra tay quyết liệt đến như vậy. Lý Trường Vũ cũng biết nguyên nhân vì sao hắn lại tỏ ra tức giận đến như vậy. Chuyện này phải kể từ lúc hắn bắt đầu nhậm chức thì một loạt các sự kiện cứ xảy ra liên miên không dứt, bởi vậy mà hắn bị quay đến chóng mặt, tiếng là người có quyền lực cao nhất ở Giang Thành, này, vậy mà ngay đến cả cơ hội thi triển quyền cước cũng không có. Là cấp dưới, có quan hệ mật thiết với cấp trên là điều hiển nhiên, nhưng xui xẻo thay hồng vĩ cơ lại bị cố bí thư tỉnh ủy xác định hắn thuộc phe cánh của hứa thường đức, chủ tịch tỉnh, Chính vì vậy mà trong khoảng thời gian dài của đợt phong ba bão táp vừa rồi, hắn mới phái bất đắc sao sao chọn cách bo bo giữ mình, luôn giữ mình ở phía trung lập. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, phiền toái cứ như có chân tự động tìm đến hắn. Lần này hắn quyết tâm ra tay thật mạnh, ngoài việc chỉnh đốn làm trong sạch bộ máy chính trị Giang Thành, mà trên hết, hắn muốn nhân cơ hội này lập lại uy của mình và nói cho kẻ khác biết. Hồ không phát huy các người tưởng lão tử là mèo bệnh chắc chẳng qua là ta không muốn giải quyết sự vụ của Giang Thành, chứ không phải không thể giải quyết. Nói là thảo luận trao đổi chứ thực ra Hồng Vĩ Cơ với Lý Trường Vũ Toàn là ngồi hút thuốc xuông. Trong phòng làm việc của Hồng Vĩ Cơ khói thuốc trắng ẩn lượn lờ như sương sớm mai. Mùa hè ngồi trong phòng điều hòa cửa sổ đã không mở lại còn hút thuốc, bầu không khí ngột ngại như vậy thực khiến người khác cảm thấy khó chịu. Thế nhưng với những kẻ nghiện thuốc nặng như Lý Trường Vũ với Hồng Vĩ Cơ thì lại là chuyện bình thường. Lý Trường Vũ giết thêm một hơi dài nữa rồi tiêu sái nhả ra một đám khói, hòa lẫn với màn xương trắng kia, sau đó mới thấp giọng nói, Hồng Bí Thư, tôi nghĩ ngài cũng không nên vệ sinh hệ thống quá sạch sẽ như vậy. Audio điện tử võ tấn bền Hồng Vĩ Cơ không nói gì mà vẫn cứ lẳng lặng ngồi hút thuốc. Hai mắt hắn vẫn nhìn Lý Trường Vũ, hắn đang chờ Lý Trường Vũ giải thích câu nói vừa rồi. Lý Trường Vũ lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này Giang Thành đã xảy ra quá nhiều việc, toàn bộ đội ngũ cán bộ đều căng thẳng, có tâm lý hoang mang lo sợ, bọn họ có một nỗi sợ chung đó là sợ rằng mình đã làm sai chuyện gì đó, sợ rằng đến một ngày có người lại tố cáo chuyện họ làm sai. Chính cảm giác sợ hãi đó đè nặng tâm trí bọn họ, khiến bọn họ tự thu mình lại, không dám làm gì cả mà chỉ yên yên ổn ổn sống sao cho qua ngày hết tháng. Cải cách, làm trong sạch hóa bộ máy chính trị không phải chỉ là lời nói suông cũng không thể chỉ làm qua loa đại khái cho có. Nhưng ngài cũng biết đó, nửa năm nay Giang Thành phải hứng chịu quá nhiều những cơn bão chính trị rồi, thực sự bộ máy chính trị Giang Thành sắp không đứng vững nữa. Tôi cũng biết, chúng ta đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn, chúng ta cũng bị những sức ép từ nhiều phía, chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi bất lực. Chúng ta là những cán bộ chủ chốt, là đầu não của Giang Thành mà còn cảm thấy vậy, thì thử hỏi những người khác thấy thế nào? Họ cũng đâu thấy dễ chịu gì nghe vậy mà hồng vĩ cơ chỉ lạnh lùng đáp trả trường vũ chúng ta là cán bộ nhà nước là đảng viên đảng cộng sản là công bộc của nhân dân chúng ta phải có trách nhiệm gạt bỏ những chướng ngại cho sự phát triển của đất nước thanh trừ những kẻ hại nước hại dân nhưng chúng ta cũng phải biết linh hoạt vận dụng xử lý sao cho đúng sao cho hợp tình hợp lý đành rằng là tảng đá thì phải phá bỏ là khúc gỗ thì phải dẹp đi thế nhưng nếu chỉ là những góc cây cỏ đại bên đường thì sao chúng ta cản trở Sao phá vỡ được bước tiến của nước nhà? Nếu chỉ vì những thứ nhỏ bé, không có khả năng gây nguy hiểm như vậy thì việc gì chúng ta phải xử lý mạnh, vừa tốn sức lực lại tốn thời gian tiền bạc. Hơn hết nó lại gây ra hiệu ứng dây chuyền, khiến cho những bộ phận trong bộ máy rời rạc mất liên kết, không đạt được hiệu quả công suất cao nhất. Như vậy chẳng phải lại càng khiến cho nước nhà chậm bước phát triển hơn sao? Đành rằng là thế, nhưng chúng ta cũng chỉ là những hạt cát trong sa mạc vô bờ. Hồng Vĩ Cơ quả quyết nói. Lý Trường Vũ lắc lắc đầu thở dài, lịch sử đã chứng minh nhiều điều, tuyệt đối không được khách đại sự việc lên, bất kỳ việc gì cũng đều phải áp dụng phương pháp xử lý thích hợp, biết chừng mực, biết điểm dừng, biết tiến thoái. Nếu như để nó vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát thì ngược lại, nó lại trở thành tai họa khôn lường. Ngoặc kép, Hồng Vĩ Cơ lại nói, chống tham nhũng và cải cách là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đề dài ngàn dặm cũng bị phá hủy bởi một tổ kiến con con. Đối với những phần tử biến chất, những con sâu mò đục khoét xã hội này, chúng ta phải thẳng tay nghiêm trị, áp dụng những biện pháp mạnh mẽ khiến chúng phải e sợ. Chỉ có diệt sạch những chướng ngại này chúng ta mới có thể hoàn thiện việc cải cách xã hội, mới có thể khiến đội ngũ lãnh đạo chúng ta trong sạch vững mạnh. Lý Trường Vũ thở dài cảm thán, quả thực vụ việc nhà máy dược giang thành còn nhiều vấn đề bất cập, thế nhưng một người không còn gì để mất, một kẻ điên khùng như Phùng Ái Liên, thử hỏi có thể tin được mấy phần khẩu cung của à. Rất có thể à ta làm chuyện đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không? Rất có thể à ta sẽ lợi dụng chuyện này kéo theo nhiều người khác chết chung thì sao? Không bí thư, tôi cho rằng sự việc này tiến triển đến đây là quá đủ rồi. Càng làm lớn hơn, càng tìm hiểu sâu hơn thì càng không có lợi cho bất kỳ ai cả. Nên dừng ở đây thôi. Hồng Vĩ cơ rụi đầu màu thuốc lá vào gà tàn, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Ta vẫn cho rằng chỉnh đốn tác phong cùng cải cách là hai chuyện khác nhau. Chỉnh đốn tác phong. Cải chính là để đảm bảo việc cải cách được thuận lợi. Trường Vũ à, hiện giờ ngươi nên chú tâm hơn vào việc hoàn thiện xây dựng tuyến đường vành đai ba đi, đó là trách nhiệm cũng là việc ngươi phải hoàn thành hiện nay. Nghe vậy Lý Trường Vũ cũng không thể che giấu nổi sự thất vọng của mình. Lần này Hồng Vĩ cơ đã quyết, ý hắn rất rõ ràng, hắn sẽ không dừng chuyện này ở đây. Nhưng tại sao đột nhiên hắn lại tỏ ra cố chấp bảo thủ như vậy? Bỗng nhiên Lý Trường Vũ hiểu ra được một điều. Nhất Định Hồng Vĩ Cơ đã không còn niềm tin vào sự nghiệp của hắn nữa. Tuy rằng những chuyện xảy ra gần đây không trực tiếp liên quan tới hắn, nhưng dù sao cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp, ảnh hưởng tới sự phát triển của hắn sau này. Nhiều năm nay hắn vẫn bị trì trệ ở chức vụ hiện tại, có lẽ hắn cũng nhận ra và lo lắng nhiều về điều này, bởi vậy hắn mới nhân lần này làm trong sạch hóa bộ máy chính trị Giang Thành. Một mặt trở thành người đi tiên phong tiến hành chính đối tác phong làm việc cùng cải cách cơ chế quan liêu một mặt nhằm nâng cao uy tín của mình ở Giang Thành, cùng chèn ép đối thủ trên chính đàn. Hồng Vĩ Cơ có mục đích và động cơ của riêng hắn, hắn muốn thông qua việc thực hành chống tham nhũng tiêu cực để quảng bá, nâng cao giá trị bản thân mình. Nói chuyện với tả viên Triệu xong, Điền Khánh Long đánh xe tới trại tạm giam gặp Phùng Ái Liên. Trước đây quan hệ của hắn với hai vợ chồng Phùng Ái Liên, Lê Quốc Chính cũng khá tốt, nhưng từ lúc Phùng Ái Liên bị bắt giam đến nay vẫn chưa từng gặp qua lần nào chỉ mới nửa năm mà một người phụ nữ giàu có sang trọng, sống trong sự an nhàn sung sướng giờ trông nàng ta như già đi vài chục tuổi, mái tóc đen bóng giờ đã lấm tấm hoa dâm, nước da nhợt nhạt, cơ thể thì tiêu tụy, khuôn mặt cũng xương sổ đi rất nhiều. Khi con người ta hoàn toàn bị suy sụp thì gần như sinh mệnh của người đó sẽ trôi theo từng ngày từng ngày một. Nhìn Phùng Ái Liên mặc bộ đồ của tù nhân, trong lòng Điền Khánh Long dâng tràn những nỗi tư vị khác thường. Nếu như không kể đến những việc sai lầm nàng ta đã làm, thì Phùng Ái Liên cũng được coi là người khá tốt. Điền Khánh Long thấp giọng nói, "Chị dâu, dạo này chị vẫn khỏe chứ?" "Không được tốt cho lắm." Phùng Ái Liên lạnh lùng nói, "Mà quả thực nàng ta cũng là nói thật, bất kỳ ai cũng vậy thôi, sống trong hoàn cảnh bị tù tội như vậy thì sao sống tốt cho được cơ chứ?" Điền Khánh Long thở dài một tiếng, rồi thấp giọng nói, "Chị tìm em có việc gì không?" Phùng Ái Liên chậm chậm trả lời, "Ta muốn gặp lão Lê." điền khánh long do dự một chút mới nói anh ấy đang bị bệnh hiện đang phải nằm viện dưỡng bệnh điền khánh long cũng không dám nói thật là lê quốc chính đang tuyệt thực tìm chết ánh mắt phùng ánh liên lãnh đạm nhìn thẳng điền khánh long đừng gạt ta ngươi cứ nói thật cho ta biết có phải lão lê nhà ta không xong rồi phải không điền khánh long gượng cười chữa lại chị dâu chị nói gì lạ vậy lê thị trường không việc gì đâu phùng ái liên u buồn thấp giọng lẩm bẩm Ta cùng lão Lê là vợ chồng nhiều năm như vậy nên ta mới có dự cảm. Hai hôm nay ta ngủ không được, lại toàn mơ thấy lão nhà ta xảy ra chuyện. Ta mơ thấy lão ấy chôn cùng một chỗ với Hạo Huy, trên bia mộ còn khắc tên hai cha con ông ấy. Rõ ràng ta thấy hai cha con ông ấy đang nằm trong quan tài, nhưng có gọi thế nào họ cũng không nghe thấy tiếng ta gọi, dường như bọn họ đang ngủ. Nói xong hai mắt Phùng Ái Liên đã đỏ hoe lên nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Bà là người kiên cường, nhất quyết không được để rơi lệ tuy rằng không đồng tình với những việc mà phùng ái liên đã làm nhưng dù sao hiện giờ nàng ta đã phải trả giá rất nhiều rồi trong bộ dạng đáng thương của nàng ta điền khánh long cũng có chút cảm thông chị dâu em vẫn không sao hiểu nổi tiền quan trọng với chị như vậy sao mà chị cùng lê thị trưởng gần như không thiếu thứ gì vì sao lại còn phùng ái liên lạnh lùng nói mỗi người đều truy cầu những mục đích khác nhau các ngươi theo đuổi là quan chức là danh tiếng địa vị đầu tiên chỉ là cán bộ quèn cấp khoa, rồi phó phòng, trưởng phòng. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, rồi cao hơn thì có cục trưởng, bộ trưởng, bí thư chủ tịch xã huyện, thành phố, tỉnh rồi cao hơn thì trung ương. Mỗi lần được thăng quan tiến chức như vậy các ngươi cũng dùng biết bao tâm cơ thủ đoạn. Các ngươi khao khát mưu cầu chính trị, còn ta thì ta chỉ quan tâm đến tiền bạc. Chỉ có càng nhiều tiền ta mới cảm thấy vui sướng. Trước câu hỏi của Điền Khánh Long, Phùng Ái Liên trả lời rất thẳng thắn, hiện giờ bà cũng chẳng còn gì phải câu nệ, phải giấu giếm. Phùng Ái Liên lại thấp giọng nói tiếp, hiện giờ Lê Gia chúng ta gặp nạn, chắc chắn ở trong mắt dân chúng, ở trong lòng các người cả nhà chúng ta đã trở thành những kẻ tội ác tay trời. Nhưng lúc các người bỏ đá xuống giếng, thừa lúc người ta gặp nạn dở cho hèn hạ, các người có nghĩ đến những công lao mà Lão Lê đã cống hiến cho quốc gia hay không? Ông ấy vì gian Thành mà dốc hết tâm huyết cả đời, quốc cung tận tuy. Nhưng nước nhà đã đền đáp được gì cho ông ấy? mỗi tháng chỉ được vài trăm đồng tiền lương rẻ mà thôi sao tuy ngươi làm bên cục công an nhưng chắc cũng biết trước đây cái nhà máy dược giang thành nay chỉ toàn làm ăn thua lỗ nhiều lúc ngay cả tiền lương phát cho công nhân viên nhà máy cũng không có nhưng đến lúc ta tới chẳng mấy chốc nhà máy đã thay đổi diện mạo hoàn toàn mới chỉ mấy năm ngắn ngủi nhà máy đã trở thành nguồn thu chủ yếu của giang thà ri đóng góp cho nước nhà lượng tiền thuế cao mất ngường nhà máy trở nên lớn mạnh giang thành trở nên giàu có nhưng còn ta ta lại được những gì ta cùng lão lê chỉ có duy nhất một đứa con trai nhưng ông trời bất công lại bắt nó khổ sở dày vò bị bệnh tâm thần giọng phùng ái liên đột nhiên lại trở nên bén nhọn cùng cao vút hơn nhưng rồi bà lại bình tĩnh lại việc đã thế này rồi dù ta nói gì thì cũng trở nên vô nghĩa hiện giờ ta chỉ có một ước nguyện duy nhất được gặp lại lão lê được thấy con trai ta điền khánh long gật gật đầu như đã hiểu em sẽ báo cáo chuyện này lại với cấp trên Phùng Ái Liên nhẹ giọng nói, gần đây tổ chuyên án hay hỏi cung ta về chuyện của tả ủng quân. Thực ra không chỉ riêng nhà máy được giang thành, mới có chuyện nhận hoa hồng việc buôn bán vận chuyển thuốc, mà gần như các cơ sở sản xuất khác đều có hiện tượng này, cũng có lẽ đây là hiện tượng chung của xã hội hiện nay. Căn bản là do ta muốn mở rộng sức ảnh hưởng của vụ án này mà thôi. Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp, Khánh Long à, thực ra trước đây ta cũng tặng quà cho không ít người ngay như vợ con người cũng được ta tặng không ít lễ vật, nhưng căn bản lúc đó ta còn là phu nhân thị trường, đương nhiên họ phải nể mặt ta mà nhận. Mà ta tặng lễ vật cho bọn họ cũng là do quan hệ của hai nhà chúng ta, chứ không hề liên quan đến việc hối lộ đút lót gì ở đây cả. Sắc mặt Điền Khánh Long hơi trầm xuống, hắn cũng cảm nhận thấy, dường như Phùng Ái Liên đang muốn uy hiếp mình. Lần đầu tiên Phùng Ái Liên nở nụ cười, người yên tâm, ta không có ý muốn uy hiếp ngươi, cũng không hèn hạ đến độ nói ra những lời này trong lúc đám người kia lấy khẩu cung. Nói thật, ta cùng lão Lê vẫn quý trọng gia đình ngươi. Khánh Long à, thực ra cũng không phải là ta thấy mình sắp chết nên tìm cách kéo kẻ khác chết cùng. Ngươi đã gọi ta một tiếng chị dâu, thì y cũng muốn ngươi nể mặt chị dâu này, cho hai bọn ta được gặp nhau, được nói mấy câu cuối. Ta muốn ước hẹn với lão Lê có gì thì đợi ta trên cầu nại hà, hai vợ chồng bọn ta xuống hoàng viền cũng đỡ cô đơn hơn nói tới đây hai mắt phùng ái liên lại đỏ hoe lên điền khánh long chỉ im lặng gật đầu mà không nói gì mãi một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi ủng quân bị tổ điều tra tạm giữ điều tra sai phạm trong công tác là vì có liên quan đến việc nhận tiền hoa hồng khi buôn bán vận chuyển thuốc là chỉ cung cấp chứng cứ cho tổ chuyên án sao nhắc tới chuyện này phùng ái liên lại thở dài nói ta đã nói rồi ta không phải là loại người bỏ đá xuống giếng hại người như đám người các ngươi việc xảy ra như thế nào thì đó là do bọn họ xử lý ta cũng không quen biết gã tả ủng quân này có lẽ ngươi nên đi hỏi tương tâm tuệ thì hơn chắc chắn nàng ta hiểu rõ chân tướng sự tình hơn bất kỳ ai khác điền khánh long lại trầm ngâm không nói gì nếu lời phùng ái liên là thực thì mấu chốt chuyện này lại nằm ở tương tâm tuệ phùng ái liên đứng dậy thở dài nói ta thấy hơi mệt rồi không tiếp chuyện với ngươi nữa khánh long đừng quên chuyện ta nhờ ngươi nói xong bà xoay người đi ra ngay lập tức hai gã cảnh sát tiến tới áp giải bà đi. Bóng lưng gầy yếu cô đơn của Phùng Ái Liên khuất dần sau những chấn song sắt. Đúng như lời Trương Dương nói, sau ba ngày uống nước cốt dễ chính loại hoa vân vụ hương, sức khỏe của Thiên Trì Tiên Sinh đã gần như hoàn toàn bình phục. Lúc Trương Dương tới thăm thì Thiên Trì Tiên Sinh đã có thể xuống giường, đang tập quyền ở sân. Chỉ khác một điều, để đảm bảo an toàn, gần như hoa trong vườn xung quanh sân bị dọn sạch, trông có vẻ trống trải hưu quạnh hơn chuyện đề cử thần y ở rể ngô mã đang quét dọn ở góc đằng kia sân thấy trương dương tới nên định đi báo cho thiên chỉ tiên sinh biết trương dương vội vàng giơ tay ra hiệu giữ im lặng rồi cứ thế đứng xem thiên chỉ tiên sinh đi quyền đợi thiên thì tiên sinh đi bài quyền xong trương dương mới rón rén đi tới thiên chỉ tiên sinh chậm rãi xoay người lại thấy trương dương không khỏi lộ ra tia cười hiểu ý ông chỉ chỉ bàn đá ở góc sâu phấn khởi nói nào trương dương mau đến đây ngồi đi. Hai người ngồi xuống bàn, ngô mã liền đem ấm trà mới pha lên, rót cho hai người mỗi người một chén. Thiên chỉ tiên sinh, nhấp một ngụm trà xong không khỏi cảm thán nói, đúng là không gì quý bằng sức khỏe. Trương Dương quay sang nhìn mảnh vườn trụi lủi xung quanh rồi mỉm cười nói, lần này tiên sinh tính nhổ trụi số hoa trong vườn chắc. Thiên chỉ tiên sinh cũng dí dỏm đối lại, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Người càng cao tuổi lại càng sợ chết, như ta chắc cũng chỉ còn sống được vài năm nữa thôi. Trương Dương ha hả cười lớn, tiên sinh, cứ quá lời tôi lại thấy ngài gừng càng già càng cay, thân thể vẫn tráng kiện như tráng niên vậy. Trương Dương lại liếc mắt nhìn vườn hoa tan tác xung quanh, cười cười nói, nhưng mà ngài làm vậy e rằng sạch quá lại hóa trống trơn. Chỉ vô tình nói ra câu này nhưng đột nhiên Trương Dương lại liên tưởng đến bộ máy chính quyền Giang Thành hiện nay. Sạch quá lại hóa trống trơn, thiên chỉ tiên sinh chậm rãi nhẩm lại mấy từ này, tựa hồ như lại có cảm ngộ gì trong đó. Ánh mắt Trương Dương dừng ở tấm bia đá khắc chữ ở gần đó, Trương Dương vẫn nhớ rõ Văn Linh tỏ ra cực kỳ hứng thú khi nhìn thấy tấm bia đá này, nhưng đến giờ Trương Dương cũng không rõ, đến tột cùng những hàng chữ này ẩn chứa cái gì. Nhìn theo ánh mắt Trương Dương, Thiên Trì tiên sinh cười cười giới thiệu, thực chất tấm bia đá này được tìm thấy trong đống tàn tích của một tòa tháp cổ trong dãy núi phía tây Bắc Kinh. Tương truyền tòa tháp cổ này là do Tùy Dương Đế lần đầu đánh Cao Ly cho xây dựng nên, mục đích là cầu khấn thần linh phù hộ đại quân chiến thắng. Nhưng rồi đến lần thứ ba khi Tùy Dương Đế đem quân đi đánh Cao Ly, thì tòa tháp này do lâu ngày không được tu sửa nên sập. Mà nghe nói tòa tháp này cao 19 tầng, đứng ở đỉnh tháp còn có thể nhìn tận ra được biển đông nữa. Đương nhiên Trường Dương cũng biết đoạn sau là do người đời bịa đặt thêm thắt vào cho câu chuyện ly kỳ hơn mà thôi người khác không biết chứ Trương Dương còn rõ Tùy Dương Đế hơn bất kỳ ai. Nhưng hình như Tùy Dương Đế đâu có đánh Cao Ly nhiều lần như vậy. Trương Dương vẫn còn nhớ rõ, lần đầu Tùy Dương Đế phái ra hơn 30 vạn đại quán đánh chiếm Cao Ly. Thế nhưng đến cuối cùng lại chỉ còn khoáng hai vạn tân binh trở về, phải nói là thảm bại thê thảm mới đúng. Nhưng như thế Trương Dương cũng không tài nào hiểu nổi, sao những chữ khác trên bia đá kia lại khiến Văn Linh tỏ ra hứng thú đến như vậy. Thiên trì tiên sinh đứng đậy, đi tới trước bia đá, đua tay sờ từng chữ một trên đó, mỉm cười nói, chắc người cũng không nhận ra bút pháp được khắc trên bia đá này là của người nào phải không? Tuy rằng trước kia sống nửa đời người ở đại tùy triều thật đó, nhưng Trương Dương lại mù tịt, chẳng biết tí gì về cái tháp cổ trong núi này cả, nên chỉ còn biết lắc đầu nguội nguội. Thiên chỉ tiên sinh, nói, lúc ban đầu tùy dương đế cho xây dựng tháp này cốt là cầu thần linh giúp đỡ che chở cho đại quân giành thắng lợi. Thế nhưng hắn đâu ngờ, người hắn nhờ viết văn tự này lại là người có dòng máu cao ly. Hơn nữa người này lại là thư pháp lại cũng là đại sư về kiếm thuật, tên là Kim Mậu. Những chữ này bề ngoài là ca tụng công đức của Tùy Dương Đế, nhưng ẩn ý bên trong lại là nguyền rủa bởi vậy lần đó Tùy Dương Đế mới chinh chiến thất bại. chương 164, Việc ngoài dữ liệu Nghe thiên chỉ tiên sinh nhắc tới Trương Dương mới nhớ ra chuyện cũ. Quả thực năm đó Tùy Dương Đế Dương Quảng bị một cao thủ kiểm thuật ám sát, nhưng cuối cùng lại thất bại trong tay tứ đại hộ vệ cung đình. Chỉ là chuyện vua bị ám sát là bình thường, chỉ gây xôn xao dư luật một thời gian rồi lại chìm xuống, bởi vậy Trương Dương mới không nhớ ra được. Thiên trì tiên sinh lại nói, không biết Kim Mậu có phải là đại sư về kiếm thuật hay không, nhưng không thể phủ nhận thư pháp của ông ấy vô cùng độc đáo, những chữ khác trên bia đá này là do chính ông ấy viết. Tấm bia đá này là lúc ta cùng lão bằng hữu đi loạn không sơn phát hiện ra nên đem về. Đúng rồi, lần trước Phan Linh cũng tỏ ra rất hứng thú với tấm bia đá này, cứ bám giết hỏi ta lai lịch trên tấm bia đá này mãi không thôi. Trương Dương gật gật đầu, rồi cẩn thận hỏi lại địa điểm khu phế tích tòa tháp cổ ở loạn không sơn. Mặt trời đã ngả về Tây, Trương Dương đứng trên sườn núi nhìn lên đỉnh loạn không sơn, trên đỉnh núi toàn là đá lởm chởm, đầy kích cỡ, đầy hình dạng nằm la liệt khắp nơi. Nhiều năm qua đi, cỏ đã mọc um tùm khắp xung quanh đây, che phủ gần như toàn bộ nơi đây, thoạt nhìn thì chúng cũng chẳng khác gì những khối đá bình thường cả. Nhưng nếu cẩn thận tìm tòi, lật từng viên đá lên một thì vẫn có thể phát hiện ra phía sau vài phiến đá có khắc chữ viết cùng hoa văn hoạt tiết, tuy đã phai mở nhưng vẫn còn nhìn khá rõ. Trương Dương cũng không biết vì sao mình lại đến chỗ này. Lại lật tìm được một phiến đá có khắc chữ bên trên, nhìn lướt qua những hàng chữ cổ một chút, rồi Trương Dương lại nheo mắt lại nhìn mặt trời đang sắp khuất dần sau những dãy núi đột nhiên Trương Dương lại cảm giác như thời gian quay ngược trở lại, dường như hắn vẫn đang sống ở thời đại tùy chiều. Tất cả mọi thứ cứ lướt qua trong óc, Trương Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại, bên tai lại vang lên những tiếng nói chuyện của khách bộ hành, tiếng người bán hàng chào hàng, rồi những con người, những cảnh vật giống hệt như đang ở đường cái thành Lạc Dương. Chẳng lẽ mọi thứ lại thay đổi rồi sao? Hay có lẽ chỉ có mỗi mình mình là thay đổi? Lúc Trương Dương chậm rãi mở hai mắt ra thì bầu trời đã về đêm. Trong khắp các lùm cỏ phát ra tiếng kêu râm ran của những loại côn trùng. Gió đêm hưu hưu thổi mang theo mùi hương thơm ngát của muôn vàn loài hoa. Lần đầu tiên Trương Dương có những cảm xúc nhớ về những ký ức xa xưa như vậy. Đứng lúc Trương Dương đang định rời đi thì đột nhiên gần đó một bông hoa màu tím thầm đang chậm chậm nở rộ giữa màn đêm đen kịt. Nhìn thấy bông hoa kia Trương Dương không khỏi dùng mình một cái. Trương Dương vội vàng bế khí rồi đi tới chỗ bông hoa kia xem xét kiểm tra cho chắc chắn lại quả nhiên cây hoa kia chính là loài vân vụ hương khiến thiên chỉ tiên sinh bị trúng độc. Càng nhìn bông hoa màu tím kia nở rộ, hai hàng lông mày trương dương càng nhíu chặt vào nhau. Đột nhiên một ánh chắc màu tím phóng nhanh qua từng khe đá rồi dừng lại trên một tảng đá gần chỗ Trương Dương đứng. Trương Dương quay đầu nhìn kỹ lại, hóa ra là một con trồn nhỏ bé màu tím nhạt. Con trồn nhoáng lên một cái rồi phóng vào tới rồi nuốt trọn bông vân vụ hương vào miệng. Rồi một lúc sau từ khóe miệng nó chảy ra chất nhầy màu bạc nhìn thấy cảnh này nội tâm Trương Dương cảm thấy sợ hãi, con trồn nhỏ màu tím kia đích xác là loại thiêm điện biêu, là loại sinh vật cực độc, lại còn nhanh nhẹn hoạt bát. Lông loài trồn thay đổi theo hoàn cảnh môi trường sống của nó. Con trồn này lông toàn thân màu tím nhạt, hai mắt màu đỏ thấm, miệng trắng mũi trắng. Lúc còn ở thời đại tùy chiều, Trương Dương cũng may mắn gặp được con giống y hệt như vậy một lần, nhưng thật không ngờ lưu lạc đến thời đại này lại có thể gặp được một con ở vùng ngoại ô Bắc Kinh như vậy đôi mắt màu đỏ thấm của con thiểm điện điêu nhìn thoáng qua trương dương một cái nhưng cũng không có vẻ gì như muốn tấn công trương dương cứ như vậy một người một thú cứ đối diện nhìn chằm chặp vào nhau tuy rằng trương dương vẫn tự phụ vào võ công siêu quần của mình nhưng trong tình cảnh này hắn cũng thấy thấy hơi sợ phải biết rằng sau khi chữa cho văn linh xong công lực hắn tiêu hao quá nữa một đoạn thời gian dài sau cũng chưa khôi phục lại được mà trước đó vài ngày Trương Dương lại phải một lần nữa tổn hao công lực kéo ngụy trí thành từ quỷ môn quan trở lại. Đối mặt với thân pháp nhanh như chớp của con thiểm điện điêu này, Trương Dương cũng không nắm chắc có thể thoát khỏi sự công kích của nó. Mà độc của loài thiểm điện điêu này lại càng đáng sợ hơn. Hiện giờ Trương Dương chỉ cầu sao cho con thiểm điện điêu này không coi mình là thù địch mà bỏ qua không tấn công. Nhưng để chắc chắn cho tình huống xấu nhất, trong lòng bàn tay phải của Trương Dương đã xuất hiện hai cây kim nhỏ bất kỳ lúc nào cũng có thể giết chết con thiềm điện điêu kia. Mà con thiềm điện điêu kia tựa hồ cũng cảm nhận sát khí trên người Trương Dương. Nó chỉ nhìn chằm chằm Trương Dương tầm hơn một, rồi chậm rãi xoay người lại ra vẻ như sắp bỏ đi. Đúng lúc này thì đột nhiên một tia chấp xé ngang bầu trời tối đen như mực. Vì quá trói mắt nên theo bản năng Trương Dương nhắm hai mắt lại quay đầu đi rồi giơ hai tay lên che trước mặt. Nhưng ngay lúc đó con thiểm điện điêu kia lúc nãy còn xoay người lại, giờ đột nhiên lại phóng vào tới chỗ Trương Dương như một tia chớp nhỏ màu tím. Tuy rằng bị tia chớp vừa rồi làm lóa mắt nhưng Trương Dương sớm đã có chuẩn bị sẵn, con thiểm điện điêu kia vừa phóng vào tới, Trương Dương liền vung tay phóng ra hai chiếc kim nhỏ. Thế nhưng con thiểm điện điêu đang bay giữa không trung mà vẫn vặn người né sang một bên, tuy thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhưng không may một chân sau của nó vẫn bị kim châm bắn trúng. Con vật kêu chi, một tiếng đau đớn rồi rơi phịch xuống đất, nó cũng không dám tấn công Trương Dương nữa mà vội vàng quay đầu bỏ chạy về hướng Đông Nam. Trương Dương tức giận gầm lên một tiếng, con súc sinh này, còn định trốn đi đâu. Trương Dương cũng vận nội lực toàn lực đuổi theo con thiểm điện điêu. Do chân sau bị trúng châm của Trương Dương nên tốc độ của nó bị chậm lại rất nhiều. Tuy rằng với thân thể nhỏ bé cùng tính linh hoạt sẵn có, thế nhưng do tốc độ chậm đi, hơn hết bộ lông màu tím nhạt của nó lại quá nổi bật trong đêm tối, bởi vậy mà Trương Dương mới không bị mất dấu nó. Con thiểm điện điêu chạy thục mạng vào trong rừng, rồi chạy thêm một lúc nữa liền tới một căn nhà bằng xi măng trông có vẻ tiêu điều hoang tàn giữa rừng. Con vật vẫn tiếp tục chạy thăng vào nhà qua một khe nứt ở trên tường. Trương Dương cũng ngay lập tức đuổi tới nơi, nhưng vừa đưa tay mở cửa ra thì đột nhiên một cỗ trưởng phong âm lãnh từ phía bên cạnh đánh tới. Theo bản năng Trương Dương vội vận nội lực đưa tay lên tiếp bừa một trưởng với đối phương. Hai trưởng vừa giao nhau, Trương Dương chỉ cảm thấy lòng bàn tay vừa đau nhức vừa lạnh toát, liền đó mà một cỗ hàn khí từ lòng bàn tay chạy theo kinh mạch tới tận tim, chỉ một thoáng chốc mà Trương Dương lại cảm thấy như vừa rơi xuống hố băng ngàn năm vậy. Chỉ sau so một trường, Trương Dương thấy tình thế không ổn liền vội nương theo lực phản chấn lộn một vòng về phía sau, lúc hai chân chạm đất thì cũng cách căn nhà kia cỡ chừng 10 thước. Trương Dương cũng từ bỏ ý định đuổi theo con thiểm điện điêu với đối mặt với người thần bí nhưng công lực cực cao kia, mà xoay người bỏ chạy xuống chân núi rồi tới lúc ngồi vào chiếc Santana của mình ở dưới chân núi, Trương Dương cũng không ngừng nghỉ chút nào, lại tiếp tục nổ máy cho xe chạy thẳng. Mãi đến khi đến vùng ven thị trấn Trương Dương mới cho xe chạy chậm lại rồi tấp vào lề đường. Lúc này Trương Dương mới chú ý đến tay mình, lúc này cả bàn tay phải của hắn gần như được bao bọc bởi một lót băng mỏng. Mà trong lòng bàn tay còn một cái lỗ rất nhỏ, chắc chắn địch nhân nấp trong bóng tối đã giấu sẵn ám khí mới có thể phá được hộ thể cương khí của Trương Dương rồi ngay lập tức thông qua ám khí truyền âm Hà Nội Kình truyền vào kinh mạch ở lòng bàn tay chạy lan ra toàn thân khiến Trương Dương phải thất thủ ngay trong chiêu đầu tiên. Ngoài xe gió thổi ào ào, Trương Dương nhìn lại chính mình trong gương chiếu hậu của xe. Lúc này sắc mặt hắn đã tái nhợt hẳn đi, môi thâm tím lại không ngừng run rẩy. Từ lúc trọng sinh, lại tới hôm nay hắn chưa bao giờ cam bái hạ phong trước bất kỳ kẻ nào. Trương Dương có vẻ khó nhọc lấy di động ra rồi bấm một đáy số gọi cho triệu lập quân ta gặp chuyện rồi. Trương Dương cũng giật mình khi chính mình còn không nhận ra giọng của mình nữa. Triệu quân ngẩn người, vì hắn cũng không nghe ra là giọng của ai. Trương Dương, ta đang, ở, Trương Dương run run cố gắng nói ra vị trí của mình. Người chờ một chút ta sẽ tới ngay, ngoặc kép. Lúc triệu quân chạy xe tới nơi thì Trương Dương gần như bị hôn mê rồi. Trong bộ dạng Trương Dương bây giờ thực dọa người, cả người như bị đông cứng lại, lông nghi, tóc bị đóng băng lại, thỉnh thoảng còn có vụn đá rơi ra. Cửa xe bị khóa từ bên trong, triệu quân phải cởi áo khoác ngoài ra quấn vào cùi trò tay phải rồi thúc mạnh phá vỡ cửa xe, như vậy hắn mới mở cửa xe ra được. Lúc Trương Dương tỉnh lại, khó nhọc chậm chạp mở hai mắt ra. Lúc này hắn đang ở căn cứ bí mật của Cục An ninh Quốc gia ở Bắc Kinh, mà Trương Dương lại đang nằm trong một cái lò nướng to tướng, kiểu như lò ấp trứng vậy. Tuy rằng nhiệt độ bên trong rất cao nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy từng đợt rét lạnh toát ra từ tận trong ruột gan mình chạy ra khắp toàn thân, cả người hắn vẫn đang không ngừng run cầm cập. Triệu Lập Quân cùng Hình Triệu Huy đang đứng ở bên ngoài lò nướng quan sát tình hình của Trương Dương. Hình Triệu Huy thấy Trương Dương tỉnh lại liền gõ gõ nhẹ lên bề mặt thủy tinh mấy cái. Trương Dương ra hiệu bảo bọn họ cho mình ra. Triệu Lập Quân ra hiệu cho cấp dưới tắt máy rồi phụ cùng Hình Triệu Huy đỡ Trương Dương ra trương dương khó nhọc run run nói nước ta cần một thùng nước lớn để ép độc vẻ mặt triệu lập quân tỏ ra kinh ngạc quay sang nhìn hình triệu huy trước đây hắn cũng đọc không ít tiểu thuyết võ hiệp cũng có cảnh ép độc trong thùng nước như vậy nhưng mãi đến hôm nay mới được tận mắt chứng kiến hình triệu huy vội vàng hô lớn mau đi chuẩn bị đi mà trong cái căn cứ bí mật này của cục an ninh quốc gia cũng khá đủ thứ chỉ thoáng cái liền tìm được một thùng nước khá lớn sau khi đổ đầy nước ấm xong hai người bọn họ lại giúp Trương Dương ngồi vào thùng nước. Trương Dương khoanh chân ngồi trong thùng, điểm vài huyệt đạo trên người rồi bắt đầu vận nội lực từng chút từng chút đẩy hàn độc trong cơ thể ra ngoài. Chỉ chớp mắt, trên bề mặt nước trong thùng đã kết thành những tảng băng mỏng. Triệu quân với hình triệu huy lần đầu tiên trong đời được tận mắt nhìn thấy hiện tượng quỷ dị như vậy, hai người vẫn không ngừng đổ thêm nước nóng vào thùng, rồi mở vòi bên dưới để nước lạnh chảy bớt ra nước ở vòi phía dưới đáy thùng chảy ra không phải màu trắng mà là màu xanh lam. Cứ như thả xả ra rồi đổ thêm nước ấm vào thùng, đại khái khoảng hơn một tiếng sau nước xả ra dưới đáy thùng mới trở lại không màu trong vắt như cũ. Lúc này sắc mặt Trương Dương cũng hồng hào hơn trước rất nhiều. Trương Dương chậm rãi mở hai mắt ra thở vào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn hơi thấy sợ hãi, nguy hiểm thật. Hình Triệu Huy cùng Triệu Quang tuy chứng kiến từ đầu chí cuối nhưng thực tình, hai người cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra cả hai người đều đồng thanh hỏi, vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Dương cũng không giải thích ngay mà trần chuồng đứng dậy. Hình triệu huy ném cho Trương Dương cái khăn tắm để hắn lau người rồi đưa cho hắn bộ quần áo đã được giặt với hong khô. Trương Dương nhìn vết thương nhỏ ngay giữa lòng bàn tay mình thấp giọng nói, là trông sắt, loại ám khí này cũng không thấy ai sử dụng nữa. Hình triệu huy nghe mà càng rối tinh rối mù hơn, bộ dạng vừa rồi của thằng nhãi này thực dọa chết người, nếu như triệu quân không kịp thời đưa hắn về cứu chữa thì chỉ sợ hắn đã chết cóng trong ô tô từ lâu rồi. Nhưng hình triệu huy không tài nào tin vào mắt mình được, không nhẽ trên đời này thực sự có mấy loại công phu đại loại như hàn băng trưởng hay tu la thất sát công gì gì đó. Trương Dương kê một đơn thuốc cho chính mình rồi đưa qua cho triệu quân nói, giúp ta tìm mấy thứ này đi. Triệu quân trừng mắt nhìn lại Trương Dương, ngươi có lầm hay không vậy, ta là thủ trưởng của ngươi, vậy mà ngươi cứ coi như người hầu của ngươi không bằng tuy rằng khó chịu trong lòng nhưng Triệu Quân vẫn phải cầm đơn thuốc đi mua. Hình Triệu Huy đưa cho Trương Dương một cốc trà gừng thấp giọng hỏi, thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Dương tỏ ra hơi mệt mỏi trả lời lại, có người định ám toán ta. Người lợi hại như vậy mà vẫn có kẻ có thể ám toán người được hay sao? Hình Triệu Huy cũng không tin những lời Trương Dương nói cho lắm. Lúc nãy do vận công quá độ nên thực sự Trương Dương cũng thấy mệt mỏi, nên lười trả lời lại hình Triệu Huy, cứ thản nhiên ngồi xuống nhắm mắt lại, ta thấy hơi mệt, tìm cho ta một chỗ nghỉ ngơi đi. Đến cả người tốt tính như hình triệu huy cũng phải nổi giận mắng, ta thiếu nợ gì ngươi sao? Sau khi bị chị gái mình cùng anh rể điền Khánh Long gặng hỏi, cuối cùng tương tâm tuệ cũng chịu nói ra sự thật. Bà vừa nước mắt lưng chồng vừa nói, xin lỗi, chuyện này đều do em mà ra cả. Thực sự lão ủm không hề hay biết gì, ba vạn tệ kia là do em nhận, nhưng ta không hề biết đó là tiền hối lộ quan hệ của em với Phùng Ái Liên cũng khá tốt, mà kể cả không nhắc tới chuyện này thì bà ta cũng là người chuyện cung cấp thuốc men cho bệnh viện của lão ông. Lúc nàng đưa tiền cho em có nói, nói là số tiền này, cũng không có ý gì, tất cả những nhân viên phụ trách đều đã nhận, dù em không nhận, thì người khác cũng sẽ nhận mà thôi. Vẻ mặt tương tâm duyệt tràn ngập sự thất vọng cùng chua sót. Bà nhẹ giọng nói, nếu như sự thật quả đúng như vậy thì tại sao lúc trước em không khai báo rõ ràng ra? sao lại để ủng quân gánh vác hết trách nhiệm như vậy em sợ thực sự em rất sợ ủng quân có nói sự việc đã như vậy rồi thì ai nhận trách nhiệm cũng như thế cả dù em có đứng ra nhận thì cả hai cũng phải ngồi tù vốn đã không ai chăm sóc chiếu cố cho hiểu tình nếu như cả em cũng em thực xin lỗi em cũng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy điền khánh long thở dài một tiếng phùng ái liên là người có tâm cơ rất sâu Nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ tặng quả biếu lễ vật người khác như vậy. Có lẽ lúc nàng ta đưa tiền cho em là đã nghĩ đến sự tình như ngày hôm nay. Nàng ta không chỉ cho tiền mà còn bắt mình phải gánh vác vô số phiền toái. Tương Tâm Tuệ hai mắt rưng rưng nước mắt nói, em cũng chỉ nghĩ nàng ta là phu nhân thị trưởng thành phố, làm gì có chuyện cấp trên lại đi hối lộ cấp dưới, nên vẫn chỉ cho rằng tiền này thực sự là thù lao nhận được. Anh rể, anh nói cho em biết đi, hiện giờ em phải làm gì bây giờ? nếu có thể chứng minh ủng quân vô tội xem xin ngồi tù thay cho ông ấy em có thể khai ra tất cả mọi việc từ trước tới nay Án mắt tương tâm duyệt tràn ngập sự đồng tình nhìn cô em gái mình nhẹ nắm tay nàng ta điền khánh long lại nói tâm tuệ có chuyện này em phải nói thật cho anh biết có phải em chỉ lấy cuộc phùng ái liên ba vạn tệ thôi không tương tâm tuệ cắn cắn môi dưới một lúc lâu sau mới dám nói ra còn những khoản khác nữa lúc đó em rất cần tiền cho hiểu tình đi du học bên Mỹ, nàng ta từng đưa cho em 10.000 đô, bảo là cho em mượn. Nghe xong nội tâm Điền Khánh Long không khỏi trầm xuống, vốn dĩ Phùng Ái Liên cũng không khai ra chuyện này, bằng không sự việc sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhìn cô em vợ tham tiền hại chồng con này, thực sự hắn cũng không biết nói gì hơn được nữa. Điền Khánh Long thấp giọng nói, hy vọng Phùng Ái Liên sẽ không khai ra chuyện này. Nghe vậy tương tâm tuệ càng tỏ ra sợ hãi hơn, vội vàng gạt nước mắt đi nói anh rể hay là em rút lại tất cả số tiền đó việc này ủng quân không biết chỉ sợ điền khánh long đứng lên trầm giọng nói hiện giờ có làm gì thỉnh cũng quá muộn rồi phùng ái liên muốn được gặp mặt lê quốc chính nếu như không thể thỏa mãn yêu cầu của nàng ta chỉ sợ nàng ta hóa điên lên thì không còn kiêng nể điều gì nữa e rằng lúc đó tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi quả nhiên sự việc không ngoài dự đoán của điền khánh long càng lúc sự việc càng trở nên trầm trọng hơn. Tối đó phải đưa Lê Quốc Chính vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng do sức yếu lại bị nên cơn nhồi máu cơ tim nên tử vong ở bệnh viện. Cuối cùng Phùng Ái Liên cũng không thể hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng là được gặp chồng mình lần cuối. Biết tin chồng chết, Phùng Ái Liên lại tỏ ra bình tĩnh ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bà ta chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã không còn vương chút lệ nào mà chỉ còn sự thù hận cùng oán độc cay nghiệt, báo cáo các đồng chí, tôi có điều muốn khai báo. Việc Trương Dương bị ám toán không được truyền rộng ra ngoài, người bất ngờ tập kích hắn đêm đó sử dụng tu la trường, thế nhưng lẽ ra môn võ công này phải thất truyền nhiều năm rồi mới phải. Lúc còn ở Đại Tùy Triều, Trương Dương cũng từng giao đấu qua với cao thủ huyền âm môn nên hiểu rõ sự lợi hại của môn võ công này nhưng điều không tưởng tượng được là đến những năm 90 của thời đại này rồi mà vẫn có người am hiểu sử dụng loại võ công tà môn này, Trương Dương cũng không cho rằng kẻ lạ mặt kia có ý định nhắm vào mình từ trước, sở dĩ đối phương ra tay là vì mình truy sát con thiên điện điêu kia. Chắc chắn đối phương đã có âm mưu sẵn nên mới núp ở một bên rồi nhân cơ hội ra tay ám toán. Hơn nữa kẻ đó còn sử dụng trông sắt nhằm phá vỡ hộ thể cương khí của mình, lòng bàn tay bị thương khiến cho chân khí không ngưng tụ được mà phát tiết ra ngoài rồi kẻ đó lợi dụng lúc đó âm thầm truyền âm hàn nội công thông qua trông sát tới kinh mạch ở lòng bàn tay mình rồi chạy đi khắp toàn thân nghĩ đến đây trương dương không khỏi dùng mình sợ hãi nếu như kẻ đó chủ tâm lao tới bồi hắn thêm một trường hoặc giả như con thiểm điện điêu kia quay lại cắn mình một cái thì chắc chắn mình phải chết không sai có lẽ trong cái rủi có cái may khí số của hắn chưa đến lúc đoạn tuyệt nghe tin cả hai vợ chồng tương tâm tuệ đều bị bỏ tù từ lý trường vũ trương dương cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì Thật lòng hắn cũng không thích tương tâm tuệ thật, nhưng hiện giờ bà ta trở nên như vậy, Trương Dương còn thấy đồng tình. Hiện giờ người Trương Dương lo lắng nhất là Tả Hiểu Tình, nếu cô gái bé nhỏ hiền lành tốt bụng này biết cả cha lẫn mẹ đều gặp chuyện không may, sợ rằng nàng ta không chịu nổi sự đả kích quá nặng như vậy. Từ lúc Tả Hiểu Tình sang Mỹ du học, Trương Dương cũng không liên lạc với nàng ta được, hiện giờ muốn gọi điện an ủi cùng không sao liên lạc được. Thông qua một số tin tức khác, Trương Dương cũng biết Đỗ Thiên Giã là bạn khá thân thiết cùng học ở trường đàng với Hồng Bí Thư. Hơn nữa hắn lại là thượng cấp của bên kỷ ủy Trung ương, chắc chắn hắn cũng nắm khá nhiều thông tin về vụ việc lần này. Ngoài mục đích hỏi tin tức diễn biến vụ việc ra sao, từ hôm hắn cầu hôn Văn Linh bị thất bại, Trương Dương cũng muốn tìm hắn khuyên bảo an ủi một chút. Buổi tối Trương Dương đặt trước một bàn ở nông gia tiểu viện, mà từ lúc hắn thôi không còn làm chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện Xuân Dương nữa, Nhà hàng làm ăn cũng hơi kém đi đôi chút. Âu cũng là lẽ đương nhiên, dù rằng món Tráng Dương Dược Thiện cung đình vừa ngon vừa bổ nhưng cũng chỉ đắt hàng được một thời gian đầu, dù sao thực khách ăn nhiều cũng thành quen, dần dần khách gọi món này cũng ít dần đi. Tối nay Trương Dương đặc biệt kêu Tần Thanh cùng Vu Tiểu Đông tới. Trương Dương cố ý sắp xếp kiểu như hai đôi tình nhân ăn cơm thân mật với nhau, ý Trương Dương muốn nhắc nhở hắn là ngoài kia còn thiếu gì hoa thơm trái lạ, việc gì ngươi phải sầu khổ mãi làm gì? nhưng xem ra Đỗ Thiên Giã lại không có biểu hiện suy sụp như trong tưởng tượng của Trương Dương. Vừa vào phòng thấy còn hai nữ nhân khác, hắn không khỏi gượng cười xấu hổ, ta cứ tưởng tối nay chỉ có hai bọn mình uống rượu hàn Nguyên nên chỉ đem tới một chai, sơ suất quá rồi. Vu Tiểu Đông che miệng cười duyên, Đỗ chủ nhiệm quá khách khí rồi, hôm nay chúng tôi mời cơm ngài mà ngài lại còn mang rượu tới, bộ xem thường bọn tôi không có rượu tiếp ngài sao. Thực không phải, Vu chủ nhiệm, tôi không có ý đó. Trương Dương khoát tay cười nói, thôi thôi cho xin, hai người các ngươi đừng làm khách nữa. Nào Đỗ Ca, mau đến đây, cứ ngồi tự nhiên. Đỗ Thiên Giã lẫn Vu Tiểu Đông đều là người thông minh, lúc đầu thấy bàn tiệc chỉ có bốn người đã có cảm giác kỳ kỳ rồi, mà Trương Dương với Tần Thanh lại là một đôi riêng lẻ. Trương Dương vừa nói ra hai người đều hiểu được không ngờ Trương Dương lại muốn gán ghép họ với nhau. Đến giờ Tần Thanh cũng nhận ra ý định của Trương Dương nhưng nàng hiểu rõ tình cảm của Đỗ Thiên Giã dành cho Văn Linh cực kỳ sâu đậm, người si tình đến mù quáng như hắn, chỉ sợ Nguyệt Lão Trương Dương công giã chàng mà thôi. Quả nhiên Đỗ Thiên Giã ngồi vào bàn đột nhiên lại tỏ ra lạnh lùng trầm tính hơn, không nói câu nào nữa với Vu Tiểu Đông. Uống được vài chén, hắn liền chuyển chủ đề về vấn đề cục diện chính trị Giang Thành hiện nay. Đỗ Thiên Giã thấp giọng nói, thông qua bên kỷ ủy Giang Thành ta cũng nắm được ít tình hình thực tế, thương tâm tuệ gặp chuyện không may bị kéo vào vòng xoáy là do phùng ái liên tố giác. Còn Lê Quốc Chính sau nhiều ngày tuyệt thực thì lên cơm đau tim, dù rằng được đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng vẫn không qua khỏi. Mà trước đó Phùng Ái Liên xin được gặp mặt lần cuối với chồng mình nhưng lại không được đám lãnh đạo cao tầng Giang Thành phê duyệt, cuối cùng nghe tin chồng chết bà ta liền khai ra thêm rất nhiều chi tiết. Trương Dương thở một hơi thật dài, sợ rằng tin Lê Quốc Chính chết đã đả kích quá mạnh bà ta nhưng mà lời khai của người cùng đường quay lại cắn cằn như vậy thì có thể tin tưởng được bao nhiêu đỗ thiên giã uống một ngụm rượu xong mới chậm rãi nói vấn đề mấu chốt nhất lại là hồng vĩ cơ trước đó ta đã gọi điện nói chuyện qua với hắn hắn tỏ ra rất tức giận và quyết thẳng tay giải quyết triệt để chuyện này ta e rằng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đây trong bốn người thì vu tiểu đông có chức vị thấp nhất mà nàng lại ở bắc kinh lâu năm nên cũng không rõ chuyện xảy ra ở giang thành cho lắm mà nhiệm vụ chủ yếu của nàng là rót rượu với thêm vào cho không khí sôi nổi mà thôi. Vừa thấy Trương Dương nháy mắt ra hiệu, nàng liền hiểu ra Trương Dương muốn mình rót thêm rượu cho Đỗ Thiên Giã. Nghĩ vậy trong lòng cũng thấy khó chịu, trước kia ngươi là lãnh đạo của ta thật đó, nhưng cũng không có quyền bắt ta thành người hầu rót rượu cho ngươi được chứ. Thân là chủ tịch huyện, đương nhiên Tần Thanh cũng nắm khá rõ tình hình Giang Thành hiện nay. Mà chuyện của Lê Gia nàng cũng biết khá rõ, hơn hết trước kia nàng còn thủ oán khá sâu nặng với gia đình bọn họ. Chính con trai bọn họ là thủ phạm giết chết người chồng sắp cưới của nàng, và cùng chính vì đứa con trai điên khùng của bọn họ mà nàng suýt bị mất mạng. Nhưng từ khi Trương Dương xuất hiện, bao nhiêu khoảng trống trong tim nàng dần dần được hắn lấp đầy, thù hận với Lê Gia cũng theo đó mà phai nhạt đi. Là cán bộ cao tầng Giang Thành, là chủ tịch huyện Xuân Dương nàng cùng có cái nhìn riêng của mình với đạt sóng gió chính trị của Giang Thành hiện nay. Gần đây Giang Thành xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện này chưa dứt chuyện khác đã ùn ùn kéo đến. Mà lãnh đạo các cấp lại chỉ chú trọng đến những sóng gió chính trị hiện nay mà không để tâm tới sự phát triển của kinh tế xã hội. Đỗ Thiên Giá cũng nghe ra ẩn ý trong câu nói của Tần Thanh, hắn cũng thâm ý hỏi lại, ý của Tần chủ tịch là sự việc ở Giang Thành đã gây ra sức ảnh hưởng quá mức cần thiết. Tần Thanh cười nhẹ trả lời lại, nhiều việc tôi cũng không thể can thiệp vào được, chỉ dám đưa ra ý kiến của riêng mình mà thôi. Trương Dương lại không tỏ ra cẩn trọng như Tần Thanh, nghe thấy vậy liền đặt chén rượu trở lại bàn nghiêm mặt nói, ta cũng chẳng thể nào hiểu nổi, có mấy gã lãnh đạo thôi mà suốt ngày cứ đấu đi đấu lại. Việc thì đầy ra, nào là cải cách xã hội, thúc đẩy phát triển, nâng cao tiềm lực kinh tế, vậy mà chỉ chăm chăm dơ cao cờ hiệu làm trong sạch hóa bộ máy chính trị, rồi thì chống tham nhũng, xóa bỏ nạn quan liêu. Nhưng cuối cùng thì sao? Sự việc của Lê Quốc Chính nửa năm trời rồi mà vẫn chưa có kết quả cuối cùng, ngược lại lại càng khiến sự việc phát triển theo tình huống xấu đi. Chẳng biết rồi còn bao nhiêu người bị liên lụy nữa, có mà bọn họ cố tình lợi dụng chuyện để mà ngáng đường, chèn ép, loại bỏ đối thủ thì có, nào có thấy vì nước vì dân tí gì. Có mà vì mình mới đúng. Chỉ một câu nói mà Trương Dương có thể vạch trần bộ mặt thật của bộ máy chính trị hiện nay. Tần Thanh liếc mắt nhỏ giọng phản bác lại, Trương Dương, người không thể vơ đũa cả nắm như vậy được. Có thể trong đội ngũ cán bộ có những phần tử xấu như vậy, nhưng dù sao đó cũng là số ít, sao ngươi lại chỉ trích tất cả mọi người được. Đỗ Thiên Giã cũng nói thêm vào, Tần Chủ tịch nói đúng, chúng ta là những đảng viên ưu tú. Cũng chỉ có một vài người làm trái, đi ngược lại với chính sách của đảng và nhà nước, ngươi không thể quy kết tất cả mọi người như vậy được. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, chẳng hạn như bên kỳ ủy bọn ta, việc hiểu rõ nắm bắt mức độ nặng nhẹ của sự việc là quan trọng nhất nếu không có phương án giải quyết hợp lý, cứ để sự việc phát triển theo chiều hướng xấu, nhẹ thì gây ảnh hưởng không tốt tới đội ngũ cán bộ các cấp sở tại, nặng thì trách oan xử không đúng người đúng tội dẫn tới những tư tưởng tiêu cực trong xã hội. Trương Dương lại nói, nhưng theo ta thấy ở Giang Thành bọn họ vẫn đang làm việc thái quá. Người thấy đó, chỉ có việc phùng ái liên có hành vi tham ô hối lộ, đút lót, thôi mà đã kéo theo một đám cán bộ chết chung. Không phải ý ta là bọn họ không đáng bị trừng phạt, nhưng trong số họ lại có quá nhiều người bị xử mà không có chứng cứ xác thực, chỉ bằng vào lời nói của một mình Phùng Ái Liên mà đã quy kết tội danh cho bọn họ. Nói thực ta thấy không công bằng cho bọn họ chút nào. Thực ra chu viện nãy cũng chẳng liên quan gì tới Trương Dương, chủ yếu là Triệu Tân Hồng lại giống như tạo ủng quân bị liên lụy trong vụ án này. Đến lúc cả hai vợ chồng tạo ủng quân bị bắt giữ Trương Dương mới tỏ ra bất mãn chuyện này như vậy. Từ trước tới nay Trương Đại Quan Nhân không hề tách riêng hai chuyện tình cảm với chính trị giúp Triệu Tân Hồng là vì giao hảo với Triệu Tân Vĩ, còn giúp vợ chồng tả ủng quân là vì tả hiểu tình. Thấy Trương Dương tỏ rõ thái độ của mình ra như vậy, Tần Thanh cũng ẩn ẩn nhận ra hắn muốn nhúng tay vào chuyện này, nên nhỏ giọng khuyên, Trương Dương, lần thanh lọc bộ máy chính trị Giang Thành lần này là do Hồng Bí Thư đặt làm trọng điểm cần giải quyết, ta thấy ngươi dù có muốn cũng không giải quyết được chuyện gì. Tần Thanh đang uyển chuyển nhắc nhở Trương Dương không nên chủ động đi gây phiền toái với người khác làm gì. Đỗ Thiên Giã cũng gật đầu nói, quả thực lần này Hồng Bí Thư tỏ ra rất quyết liệt, kiên quyết trừng trị những cán bộ biến chất, những phần tử xấu hại nước hại dân. Trương Dương, ta hỏi thật, rốt cuộc là ngươi muốn nói giúp ai vậy? Tần Thanh cho rằng Trương Dương là muốn giúp Triệu Tân Hồng, nàng nhẹ giọng nói, hiện nay tiêu điểm là hai vợ chồng tả ủng quân. Đứng trên lập trường của người ngoài cuộc Đỗ Thiên Giã nói, đấu tranh chính trị thì không thể chỉ xem ở bề nổi được, mẫu chốt nằm ở những người phía sau màn thôi thủ trước kia từng có thời gian học chung với Hồng Vĩ Cơ ở trường đảng nên Đỗ Thiên Giã cũng hiểu biết đôi chút con người hắn. Từ việc lần này Đỗ Thiên Giã cũng nhận ra ý đồ của Hồng Vĩ Cơ, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, hắn đang nhân cơ hội này để lấy lại uy danh của mình ở Giang Thành, hơn nữa hắn lại dùng cách thức là trực tiếp chèn ép thị trường tả viên triệu. Người sáng suốt thì có thể nhận ra đây không chỉ đơn thuần là tranh đấu chính trị, mà bên trong còn sặc mùi tư thủ cá nhân. Biết thì vẫn biết vậy nhưng Đỗ Thiên Giá cũng không bình luận gì về chuyện này, dù sao quan hệ giữa hai người cũng khá tốt. Mà cho dù đứng trên lập trường chủ nhiệm ban kỷ ủy trung ương đi chăng nữa, thì Đỗ Thiên Giá cũng không làm gì được Hồng Vĩ Cơ, hắn làm việc rất kín kẽ, có nguyên tắc, có lý do chính đáng. Mà những lời chỉ trích vừa rồi của Trương Dương cũng chỉ đứng trên lập trường cá nhân, cuối cùng cũng không giải quyết được chuyện gì cả một lúc sau Tần Thanh cùng Vu Tiểu Đông xin phép rời đi để hai người bọn họ có không gian riêng bàn chuyện. Trương Dương lại rót đầy một chén cho Đỗ Thiên Giã. Suốt cuộc đề tài cũng nói về Văn Linh. Trương Dương thấp giọng nói, hôm đó người bỏ đi, thế sau đó người có liên lạc với Linh Tỷ nữa không? Đỗ Thiên Giã lắc lắc đầu, rồi lại nâng chén rượu lên ngửa của một hơi uống cạn, ta nghĩ chuyện của hai ta cũng nên đến hồi kết nếu như nàng đã không còn tình cảm với ta nữa thì ta còn níu kéo làm gì nữa cho khổ cả hai bên. Trương Dương cũng nhận ra vẻ u sầu buồn tủi trong mắt Đỗ Thiên Giả, chắc chắn nội tâm hắn sẽ không giống như những gì hắn nói ra ngoài miệng. Mười năm mòn mỏi đợi chờ, mười năm thương nhớ, mười năm sâu đậm. dù là bất kỳ ai đi nữa thì sao có thể nói bỏ là bỏ, nói quên là quên được ngay. Trương Dương thấp giọng khuyên Đỗ Ca, thật ra ta cũng thấy hối hận. nếu như trước kia ta không cứu nàng ta có lẽ còn tốt hơn so với bây giờ ánh mắt đỗ thiên giã khó hiểu nhìn trương dương trương dương lại nói ta cứu nàng ấy bởi vì ta với ngươi là bạn mà ta hối hận cũng vì ngươi là bạn ta nếu như biết rằng nàng ta sẽ gây nhiều khổ đau cho ngươi đến vậy thà rằng khoanh tay đứng nhìn để hai người có kết cục đẹp nhất cho rồi môi đỗ thiên giã hơi run run hắn gật đầu nhẹ giọng chân thành nói cảm ơn tần thanh lặng im nằm trong lòng trương dương từ buổi nói chuyện hôm nay nàng cũng nhận ra lần này Trương Dương lại định nhúng tay vào chuyện của Giang Thành. Về công lẫn tư nàng đều phải nhắc nhở Trương Dương một chút, Trương Dương. Lần thanh lọc bộ máy chính trị Giang Thành lần này cực kỳ mẫn cảm, ta thấy tốt hơn hết là ngươi đừng nên tham gia vào. Vì sao? Tả ủng quân có rất nhiều mối quan hệ chắc chắn ở Giang Thành, tả thị trưởng lại là em trai hắn, cục trường cục công an Giang Thành Điền Khánh Long lại là anh em đồng hao với hắn hơn nữa hắn còn là thành viên trong ủy ban thường vụ thành phố. Địa vị cùng lực ảnh hưởng của bọn họ lớn đến nhường nào vậy mà vẫn còn phải bị ngồi tù, chẳng phải điều này chứng minh kẻ đứng sau giật dây vụ việc lần này còn đáng sợ hơn bọn họ rất nhiều sao. Sợ rằng lần này không chỉ riêng Triệu Tân Hồng hay Tả ủng Quân, mà toàn bộ Cục Y tế Giang Thành cũng trao đảo nghiêng ngả không thôi. Trương Dương vuốt ve bàn tay thon nhỏ của Tần Thanh, thấp giọng nói có phải Hồng Vĩ Cơ có thủ oán cá nhân gì với Tả Viên Triệu không? hắn ra tay mạnh mẽ với cục y tế như vậy, mục đích là nhắm vào tả viên triệu phải không? Tần Thanh thở dài nói, có lẽ dạo gần đây danh tiếng tả viên triệu nổi bật quá mức, chắc có lẽ hắn đã đắc tội gì đó với Hồng Bí Thư thật. Trương Dương lại nói, trước đây Hồng Vĩ Cơ từng ủng hộ kế hoạch phát triển Giang Thành theo hướng du lịch hóa của tả viên triệu. Nhưng sau đó hắn lại nhận ra như vậy chẳng khác nào giúp đối thủ nâng cao vị thế của mình, nên hắn mới giao nhiệm vụ xây dựng công trình đường vành đai ba cho Lý Trường Vũ. Tần Thanh lại phân tích tiếp. Người có cho rằng trong tương lai gần Lý Trường Vũ sẽ tranh cái ghế thị trường của Tả Viên Chiêu không? Trương Dương gật gật đầu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được chuyện này. Cho nên Hồng Bí thư mới tỏ rõ lập trường của mình như vậy. Có lẽ toàn bộ sự việc này là nhằm triệt hạ vây cánh của Tả Viên Chiêu, nhằm dọn đường sẵn cho Lý Phó Thị Trường lên. Tần Thanh nói mấy lời này cũng ngầm ám chỉ cho Trương Dương biết nên có định hướng cho sau này. đương nhiên Trương Dương phải đứng về phía Lý Trường Vũ. Mà Hồng Vĩ Cơ lại là bạn học thân thiết với Lý Trường Vũ. Nếu như Trương Dương lại tham gia vào việc lần này, như vậy chẳng khác nào đắc tội với Hồng Vĩ Cơ, e rằng quan hệ với Lý Trường Vũ cũng theo đó mà trở nên xấu đi. Tần Thanh tham gia vào chính đàn lâu hơn Trương Dương, hơn nữa địa vị lại cao hơn Trương Dương nên nàng nhìn nhận vấn đề này sâu xa hơn Trương Dương rất nhiều. Nàng cho rằng bất kể kết quả cuối cùng của việc Hồng Vĩ Cơ trở mặt với Tả Viên Chiêu, thì người thu được lợi ích nhiều nhất lại là Lý Trường Vũ. Căn bản Trương Dương muốn nhờ Lý Trường Vũ giúp đỡ Triệu Tân Hồng là điều không thực tế, đương nhiên Tần Thanh cũng không biết Trương Dương còn định quản cả chuyện liên quan đến cả hai vợ chồng tả ủng quân nữa. Nếu Tần Thanh biết Trương Dương làm vậy là vì tả hiểu tình, thì chắc chắn nàng đã hung hăng cắn một cái thật đau cho nhớ đời. Trương Dương nói, càng lúc ta càng thấy trốn quan trường đen tối hiểm ác, nhiều lúc người ta tranh đấu đến mức người sống thì ta chết. Cái gì mà đoàn kết nội bộ, cái gì mà cùng nhau xây dựng xã hội, tất cả chỉ là khẩu hiệu ngoài miệng. Tần Thanh nhẹ thở dài một tiếng, chính vì vậy mà quan trường càng trở nên tiêu cực quan liêu cực đoan hơn, không còn giá trị như trước kia nữa. Những lời này của Tần Thanh cũng ẩn ý muốn nhắc nhở Trương Dương rằng, nếu như chuyện không liên quan tới mình thì mình cũng đừng nên rước phiền toái vào người, quan trường chẳng là nơi tốt đẹp gì, mà điều cấm kỵ nhất trong quan trường chính là không nên bao đồng. Mà Tần Thanh cũng hiểu tính tình Trương Dương hơn ai hết, nếu như hắn đã động tâm chuyện gì thì chắc chắn phải khẩy tung báo đảo lên mới chịu thôi. Trương Dương lắc lắc đầu thở dài, chuyện sau này thì cứ để sau này tính đi. Nói xong bàn tay hắn lại không thành thật cửa quậy mò mẫm. Tần Thanh phát hiện ra hắn lại muốn hư nên vội vàng vùng dậy tính bỏ chạy. Nhưng Trương Đại Quan Nhân đâu dễ tha cho con mồi ngon như vậy được. Hắn lại đè nghiến Tần Thanh xuống giường rồi nở nụ cười tả ác. Tuy rằng Trương Dương là người thời đại tùy chiều, nhưng những khoảng thời gian cuối của triều đại này thì Trương Dương lại không biết. Lần trước bị tập kích ở loạn không sơn suýt chút nữa thì mất mạng, thế mà lúc vừa khỏi bệnh cái hắn lại lên loạn không sơn tiếp. Khu tháp cổ phế tích không còn dấu vết của cây hoa vân vụ hương, mà căn nhà hoang bằng gạch nhỏ trong rừng vẫn còn đó nhưng Thủy Trung không còn bóng dáng kẻ kia đâu. Trương Dương chỉ luẩn quẩn bên chỗ đống đá ngổn ngang lật tìm những viên có khắc chữ, một lúc lâu sau thì bỏ đi. Trương Dương liền nghĩ tới Trần Tuyết. Trần Tuyết hiện đang học chuyên ngành lịch sử Trung Quốc cổ đại, nói về lịch sử thì chắc nàng phải dành hơn mình nhiều. Lúc Trương Dương tới học viện Thanh Hoa thì Trần Tu Vết đang ngồi ở khán đài xem đá bóng. Hôm nay nam sinh khoa nàng có trận đấu bóng với khoa khác nên nàng cùng phải đến tham gia cổ vũ. Tuy nhiên nàng cũng không thích tham gia mấy cái hoạt động ngoại khóa này, nên chỉ ngồi đọc sách một mình xa đám đông cổ vũ náo nhiệt, căn bản là nàng chẳng xem trận đấu một chút nào. Mà đám nam sinh đang điên cuồng tranh nhau quả bóng dưới sân kia cũng thể hiện hết tài năng của mình, dù sao đến xem cổ vũ đều là đám nữ xinh xinh đẹp, nhớ đâu lại lọt vào mắt xanh của một cô nào đó thì sao. Đột nhiên Trần Tuyết nhận thấy mặt trời trên đầu mình bị che khuất, có bóng ai đổ trên người nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Trương Dương cùng với nụ cười sáng lạn như cũ. Thấy Trương Dương nhưng nàng cùng chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào, mà khuôn mặt vẫn lạnh lùng đăm chiêu như trước. Trương Dương vẫn đang cười tô kết hỏi, sao vậy? Không nhận ra ta sao? Trần Tuyết nhàn nhạt hỏi lại, người tới Bắc Kinh làm gì? Giọng điệu nàng vẫn tỏ ra lạnh lùng như trước không vui mừng mà cùng không chán ghét. Trương Dương chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, có lẽ thấy hai bên có vẻ hơi thân mật, Trần Tuyết lại dịch người ngồi xa ra một chút. Trương Dương đang định nói ra mục đích của mình đến đây thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gió giết ngay bên tai, Quả bóng tựa như đạn pháo đang xé gió lao thẳng vào mặt hắn. Trương Dương phản ứng cực lệ, tay phải vừa dơ lên chặn trái bóng, khi vừa chạm vào bóng Trương Dương hơi lắc cổ tay theo chiều xoay của quả bóng khiến lực tác dụng bị triệt tiêu. Chỉ thoáng chốc quả bóng đã nằm yên trong lòng bàn tay Trương Dương. Người vừa sút quả bóng vào mặt Trương Dương là gã tiền đạo mang áo số 9 của khoa thể dục thể thao, mà hắn cũng là người thầm yêu trộm nhớ Trần Tuyết sâu sắc nhất. Nguyên bản hắn cùng định nhờ trận đấu này thể hiện tài năng của mình khiến Trần Tuyết chú ý hơn đến hắn, nhưng hắn nào ngờ hắn đang phải phát kiệt sức lực đổ mồ hôi như tắm, vậy mà đột nhiên lại có kẻ khác nhanh chân tới trước. Càng khiến hắn tức giận hơn khi thấy Trần Tuyết lại tỏ ra quen biết khá thân với thằng nhãi kia, sự ghen ghét của hắn của hắn lại bốc cao hơn, cuối cùng hắn mới sút qua bóng vào trương dương, ý định dạy dỗ cho thằng nhãi kia một bài học. Nhưng hắn nào ngờ thằng nhãi trông thư sinh kia lại đỡ quả bóng căng như vậy với chỉ một tay cuối cùng hắn lại thành người mất mặt, mà thằng nhãi kia lại chiếm được lời khen của biết bao người. Gã tiền đạo mặc áo số 9 vẫy vẫy tay về phía Trương Dương hô lớn, anh bạn, đá hộ quả bóng xuống đây với. Trương Dương mỉm cười gật gật đầu rồi chậm rãi buông tay tung chân sút, nhưng lại đá hụt. Cả sân bóng đều cười ầm lên, Trương Đại Quan Nhân chỉ cười khổ lắc lắc đầu, dù sao lúc còn ở Đại Tùy Triều hẳn cũng đâu biết đá bóng là cái gì. Trương Dương cũng nhận ra, căn bản là do hắn đang tiếp cận người đẹp mà lại bị hố như vậy nên mới cười chê. Trương Dương lại cúi xuống nhặt quả bóng lên. Gã tiền đạo mặc áo số 9 lại hô lớn hơn, anh bạn, người có biết đá bóng không vậy? Nếu không biết đá thì cầm xuống đây bằng tay cũng được. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười khinh thường. Trương Dương nheo hai mắt lại ngắm thằng mặt gã cho chết dưới sân kia, trong lòng thì thầm nghĩ, mẹ nó chứ, ông đây là thiên tài bắn súng, ngắm không có trượt đâu. Từ trước tới nay thằng nhãi vẫn luôn có cái bệnh sĩ diện, bị thằng nhãi kia cười khinh, Trương Dương liền cảm thấy tức giận trong lòng. Vì giận quá nên cũng không khống chế được lực sút, Trương Dương vừa đặt quả bóng xuống đất liền co chân sút mạnh một cái. Gã tiền đạo mặc áo số 9 còn đang cười hả hê thì đột nhiên quá bóng từ trên khán đài lại xé gió bay vụt xuống nhắm ngay mặt hắn bay đến. Tốc độ quả bóng cực nhanh, dù người ngoài cùng không còn nhìn rõ đường bóng đi như thế nào nữa mà chỉ nghe thấy bốp. Một tiếng trầm thấp, Quả bóng bay thẳng vào mặt gã tiền đạo mặt mũi khôi ngô kia, tiếp sau đó hắn bị dư chấn quá mạnh mà cả người bay ngược về phía sau, rồi nặng nề rơi xuống mặt cỏ. Tất cả mọi người tại đường trường thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm, cho dù là máy bắn bóng đi chăng nữa cũng không mạnh như vậy chứ. Đám đồng đội của gã tiền đạo mặc áo số 9 thấy bạn mình bị ngã liền vội vàng chạy tới xem. Cũng may, nếu như Trương Dương còn ngầm vận nội lực nữa thì chỉ sợ thằng nhãi kia vỡ sọ não mất nhưng dù vậy chắc chắn thằng nhãi kia cùng phải nằm viện vài cả tháng mới đỡ. Trần Tuyết nhíu nhíu mày, trong lòng thầm oán trách Trương Dương lại gây chuyện. Nàng thấp giọng nói, chúng ta đi. Trương Đại Quan Nhân nghe vậy liền gật đầu lia lịa. thừa dịp mọi người đang chú ý đến gã tiền đạo kia đang nằm im bất động dưới sân kia, cùng Trần Tuyết lặng lẽ rời đi. Trương 165, Đông Giang xoay vần. Hai người đi dọc theo dưới bóng của hàng cây ven đường, thì thoảng trước mặt lại có mấy đôi tình nhân đang ngồi tâm sự, tự nhiên bọn họ nhìn cũng chẳng khác gì như thế cả. Trần Tuyết nhỏ giọng nói, người tìm ta có chuyện gì? Trương Dương lúc này mới nói ra mục đích tới đây. Trần Tuyết suy nghĩ một chút nói, Kim Mậu ư, cái người này thì ta biết, căn cứ vào lịch sử ghi chép lại thì hắn là một thích khách lừng danh, từng ám sát vì Dương Đế, nhưng vì thất bại nên bị giết chết. Còn có gì khác nữa không? Trương Đại Quan Nhân đối với các tư liệu về Kim Mậu tỏ ra rất hứng thú. Trần Tuyết lắc đầu nói, như vậy đi ta đưa người tới thư viện ở đó có lẽ sẽ có rất nhiều thông tin mà ngươi muốn trương dương đi theo nàng tới thư viện hắn cũng chẳng phải làm gì tra cứu tư liệu đều là do trần tuyết làm trương dương nhàn rỗi không có việc gì làm thế là lấy quyển tạp chí điện ảnh ra xem bỗng để ý thấy có mấy ảnh có khung cảnh rất quen thuộc nhìn kỹ lại một chút thấy dường như là thanh vân trúc hải trên thanh thai sơn trương dương bắt đầu đọc bộ phim này là một phim võ hiệp do đạo diễn là vương chuẩn làm diễn viên chính Lưu Đức Chính, có cả Hà Vân Nhan cũng đóng một vai phụ làm nữ sát thủ. Trương Dương nhất thời có chút hứng thú, thấy bộ phim này có tên gọi Giang Sơn Mỹ Nhân, trên báo không chỉ có ảnh Thanh Vân Trúc Hải mà còn có cổ Trường Thành, bất quá không thấy có ảnh Hà Vân Nhan làm cho Trương Dương có chút thất vọng. Từ tờ báo cũng thấy giới thiệu gì về sở du lịch Giang Thành, Trương Đại Quan Nhân trong lòng có chút bất bình, hảo A Vương chuẩn lão tử tạo cho ngươi các điều kiện tốt nhất hết sức có thể nhưng một chút về sở du lịch giang thành ngươi cũng không thèm nói đấy thế này thật là công dã chàng mà trần tuyết sau một hồi tìm tư liệu trở lại cạnh hắn ôm theo một tập sách dày cộp lúc này bắt đầu tỉ mỉ lật từng trang mà xem trương dương chẳng muốn quầy dày nàng ngồi tập trung đọc tờ tạp chí điện ảnh phải thừa nhận vô luận là thanh vân trúc hải hay cổ trường thành lên phim đều rất đẹp càng là như vậy thì tính quảng cáo lại càng cao nếu như vậy thì danh khí của du lịch Giang Thành quả thật sẽ rất nổi bật. Trần Tuyết bỗng nói, đây có một đoạn giới thiệu về hắn này. Trương Dương quay sang nhìn, Trần Tu Vết lại nhỏ giọng nói, đây là một đoạn giã sử, Kim Mậu sau khi bị giết, nữ nhi của hắn quyết trí báo thù cho cha, không tiếc mình vào cung trở thành một phi tần trong hậu cung của Tùy Dương Đế. Trương Dương nhíu nhíu mày, chuyện này thế nào mà trước đây hắn lại chưa từng nghe qua. Trần Tuyết hít một hơi dài nói, vị quý phi này không chỉ muốn giết Dương Quảng mà còn mưu đoạt Giang Sơn Đại Tùy, nhưng sau chẳng hiểu vì chuyện gì mà cũng bị Dương Quảng giết chết trước khi kịp thực hiện kế hoạch. Trương Dương càng nghe càng hồ đồ, Dương Quảng sủng ái phi tần cực kỳ là điều mà người ta vẫn thường nói, bất quá chưa hề nói nghe về nữ nhân này, thậm chí cả đoạn dã tâm đoạt Giang Sơn cũng chưa từng nghe nói. Lẽ nào tất cả chuyện này là phát sinh sau khi hắn chết? Trần Tuyết đóng quyển sách lại nói, chỉ có như vậy thôi. Bất quá những tư liệu này cũng chỉ là giã sử dân quan, không thể tin hoàn toàn được. Mà ngươi sao tự nhiên lại có hứng thú với đoạn lịch sử thời triều tùy thế? Trương Dương đáp, ngẫu nhiên kiếm được một vài bản thư phép đương nhiên của Kim Mậu, ta vốn thích thư pháp cho nên tự nhiên sinh ra hứng thú với cái nhân vật này. Cái giải thích này cũng có thể coi là hợp tình hợp lý, Trần Tuyết cũng không có hoài nghi gì. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng.

Trần Tuyết đạm nhiên cười nói, quên đi, chuyện nhỏ thôi ấy mà, ta quen ăn ở căng tin trường rồi, cũng không muốn ra ngoài ăn. Trương Dương biết tính tình nàng ta nên cũng chẳng miễn cường, đứng dậy cáo từ ta đi đây. Có gì cần nhờ ta không? Trần Tuyết hơi ngạc nhiên nhìn hắn, bất quá lập tức hiểu ra là hắn chuẩn bị quay về Giang Thành, nàng lắc đầu nói, không có, ta cũng sắp nghỉ hè rồi, cũng sẽ về Xuân Dương thôi. Hảo, chờ ngươi nghỉ, ta cùng gọi Triệu Tĩnh về, chúng ta gặp nhau một lần. Trần Tuyết lần này không có cự tuyệt nữa, nàng nhẹ gật đầu. Trương Dương Ly khai khỏi thư viện, hướng bãi đổ xe đi đến, còn chưa đi được mấy bước đã bị một đám nam sinh viên vây lấy, dẫn đầu chính là cái tên vừa mới bị Trương Dương cho một trận. Nhìn đám thanh niên này Trương Đại Quan Nhân không khỏi nở một nụ cười bất đắc dĩ, nếu so với đám này thì tuổi Trương Dương cũng chẳng nhiều hơn, nhưng hắn lăn lộn quan trường bấy lâu, va chạm với cuộc đời nhiều tự nhiên cảnh giới cùng cao hơn bọn chúng gấp bội, đương nhiên Trương Dương chẳng thèm chấp nhặt chúng làm gì. Cái tên lúc này bị ăn đòn hiển nhiên là đã khôi phục lại bộ dạng, bất quá trông vẫn chật vật lắm, hắn chỉ tay vào mặt Trương Dương nói, tiểu tử, người đứng đó cho ta. Sự tình hôm nay không giải quyết xong thì đừng có đi. Trương Dương nheo mắt lại, một cỗ uy áp vô hình lập tức tỏa ra xung quanh, cái này là vương giả chi khí trong truyền thuyết, Trương đại quan nhân ở trong quan trường hơn một năm mới ngộ ra một chút ít, căn bản là chẳng đủ dọa người, nhưng trong đó có lẫn thêm cả sát khí, mà riêng về sát khí của trương đại quan nhân thì không cần phải bàn. Đám sinh viên cảm thấp hô hấp như bị đè nén lại, Trương Dương dùng ánh mắt quét ngang bọn chúng một lượt, các người đều là sinh viên, không lo học tập cho tốt lại thích tụ tập gây chuyện, như thế không tốt lắm đâu. Hắn dừng lại một chút rồi nói, gọi tới nhiều người như vậy, có phải là muốn đánh nhau không? tên tiểu tử cầm đầu trừng mắt hung ác nhìn Trương Dương, đúng thì sao? Trương Dương thở dài, thật không biết trời cao đất dày là gì. Nói cho các người biết, ta là vận động viên tán đả quốc gia. Không muốn bị thương thì biến hết đi. Ánh mắt hắn nhìn vào cây đại thụ bên cạnh, đối với đám sinh viên này hắn cũng chẳng muốn ra tay làm gì, chỉ cần dọa cho chúng biết sợ là được. Trương Dương vung tay lên vỗ một trường xuống thân cây, cả thân cấp đại thụ rung lên, lá cây rụng rào rào như mưa, trên thân cây lưu lại một trường ấn rất rõ ràng sâu tới mấy cm chiêu này thực sự đã khiến cho đám sinh viên ở đây sợ tới vỡ mật công phu thế này trước giờ chỉ có thấy chuyện trong phim võ thuật ngày hôm nav lại được tận mắt trông thấy đối mặt với cao thủ như thế này đừng nói là là mười mấy mà ngay cả mấy chục thì cũng ăn đòn cả mà thôi trương dương bắt đầu quay ra hỏi nào bây giờ bắt đấu từ ai ai lên đánh trước vừa dứt lời cả đám kia chạy không còn một bóng tên tiểu tử cầm đầu chạy còn nhanh hơn những kẻ khác. Trương Dương bật cười ha hả, hôm nay thực sự là ngày vui vẻ nhất kể từ cái hôm có kẻ ám toán hắn. Hắn đang cười thì phía sau vang lên một thanh âm già nuốt tiểu tử. Người cư nhiên phá hoại tài sản công cộng A. Trương Dương xoay người lại thì thấy một lão thái thái là lao công đang chầm chầm nhìn hắn. Trương Dương cuốn quyết giải thích, lão thái, ta chỉ là vỗ một cái thôi mà. Thập niên thụ nhân, bách niên thụ mộc. Ngươi dám phá hoại công cối trong trường thanh hoa A, ta đánh, vừa nói lão thái vừa cầm cái chổi xông đến. Trường đại quan nhân vội trốn vào ô tô, nhưng tuy như vậy vẫn không khỏi ăn một chổi vào lưng. Trần Tuyết đứng ở cửa thư viện nhìn hắn chật vật chạy trốn, khóe môi không khỏi lộ ra một nụ cười thoáng qua, xinh đẹp như một đóa sơn trà trong u cốc vậy. Tuy rằng tả ủng quân rất muốn giữ nữ nhi tại bên đó, nhưng tả hiểu tinh đã biết chuyện của cha mẹ, chưa tới kỳ nghỉ hè nàng sớm quay về nước máy bay hiện tại đã đáp xuống đông giang đến đây đón nàng là gì của nàng tương tâm nguyệt và biểu ca điền bân nhìn sắc mặt tả hiểu tình tái nhợt tương tâm nguyệt trong lòng xót xa nàng ta dảo bước nhanh đến cầm bàn tay của tả hiểu tình nhẹ giọng nói hiểu tình tả hiểu hình gọi một tiếng gì sau đó nhào vào lòng tương tâm ngu vệt khóc thút thít điền bân cầm hành lý ho khan một tiếng nói chỗ này đông người không tiện lắm a à. chúng ta trước hết rời đi đi trên ô tô tương tâm nguyệt vất vả lắm mới dỗ được tả hiểu tình ngừng khóc tả hiểu hình sau khi khóc một hồi tâm tình cũng khá lên rất nhiều nàng tiếp nhận khăn tay lau lau nước mắt nói ta muốn lập tức quay về giang thành gặp cha mẹ ta tương tâm nguyệt nói bọn họ không việc gì tất cả vẫn chưa có kết luận gì ngày hôm nay cũng muộn rồi chúng ta mai hãy về nàng ta cũng không có nói cho tả hiểu tình rằng điền khánh long cũng đã tới đông giang cố gắng giúp tả ủng quân Điền Khánh Long lúc này đang làm khách trong nhà hứa thường Đức, bọn họ ở Giang Thành lúc trước cũng là có quan hệ, hơn chục năm coi như không tồi, cho nên Điền Khánh Long mới tìm đến hứa thường Đức. Mặc hứa thường Đức và Hồng Vĩ cơ quan hệ cùng rất tốt, nhưng quan hệ với tả ủng quán cũng không hề tồi, vốn là trước kia lúc vợ hắn lâm bệnh, tả ủng quân thân là viện trưởng bệnh viện nhân dân Giang Thành đã hết sức giúp đỡ. Mà nữ nhi của tả ủng quân cũng đã được hứa gả con con trai của hứa thường Đức là hứa gia dũng, có thể nói là thiếu một chút nữa thì coi như là người một nhà được. Theo lý mà nói thì với các tầng quan hệ như vậy, đương nhiên Hứa Thường Đức sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hứa Thường Đức đối với Điền Khánh Long cũng tỏ ra nhiệt tình, hai người trước hết ngồi là nói lại chuyện cũ, sau đó trọng tâm câu chuyện rất nhanh chuyển tới vấn đề của Tả Ủng Quân. Điền Khánh Long nói, "Hứa chủ tịch, Ủng Quân làm người thế nào ngươi cũng rõ ràng, hắn căn bản là một con mọt sách, đối với danh lợi, tiền tài sẽ không đặt trong mắt đâu." Hứa thường đức rút điếu thuốc ra nói, Khánh Long, ta cùng ủng quân quen biết đã lâu, hắn thế nào ta hiểu rõ. Ta tuy rằng giờ là người đang ở Đông Giang, nhưng mọi chuyện ở Giang Thành ta vẫn luôn quan tâm. Vấn đề của Lê Quốc Chính đã bôi đen toàn bộ đội ngũ cán bộ Giang Thành chúng ta, chu viện này ảnh hưởng rất không tốt, tới mức chúng ta không thể ngờ được. Điền Khánh Long lặng lẽ chưa nói gì, hắn đối mới mấy lời nói xuông này của hứa thường Đức chẳng có hứng thú, hắn chỉ cần hứa thường Đức xuất thủ, có hứa thường Đức tương trợ, vấn đề của tạo ủng quân tự nhiên sẽ dễ giải quyết rất nhiều. Hứa thường Đức nói lại nói, Lê Quốc Chính đã chết, thế nhưng hắn đã lưu lại những vấn đề không thể giải quyết được, vết đen phùng ái liên tham ô hối lộ đã để lại ảnh hưởng không tốt, bây giờ tạo ủng quân lại dính vào việc như thế, ta không phải là không muốn không can thiệp, thế nhưng nếu ta can thiệp vào thì những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Hắn dừng lại một chút rồi nói, tả viên chiêu là thị trưởng Giang Thành, việc này hoàn toàn trong phạm vi quyền hạn của hắn nghe những lời này của hứa thường đức điền khánh long lập tức minh bạch hứa thường đức sẽ không xuất đầu giúp đỡ tả ủng quân không chỉ là việc của tả ủng quân mà hiện tại bất luận việc gì ở giang thành hắn cũng sẽ không nhúng tay trước kia lê quốc chính đã khiến cho hứa thường đức phải sứt đầu mẻ chán hiện tại lê quốc chính đã chết hứa thường đức đang điều chỉnh tu dưỡng hắn sẽ không sinh sự đa đoan lại càng không chủ động chọc vào phiền phức điền khánh long nói hứa chủ tịch Thương tâm tuệ đã thừa nhận tất cả tài vật đều là nàng ta thu nhận tả ủng quân cũng không biết gì. Hứa thường Đức nói một câu rất quan liêu, phải tin tưởng tổ chức, phải tin tưởng năng lực công tác của tổ kỷ ủy, chuyện này nhất định sẽ tra ra rõ ràng. Đảng chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho một hảo đồng chí oan uổng. Tối đó gia đình Điền Khánh Long và tả hiểu tình ăn tối ở Vọng Giang lâu, Điền Khánh Long ở Đông Giang có rất nhiều bằng hiếu, thế nhưng hắn cùng không có kinh động tới ai. Hứa thường Đức từ chối xong, hắn biết rằng cứu được tả ủng quân chỉ còn có bí thư tỉnh ủy cố dũng chi mà có thể nhờ được cố duẫn chi giúp đỡ thì may ra chỉ có tả viên chiêu giúp được bất quá tả viên chiêu đối với bà chị dâu rất thất vọng nhưng điền khánh long xem ra tả viên chiêu quan tâm nhất chính là tiền đồ của hắn nếu như hắn có dũng khí cùng hồng vĩ cơ đấu một chút thậm chí thái độ cường ngạnh hơn nữa thì sự tình cũng không đến mức như thế này tả hiểu tình tâm trạng rất không tốt cũng may là còn có tương tâm nguyệt ở bên chiếu cố cho nàng điền bân nói hay là để ta điện cho hứa ra dũng một chút hàng lông mi của tả hiểu tình khẽ giật, nàng tự nhiên minh bạch ý tứ của biểu ca, điện cho hứa ra dũng cùng chính coi như là xin của hứa ra một cái nhân tình, nhưng là trong lòng nàng đối với hứa ra vẫn có chút bài xích, bất quá hiện tại cha mẹ rơi vào tình cảnh như vậy, nàng đích xác cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Điền Khánh Long lạnh lùng nhìn Nhi Tử nói, hai từ các ngươi không cần quan tâm đến chuyện này, ta tự có cách xử lý. Điền Bân bị phụ thân quát mặt có hơi đỏ lên, Tương Tâm Nguyệt sợ nhi tử xấu hổ cười nói, "Cha ngươi cũng là lo cho ngươi thôi, rắc rối quan trường các ngươi không hiểu được đâu." Tả Hiểu Tình lặng yên cúi đầu xuống, vành mắt đỏ hoe lên. Điền Khánh Long có phần khó chịu với cái bầu không khí này, đứng dậy nói, "Ta đi toilet một chút." Điền Khánh Long vừa bước được mấy bước thì nghe thấy một thanh âm, kia chẳng phải là Điền Đại Ca sao? Điền Khánh Long xoay người lại nhìn, thì ra là cục trưởng phân cục Bạch Sa Loan thắng văn, hai người vốn là lão bằng hữu. Loan Thắng Văn cười cười đi nhanh tới, cầm tay Điền Khánh Long nói: Lão ca, người thế nào mà tới Đông Giang này lại không báo cho ta một tiếng? Điền Khánh Long cười cười, cùng nhà tới Đông Giang chơi ấy mà, chị dâu cũng tới. Điền Khánh Long gật gật đầu nói: Người cùng tới đây ăn a, à? cùng mấy người bạn uống rượu. A, à, đúng rồi, người nhất định là cũng biết, Trương Dương ở sở du lịch Giang Thành. Điền Khánh Long thật có chút sửng sốt, đúng là quá trùng hợp. Trương Dương cư nhiên đang ngồi gian phòng bên cạnh. Thực ra thì hắn cũng biết Trương Dương tới trường Đảng Đông Giang học tập. Tiểu tử kia vừa đi cái thì gian thành thanh tịnh lại rất nhiều, không có nhiều việc khiến hắn phải đau đầu xử lý nữa. Loan Thắng Văn nói: Điền Đại Ca, người ở phòng nào? Để ta với Trương Dương sang đó kính rượu. Điền Khánh Long nói số phòng ra rồi quay trở lại phòng bên này. Loan Thắng Văn cũng quay về gọi Trương Dương. Trương Dương cũng là vừa mới từ Bắc Kinh về sáng nay. Điền Khánh Long cũng là một trong số ít nhân vật ở quan trường Giang Thành mà hắn tôn kính, thế nên nghe nói Điền Khánh Long tới Đông Giang, hắn đương nhiên muốn đích thân sang kính rượu, chỉ là hắn không ngờ tả hiểu tình cũng ngồi trong phòng đó. Điền Khánh Long quát trở lại phòng còn không có nói cho mọi người gặp Trương Dương và Loan Thắng Văn, thế nên Trương Dương đột nhiên xuất hiện khiến cho tả hiểu tình ngây ngốc ra, nhìn bộ dáng hắn tươi cười trong lòng tả hiểu tình không khỏi dâng lên một cảm giác hủy khuất và chua sót không nói lên lời nước mắt kìm nén nãy giờ rốt cuộc cũng tuôn ra, nàng sợ hắn trông thấy bộ dáng này vội vàng đứng dậy đi ra cửa. Tuy rằng là như vậy nhưng mọi người ở đây đều rõ cả, Điền Khánh Long cùng biết rõ Trương Dương và tả hiểu tình trước kia còn có một đoạn tình cảm, cho nên cũng không lấy gì làm lạ. Loan Thắng Văn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tả hiểu tình, nhưng hắn vốn nghề là cảnh sát, vừa thấy biểu tình của nàng khi trông thấy Trương Dương là hắn lập tức ý thức được nha đầu này với Trương Dương nhất định có vấn đề hắn không khỏi thầm nghĩ tiểu tử này thật sự không biết là người hay là yêu nhân A, à, thế nào mà phàm là nữ tử có chút xuất chúng là đều dính dáng đến hắn. Biểu tình của trương đại quan nhân rất chấn định, trong khoảng thời gian này tu luyện quan trường coi như không hề uổng phí, trên mặt hắn lộ ra vẻ cười nhàn nhạt, điên cục, ngài cũng thật là. Tới Đông Giang mà chẳng báo cho ta lấy một tiếng, bộ sợ ta không mời nổi một bữa rượu sao. Điền Khánh Long cười nói, tiểu tử ngươi mới thật là. Ngươi không thấy đây là gia yến sao? Người nhà chúng ta ngồi một chỗ cũng phải hội báo cho ngươi sao? Mấp người đồng thanh nở nụ cười. Trương Dương rất lễ phép hướng Tương Tâm Nguyệt chào hỏi. Tương Tâm Ngu Việt cũng đã nghe cái tên Trương Dương nhiều lần, nhưng bây giờ mới được gặp mặt. Tiểu tử này thực sự là tướng Mạo Anh Tuấn, khí chất trầm ổn mà lão luyệt. Nàng thưởng thức nhất là hắn đối mặt với những nhân vật cao cấp hơn hắn rất nhiều như Điền Khánh Long, Loan Thắng Văn mà vẫn tỏ ra thoải mái tự tin, không có biểu hiện gì lo lắng rụt rè, so với đám đồng trang lứa thì rất rất ít kẻ có thể như vậy. Trương Dương đối Điền Bân tuy rằng quá khứ có chút khúc mắc, bất quá đã có Điền Khánh Long ở đây, hắn cũng mỉm cười chào hỏi như bình thường. Một lượt rượu xong xuôi, hắn chợt phát hiện ra Tả Hiểu Tình vẫn đang đứng cạnh cửa sổ, hắn không khỏi cười nói, Tả Hiểu Tình a, à, người thế nào quên lão đồng học này rồi à? Tả Hiểu Tình quay đầu lại, đôi mắt có chút hơi đỏ, nàng hướng Trương Dương mỉm cười nói, Trương Dương xin lỗi, hôm nay ta không được khỏe, xin phép. Nàng không giải thích nhiều, xoay người rời đi, tương tâm nguyệt cuốn quyết đuổi theo nàng. Điền Khánh Long bảo Điền Bân đi theo đưa hai người về. Loan Thắng Văn biết rõ là tả hiểu tình rời đi có liên quan tới Trương Dương, nhưng cố ý nói tẩu tử có phải không ưa ta không? Điền Khánh Long chừng mắt liếc hắn, rồi bật cười, Điền Khánh Long nâng chén rượu lên nói, ta thật không nghĩ các ngươi lại quen biết nhau. Tục ngữ có câu thật không sai, đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Loan Thắng Văn nói, đây không phải là chửi ta sao? Lão ca, lâu lắm không gặp người vậy là vừa gặp đã chửi ta rồi. Nào ta kính người ba chén, Trương Dương tiếp sau nhé. Hắn quay sang nhìn thấy Trương Dương có chút không tập trung, hắn lấy khử tay huyết huyết Trương Dương. Lúc này Trương Dương mới khôi phục tinh thần, cũng tốt, bất quá điển cục niên kỳ lớn hơn. Chúng ta làm thế lại mang tiếng là khi dễ lão đồng chí, cứ cùng nhau uống ba chén đi ba người cùng nhau uống ba chén rượu. Trương Dương lúc này mới hỏi Điền Khánh Long chuyện xảy ra ở Giang Thành. Điền Khánh Long cùng không có nói ra, mà chỉ là đi đón tả hiểu tình, thuận tiện ở lại Đông Giang giải sầu. Trương Dương đâu có dễ lừa như vậy, từ biểu tình của Điền Khánh Long và tả hiểu tình hắn cũng đoán ra được 89 phần. Loan Thắng Văn cũng không phải là người ngoài, đặt chén rượu xuống bàn hắn nói luôn, Điền Cục, người lần này tới Đông Giang có phải là vì sự tình cha mẹ của hiểu tình không? Điền Khánh Long nhìn hắn một chút, tiểu tử này thực sự là càng ngày tu vi càng tinh thâm hơn. Nếu hắn đã rõ ràng tới mức đó thì Điền Khánh Long cũng chẳng cần phải giấu giếm, từ từ gắp một miếng đồ ăn bò vào miệng chậm rãi nhai nuốt, thần tình biểu hiện ra coi như là đã thừa nhận suy đoán của Trương Dương. Trương Dương nói, ta lúc ở Bắc Kinh có một vị bằng hữu trong ban kỷ ủy trung ương, nên cũng nghe nói về tình huống ở Giang Thành, nghe nói là Hồng bí thư lần này rất quyết tâm, sự tình e rằng không dễ dàng giải quyết. Điền Khánh Long đối với năng lực của Trương Dương cũng có nhận thức, hắn thở dài nói: chuyện này vốn không nên nháo lớn ra như vậy. Lê Quốc Chính đã chết, hiện tại Phùng Ái liên tâm thần thì có vấn đề, ta cũng không biết là bà ta nói câu nào thật, câu nào giả. Loan Thắng Văn đối với tình huống ở Giang Thành không nắm rõ, cho nên lẳng lặng ngồi nghe không nói gì. Trương Dương nói: ta hiểu tình với ta là hảo bằng hiếu, có cái gì có thể hỗ trợ được, Điền cục cứ phân phó. Nói chuyện trên bàn ăn cũng không thể nói được nhiều, Điền Khánh Long đứng dậy nói, cũng muộn rồi, có gì để ngày khác nói, ta muốn về. Trương Dương gọi phục vụ thanh toán, tất cả chi phí cứ tính vào hắn, hôm nay là Chu Vân phàm tẩy trần cho hắn cho nên hắn cũng chẳng phải bỏ ra xu nào. Điền Khánh Long chẳng có khách khí với hắn, đi ra đại môn gọi taxi về. Trước khi Điền Khánh Long lên xe, Trương Dương có hỏi hắn đêm nay nghỉ lại ở đâu, Điền Khánh Long cũng đoán được tiểu tử này đang tính toán cái gì suy nghĩ một chút rồi đem địa điểm nói cho hắn. Đêm đó Trương Dương vốn định tới chỗ Cố Giai Đồng, nhưng là Cố Giai Đồng nhận được điện thoại của Hà Lạc, nói nàng ta đau bụng, vì đã đáp ứng với Ngụy Trí Thành sẽ chăm sóc cho hai mẹ con Hà Lạc nên nàng đành đưa Hà Lạc tới bệnh viện. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân thật có chút phiền muộn, lại nói Ngụy Trí Thành khiến cho Giai Đồng phải chịu ủy khuất bao nhiêu năm như vậy, bây giờ lại còn muốn nàng phải chiếu cố cho nhân tình của hắn, trên đời thật là chẳng có cái công đạo gì nữa trương dương lúc này đang bị ám ảnh với cái hình ảnh tả hiểu tình rơi nước mắt vừa rồi hắn hiểu rõ lúc này là lúc mà nàng đang hết sức tuyệt vọng đang cần một sự trợ giúp trương dương đi ô tô tới khách sạn mà nhà điền khánh long nghỉ lại suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho tả hiểu tình tả hiểu tình nghe máy trương dương nghe được trong thanh âm đó một sự yêu thương uy hiểu tình là ta trương dương đây nghe thấy giọng nói trầm ấm mà thản thiết của hắn tả hiểu tình không khỏi cảm thấy một chút hoảng loạn nàng thật muốn cúp máy, nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy, do dự một hồi lâu nàng mới lên tiếng, đã chế thế này rồi. Có việc gì sao? Ta đang ở cửa khách sạn. Tả hiểu tình sửng sốt không nói gì. Trương Dương nói, ta muốn gặp ngươi. Muộn quá rồi. Ta muốn gặp ngươi, Trương Dương vẫn nói lại nguyên một câu đó. Tả hiểu tình cắn cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, đợi ta mươi năm phút nữa ở quán cà phê. Tả hiểu tình vừa cúp máy, thì điện thoại lại rung, nàng bất đắc dĩ nghe máy nói, không phải ta đã nói đợi ta 15 phút sau. Hiểu Tình là giọng của Hứa Gia Dũng. Tả Hiểu Tình nghe được thanh âm biết là mình nhầm, có chút lúng túng, là ngươi a? À. Hứa Gia Dũng nói, Hiểu Tình, người về nước lúc nào sao không nói với ta một tiếng? Sự tình lớn như vậy sao không nói cho ta? Tả Hiểu Tình nhẹ giọng, việc gia đình của ta, không muốn người bận tâm. Hứa ra Dũng nói, giữa chúng ta cần phải phân rạch giỏi thế sao? Ngươi yên tâm, ta lập tức về nước xem xem có thể giúp gì được cho ngươi hay không? Không cần đâu, tả hiểu tình nói, vừa rồi nghe Điền Khánh Long nói hứa thường Đức đã biểu thị sự không quan tâm. Hiểu tình, ta thực sự muốn giúp ngươi. Cảm tạ ngươi đã quan tâm, nhưng ta hiện chỉ muốn được yên. Tả hiểu tình nói xong liền cúp máy, tự nhiên nàng cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn nhiều, nguyên lai like là cự tuyệt cũng không có khó như tưởng tượng. Nhớ tới vừa hẹn với Trương Dương, tả hiểu tình thay đồ, sau đó rời khỏi phòng. Trương Dương ngồi đợi ở quán cà phê đã 20 phút mới thấy tả hiểu tình xuất hiện. So với lần gần nhất gặp mặt, trông nàng có vẻ như gầy đi một chút, bất quá dáng vẻ hơi có chút tiểu tụy này lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp nhu nhược của nàng. So với lúc tối nhìn thấy hắn, bây giờ tâm tình tả hiểu tình đã ổn định lại rất nhiều, nàng hướng Trương Dương mỉm cười chào, rồi ngồi xuống đối diện hắn. Trương Dương nhẹ giọng nói, có đói bụng không? Muốn ăn một chút gì không? Tả hiểu tình lắc đầu, lúc tối ăn rồi nên ta không đói. Người gầy đi nhiều. Tả hiểu tình mỉm cười, có thể là ở nước ngoài chưa quen lắm. Trương Dương cũng minh bạch tâm tình hiện tại, cũng không phải là lúc ôn lại chuyện cũ. Hắn gặp nàng lần này là để hỏi rõ ràng sự việc một chút, hiểu tình, chuyện của cha mẹ người ta có nghe qua. Hiện tại mọi chứng cứ đều bất lợi cho họ, bất quá đó hầu như đều là lời nói một phía của Phùng Ái Liên. Tả hiểu tình cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, người đang an ủi ta. Trương Dương gật đầu, đừng quên chúng ta là hảo bằng hữu, người gặp phải chuyện phiền phức, cho dù không thể giúp được gì thì chí ít cũng có thể chia sẻ với ngươi. Trong lòng tà hiểu tình cảm thấy ấm áp, nàng nhớ lại lúc ở Xuân Dương, mỗi lúc nàng gặp chuyện gì hắn đều bảo vệ giúp đỡ nàng. Từ lúc nghe nói cha mẹ gặp chuyện không may, trong lòng Tả Hiểu Tình thủy chung rơi vào trạng thái sợ hãi và bất lực, nhưng lúc này đây bỗng nhiên nàng lại cảm thấy rất an ổn, tất cả đó đều là vì Trương Dương, cũng chỉ có hắn mới khiến cho nàng cảm thấy an toàn như vậy. Lúc ở nước Mỹ xa xôi kia, sâu trong lòng nàng thủy chung vẫn không thể quên hắn. "Cảm tạ," Tả Hiểu Tình nhỏ giọng nói. Trương Dương lắc đầu nói, "Với ta vĩnh viễn không cần nói hai chữ cảm tạ. Ta sẽ tận lực ban trợ ngươi, ngươi không cần phải lo lắng." trời có sụp xuống ta cũng chống giúp ngươi. Trong lòng tả hiểu tình thoáng có một chút run rẩy nàng nhìn ánh mắt nóng rực mà kiên định của hắn, ánh mắt này như cho nàng có thêm dũng khí, làm cho nàng thoải mái, lại khiến nàng sinh ra một cảm xúc khó tả, hai hàng lông mi chớp động, hai giọt nước mắt trong suốt cũng lan dài trên má. Hiện tại Trương Dương đã không còn phải là cái tên thực tập sinh về giáo kia nữa, hiện tại năng lực của hắn để thăng rất nhiều hắn minh bạch một điều đó là hồng vĩ cơ là người khởi tạo trường phong vân này hắn cũng ý thức được muốn giải quyết vấn đề then chốt này không phải ở giang thành mà chỉ có bí thư tỉnh ủy cố duẫn chi lên tiếng mới có thể khiến cho hồng vĩ cơ gạt bỏ kế hoạch này cố giai đồng mãi tận nửa đêm mới trở về biệt thự trương dương cũng vừa mới tắm rửa xong đang ngồi xem tv chờ nàng cố giai đồng về tới nhà từ phía sau tiến tới ôm choàng qua cổ hắn hôn lên má hắn một cái trương dương cầm tay nàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, mệt không? Cố dài đồng gật đầu thở dài, xem ra ta không biết là kiếp trước thiếu ngụy trí thành cái gì, bây giờ ngay cả nhân tình hắn cũng phải chiếu cố. Trương Dương cười khổ, cố dài đồng cũng thật là quá tốt. Hắn hỏi, Hà Lạc thế nào? Không có việc gì, chỉ là động thai chút thôi, chắc là bị chuyện của Ngụy Trí Thành kích thích. Ngụy Trí Thành thế nào? Đại khái cũng không dưới 10 năm, đó coi như cũng là kết quả tốt nhất rồi. Trương Dương lặng lẽ không nói gì, bỗng nhiên nhớ tới chuyện của hai vợ chồng tả ủng quân, bọn họ sắp tới cũng không biết như thế nào đây. Cố dài đồng đứng dậy nói, ta đi tắm một cái. Đi hai bước bỗng nhiên nhớ ra một việc liền nói, được rồi, ngày mai là sinh nhật dưỡng dưỡng, nhà ta làm bữa tiệc mừng, người đưa cả triệu tính tới nhé. Trương Dương gật đầu, như thế càng có cơ hội tốt gặp Cố Duẫn Chi, bất quá nhớ tới minh kiện hắn lại thoáng có chút do dự. Cố dài đồng hiểu tâm tư hắn, nhẹ giọng nói, Minh Kiện đi Hàng Châu rồi. Chiều hôm sau, Trương Dương sớm đón Triệu Tính cùng mấy nữ hài chung phòng ký túc với nó, bởi vì thường ngày cố dưỡng dưỡng chơi chung với các nàng đều rất vui vẻ nên mời tất cả cùng tới. Trương Dương minh bạch dưỡng dưỡng đối với mình có chút tình cảm cho nên không có chọn quà riêng mà mua một bộ dụng cụ vẽ tranh. Nguyên bản hắn đang định lát nữa tới, thì nhận được điện thoại của giai đồng bảo hắn tới nhà để đón dưỡng dưỡng. Trong khoảng thời gian này dưỡng dưỡng cũng nhàn rỗi, thường xuyên tới nhà trẻ làm tình nguyện viên, vốn dài đồng định tới đón nàng, nhưng vì bận ở nhà chuẩn bị cho nên không đi được. Chỗ Trương Dương đang đứng tới nhà trẻ cùng không có xa, chạy thẳng tới đó xong hắn bảo mấy nhà đầu triệu tính ở trên xe chờ, rồi đi tới phòng bảo vệ nhờ gọi điện cho dưỡng dưỡng một cái. Lúc này cũng là lúc tan học, trong sân trường đều là phụ huynh tới đón con em mình. Trương Dương đứng chờ một hồi lâu mới thấy cố dưỡng dưỡng mặc một chiếc váy trắng, áo hồng đi ra vừa trông thấy đám trương dương, dưỡng dưỡng liền mỉm cười vẫy vẫy tay, nhưng bộ dáng tươi cười của nàng lập tức ngưng bặt, thay vào đó là một biểu tình ngưng trọng và hoảng sợ. Trương dương nhảy cảm cảm thấy điều đó, xoay người nhìn lại hướng dưỡng dưỡng vừa nhìn thấy đằng kia một gã nam tử tay cầm đao, mặt đằng đằng sát khí chạy tới đám hài tử phía kia tiểu viện. Ý thức được sự nguy hiểm đến với bọn trẻ, cố dưỡng dưỡng hét lên một tiếng chói tai rồi chạy nhanh tới chặn đường nam tử kia. Tên kia cứ thế vùng thanh đao lên chém xuống, cố dưỡng dưỡng chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng người sang một bên, nhưng lưỡi đao kia vẫn chém trúng cánh tay phải của nàng, tiền huyết đỏ thẫm bắn ra chung quanh, hiện trường truyền đến những tiếng khóc thét chói tai. nam tử kia ánh mắt đỏ ngầu, vùng đao lên lần nữa muốn tấn công dưỡng dưỡng. trương dương vào tới nhanh như tên bắn, một tay túm lấy gáy áo hắn, lâu lắm rồi trương đại quan nhân mới nổ dân như vậy. một kẻ đang tâm xuống tay với hài tử và nữ nhi thì đúng là một kẻ mất nhân tính, tay kia túm lấy cánh tay phải của hắn chỉ nghe răng rắc một tiếng, tay phải của tên nam tử này lập tức bị đoạn. Tên này gục xuống ôm tay gào lên thảm thiết, lo lắng hắn có thể làm hại đến một đứa trẻ vô tội nào gần đó, trương đại quan nhân đoạn luôn cánh tay còn lại của hắn rồi điểm nguyệt hắn. Tên kia lăn lộn dưới đất gào thét thảm thiết, hai mắt tràn đầy oán độc nhìn Trương Dương. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó, lão tử cho ngươi sống không bằng chết. Hắn một quyền đánh vào đan điền tiểu tử kia, dùng nội lực chấn vỡ kinh mạch của đối phương. Trương Dương tuy rằng xung động nhưng cũng là suy nghĩ chu đáo, cũng chẳng muốn bản thân tự nhiên lại dính vào việc đánh chết người, một quyền của hắn khiến hắn nội thương nặng, tên hung đồ này tuyệt không thể sống quá nửa năm. Lúc này hai gã bảo anh nhà trẻ mới chạy đến, hiệp trợ Trương Dương chế phục hung đồ. Trương Dương đi tới bên cạnh dưỡng dưỡng, thấy nàng máu chảy đầy người, mọi người thân thiết súng lại hỏi thăm. Trương Dương ôm lấy thân thể của nàng, khuôn mặt cố dưỡng dưỡng tái nhợt, giọng nàng run run, đám hài tử không bị thương chứ. Trương Dương gật gật đầu, chung quanh ngày càng nhiều người, hắn giận dữ hết, cút hết. Rồi ôm cố dưỡng dưỡng chạy tới xe ô tô. Bị một đao chém vào tận xương, lúc tới bệnh viện được bác sĩ cấp cứu, tình huống cố dưỡng dưỡng mới ổn định. Bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi và Cố gia Đồng nghe chuyện Cố Dưỡng Dưỡng bị hành hung tại nhà trẻ thì vội chạy ngay tới bệnh viện. Lãnh đạo công an tỉnh, Cục trưởng phân cục Bạch Sa Loan Thắng Văn cùng một số lãnh đạo khác cũng chạy tới bệnh viện, bọn họ đều đứng ngoài phòng bệnh. Từ trước tới này Cố Duẫn Chi luôn là người hỉ nộ bất hiện, nhưng ngày hôm nay, sắc mặt vị lão đại này bất thiện đi tới trước cửa phòng bệnh, lãnh đạo công an tỉnh đón đầu chào Cố Duẫn Chi, bọn họ đang lo lắng không biết dưỡng dưỡng ra sao, không ngờ Cố Duẫn Chi đã giận dữ quát, đều ở đây cả làm cái gì. Trách nhiệm của các ngươi là giữ gìn trật tự xã hội chứ đứng ở đây à đi làm công tác của mình đi. Cố Duẫn Chi đi tới phòng bệnh, nhìn vào trong thấy dưỡng dưỡng tay đã được băng bó đang ngồi trên giường, khuôn mặt vẫn đang vui vẻ cười cười nói nói, lão hết sức kinh ngạc vì sự kiên cường của nữ nhi, liền hướng dài đồng ra hiệu chớ có lên tiếng. Trương Dương rất cẩn thận gọt táo sau đó đưa cho nàng. Cố dưỡng dưỡng cười nói, ta lúc đó vốn định túm lấy cổ tay hắn nhưng mà không kịp. Thật sự là học nghệ chưa tinh mà. Trương Dương cười nói, nhà đầu ngốc, nếu như hắn thêm một đau nữa thì ngươi còn cánh tay này sao đôi mắt cố dưỡng dưỡng sáng lên nói một cánh tay đổi lại là bảo vệ được cho đám hài tử vô tội kia ta cam tâm tình nguyện trương dương trong lòng thầm phục nữ hài tử này lại nghe phía sau truyền đến tiếng cười nói cho cùng thế mới là nữ nhi của ta trương dương cuống quyết đứng dậy cố duẫn chi không để ý tới hắn mà đi tới bên giường cầm tay dưỡng dưỡng thân thiết nói dưỡng dưỡng a à, ngươi dọa chết ba của ngươi rồi rất ít khi trước mặt người ngoài mà cố bí thư lại toát ra vẻ ôn nhu như thế cố giai đồng nhìn vết máu trên người trương dương bất đắc dĩ lắc đầu trương dương cũng lặng lẽ lui ra ngoài trương dương đi tới xe jeep lấy một bộ quần áo rất hay bộ quần áo bị dính máu tiện tay ném luôn vào thùng rác phát hiện thấy loan thắng văn đang đứng ở gần đó gọi hắn trương dương tươi cười loan cục thế nào lại cũng ở đây thế loan thắng văn nhìn bốn phía một chút thấy không có ai để ý mới hỏi, cố bí thư thế nào? Trương Dương thực sự là dở khóc dở cưỡi, thương thế của dưỡng dưỡng không quan tâm mà lại chỉ quan tâm tới phản ứng của cố bí thư. Hắn thở dài nói, còn có thể thế nào? Nữ nhi người vô duyên vô cớ bị chém một đau, người thoải mái được sao? Loan Thắng Văn cũng là chủ động thám thính một chút, có thể nói chuyện vừa rồi kinh động toàn bộ hệ thống công an tỉnh Bình Hải, chưa nói đến thương thế của dưỡng dưỡng, nhưng rõ ràng bản chất sự tình là cực kỳ nghiêm trọng, hắn hạ giọng nói, hai tay hung đồ đều bị ngươi đánh gãy cả a. Trương Dương chừng mắt, con mẹ nó, cái loài xúc sinh, nếu không phải ở đó có bao nhiêu người, thì ta cho hắn một đao rồi. Loan Thắng Văn có thể lý giải được phẫn nộ của Trương Dương, hắn đối với chuyện này cũng hết sức thống hận, một nam tử cư nhiên lại dùng hung khí xuống tay với hài tử và nữ nhi, thực là không thể chấp nhận được, hắn nói, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho rõ ràng, không thể tha thứ cho cái tên vô nhân tính ấy sự tình điều tra cũng sơ bộ thì hắn là công nhân của Bách Hóa Dệt Đông Giang, vì đóng cửa nên bị mất việc, hơn nữa con gái hắn gần đây bị tai nạn giao thông qua đời, có lẽ là tâm thần bị kích động quá nên có vấn đề. Trương Dương cười lạnh, nhưng cũng không thể chút giận nên đám hài tử vô tội khác được chứ. Con mẹ nó, cái loại này cần gì thẩm vấn, có một giết một. Hiện trong bụng suy nghĩ may là mình đã sớm động tay động chân, vạn nhất với cái lý do bệnh tâm thần kia thì chẳng phải là hung đồ kia lại được nhởn như ngoài vòng phép luật sao. Loan Thắng Văn đương nhiên không biết Trương Dương đã động chân động tay với hung đồ kia rồi, hắn thấp giọng nói, sự tình này thật là có lỗi với dưỡng dưỡng. Trương Dương trừng mắt, không chỉ là có lỗi với dưỡng dưỡng, mà còn có những hài tử bị làm cho sợ chết khiếp. Loan Cục, bảo đảm trật tự xã hội không phải một hai câu nói là được. Trương Dương vừa nói xong thì điện thoại của hắn đổ chuông, nguyên lại là cố giai đồng gọi hắn. Trở lại phòng bệnh, cố Duẫn chi đang đứng ở ban công, cố cô giai đồng đánh mắt cho Trương Dương, hắn hiểu ý đi ra ban công đứng. Cố cô Duẫn chi nhìn ánh nắng cuối chiều đang tắt dần phía xa xa, thở phào một cái nhẹ nhõm nói Trương Dương. Tên hung đồ kia hôm nay là hướng về phía dưỡng dưỡng hay là về phía đám hài tử. Trương Dương hiểu được cố Duẫn chi lo lắng cái gì, hắn liền đáp cố bí thư. Là hắn nhằm tới đám hài tử trong sân trường, dưỡng dưỡng vì bảo vệ cho đám hài tử nên mới xông ra chặn hắn lại. Tất cả là tại ta không ngăn kịp hắn lại. Cố Duẫn Chi lắc đầu, chuyện này là một chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai có thể ngờ được hậu quả cả. Trương Dương nhẹ giọng, cố bí thư yên tâm, dưỡng dưỡng sẽ mau chóng lành lại bệnh thôi. Ta đảm bảo tên tay nàng cũng sẽ không để lại bất luận một dấu vết gì. Cố Duẫn Chi đương nhiên tin tưởng y thuật thần kỳ của Trương Dương, lão thở dài cảm thán trương dương vốn định đêm nay nói với cố duẫn chi về vấn đề ở giang thành nhưng xảy ra chuyện này khiến hắn có chút khó mở miệng đang lúc không biết phải nói như thế nào thì cố duẫn chi hỏi ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao trương dương gật đầu cố bí thư không biết ngài có nghe chuyện về hệ thống ý viện giang thành chưa cố duẫn chi không nói lời nào hai mắt hơi nheo lại một chút trương dương nói tiếp lê quốc chính đã chết phùng ái liên hiện cung cấp không ít chứng cứ sự tình càng lúc càng lớn có quan hệ gì tới ngươi? Trương Dương ngẩn người, hắn đành nói thật là vì. Chuyện này có liên quan tới một vị bằng hữu, Là một đảng viên, là một cán bộ quốc gia, công tư phân minh thế nào ngươi hiểu không? Ngữ khi cố dẫn chi vẫn bình thản nhưng trong đó lộ ra ý tứ trách cứ rõ ràng. Trương Dương dù sao cũng đã nói ra, hắn thẳng thắn nói tiếp, chưa nói tới những điều phùng ái liên nói là thật hay giả. Hiện tại nhân tâm ở Giang Thành hoàn toàn đã rơi vào trong sợ hãi, như thế đối với sự nghiệp cải cách không có cái điểm gì tốt. Phản Hủ Sướng Liêm là tốt, bất quá uống công thành thẳng chưa chắc đã là tốt. Phản Hủ Sướng Liêm, chống tham nhũng tiêu cực, đề cao công chính liêm minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 165.